Tào Thù Lê lắc đầu, tránh tay Hạ Tưởng ra. Đừng có động tay động chân, có cái gì cần nói thì cứ nói ra, khẳng định là muốn em thay anh làm chuyện xấu. Sao lại là chuyện xấu? Tuyệt đối là chuyện tốt. Hạ Tưởng làm bộ vào đầu, thấy Tào Thù Lê nhìn theo tay hắn không rời, đành phải ngượng ngùng hạ tay xuống. Kỳ thật chính là muốn em đi tìm Liên Nhược Hạm, tâm sự với cô ấy một chút, uống trà, ăn cơm với nhau một vài bữa. Dù sao cũng là mỹ nữ gặp mỹ nữ, có nhiều điểm chung, thân nhau một chút cũng không có gì xấu, đúng không? Còn không biết tâm tư của anh sao? Phái em đi làm gián điệp, cài vào trong nội bộ kẻ thù đúng không nào? Tào Thù Lê nhìn rõ ngay vấn đề, cô đặt hai tay sau lưng, giả vờ đi vòng quanh tại chỗ mấy vòng. Vấn đề này rất ác liệt, em phải suy xét kỹ một chút, bởi vì em hoài nghi mục đích chân thực mà anh bảo em tiếp cận chị Liên. Là anh bị chị ấy mê hoặc, chuẩn bị theo đuổi chị ấy, đúng không? Hạ Tưởng xoa xoa tay. Thật ra anh cũng muốn nhưng có lẽ không có cơ hội. Em không thấy Liên Nhược Hạm dường như đối xử với anh chẳng khác gì những người qua đường sao? Tào Thù Lê kiếng chân, so chiều cao với Hạ Tưởng. Chị Liên sẽ không thích anh. Chị ấy thích con trai cao hơn anh, chín chắn hơn anh, trắng trẻo hơn anh. Hạ Tưởng bị đả kích, nói. Những khuyết điểm hữu hạn trên người anh đều bị em phóng đại vô hạn. Cao 1m8 thì có ích lợi gì? Không đánh bóng rổ thì chỉ thuần túy là dài lưng tốn vải, còn khiến cho áp lực trái tim quá lớn. Hình như anh cũng cao 1m78, là vừa chuẩn. Làn da không đen không trắng, là vừa chuẩn. Tuổi tuy rằng không lớn nhưng vô cùng thành thục, điềm đạm, chắc chắn, cũng là vừa chuẩn. Đi đi, thổi kèn khen lấy, mặc kệ anh. Tào Thù Lê lườm Hạ Tưởng một cái vẻ coi thường, bỗng nhiên lại cười hì hì nói một câu. Chiếc chìa khóa bạc là vật đính ước mà người khác đưa cho em. Có muốn biết là ai hay không? Muốn. Muốn cái gì thì cứ tự mơ về cái đó đi. Tưởng bở. Tào Thù Lê khoát tay với Hạ Tưởng, quay người nhẹ nhàng chạy đi xa, trông như một con chim nhỏ dưới ánh mặt trời. Từ rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cô. Tự mình suy nghĩ đi. Cho anh thèm chết, cho anh tức chết. Bị lừa, Hạ Tưởng đứng nguyên tại chỗ, cười ngây ngô trong chốc lát, sau đó mới lên lầu tìm Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng kể lại tỉ mỉ sự việc hôm nay cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại gọi tới tổng biên tập báo Triều Tỉnh Yến là Đinh Quốc Bình. Quốc Bình, tôi là Đinh Sơn. Có chuyện này tôi muốn trưng cầu ý kiến của anh một chút. Sắp tới huyện Bá sẽ triển khai một dự án du lịch, anh xem có thể tổ chức một đám chuyên gia về du lịch tới huyện Bá du ngoạn một chuyến được không? Đến lúc đó sẽ do huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện ra mặt tiếp đãi, đương nhiên sau đó sẽ để bọn họ tạo ra thanh thế, nâng cao hình tượng của huyện Bá một chút. Tốt quá, vậy cứ như thế nhé. Anh cứ liên hệ người trước, bên này tôi đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với anh. Còn có một việc, anh bố trí một người có thể tin tưởng được, nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh. Người gửi là huyện ủy huyện Bá, bên trong là một cuộn phim. Sau khi rửa phim xong thì gọi điện thoại cho tôi. Ừ, đúng rồi, tạm biệt. Mượn lực đẩy lực, mượn thế thành sự, Hạ Tưởng có thể làm các công việc cụ thể, tuy nhiên khi vào đúng chỗ rồi, khi cần phải vận dụng sức mạnh các nơi thì phải có Lý Đinh Sơn ra mặt. Sau lưng Lý Đinh Sơn là một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Là mạng lưới quan hệ tích lũy mười mấy năm của ông ta, không phải chỉ dựa vào thông minh và động não mà có thể làm được. Tích lũy mạng lưới quan hệ cần có thời gian, cũng cần có vận may, càng cần hơn nữa chính là bản thân phải có đủ vốn liếng. Hạ Tưởng biết, hắn còn cách bước này một đoạn đường đi rất xa. Buông điện thoại, Lý Đinh Sơn nói. Vừa rồi Chủ tịch huyện Thạch lại tới đây dục về việc nhận thầu núi hoang. Xem ra là Lưu Thế Hiên nóng vội thật sự. Nhưng hắn ta quên mất rằng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Nếu hắn ta đã vội tới mức đó, vậy chờ Phùng Húc Quang đến, chúng ta liền cho hắn nếm thử một mâm đậu phụ gần chín tới, xem hắn mở mồm như thế nào. Hạ Tưởng tính đi tính lại, Thạch Bảo Lũy khẳng định sẽ bỏ phiếu tán thành công ty của Phùng Húc Quang. Vương Toàn Hữu một phiếu, Dương Phàm một phiếu, Đỗ Song Lâm một phiếu, Trịnh Khiêm một phiếu cũng có thể nắm chắc, cộng thêm một phiếu của Lý Đinh Sơn. Trong 11 ủy viên thường vụ thì đã nắm chắc 6 phiếu, vừa lúc quá bán. Xem ra Lưu Thế Hiên cũng là cảm thấy tình hình không ổn, nóng lòng muốn đưa ra hội nghị thường vụ biểu quyết, muốn cướp lấy thời cơ trước khi tình thế đại biến, chiếm lấy Cổn Long Câu vào trong tay. Tuy nhiên đáng tiếc là y không biết rằng hiện tại đã muộn.
Lý Đình Sơn rút từ ngăn kéo ra một bản danh sách, đưa cho Hạ Tường. Tôi lập một danh sách tất cả các cán bộ cấp trưởng phó phòng của huyện Bá, trọng điểm tra xét tình hình bằng cấp của họ. Không tra không biết, chỉ vừa nhìn qua đã phát hiện 4, 5 người có vấn đề. Nếu tra tỉ mỉ, khẳng định không ít người có vấn đề về bằng cấp và lý lịch. Rất đáng xấu hổ, chức vị của cổ nhân đều là bằng thực học, vượt qua được kỳ thi tiến sĩ mới có thể một bước lên trời. Xã hội phát triển tới hôm nay rồi, không ngờ vì thăng quan mà có người muốn giả tạo lý lịch, tự đắp vàng lên mặt mình, thật sự là sự tức cười lớn của thiên hạ. Lý Đình Sơn không kìm nổi tức giận, đập mạnh bàn. Cha, nhất định phải tra tới nơi tới chốn. Hễ liên quan tới cán bộ đảng và chính quyền, nhất loạt tra thật nghiêm. Hạ Tường vô cùng tán thành cách làm của Lý Đình Sơn. Cán bộ đã giả tạo lý lịch, ngay cả bản thân mình còn lừa gạt, anh còn có thể trông cậy bọn họ làm ra thành tích chân thật gì khi ngồi lên cương vị lãnh đạo. Cũng giống như thời kỳ cuối của triều nhà Thanh, chức quan đều là tiêu tiền để mua. Sau khi nhậm chức, anh muốn hắn vì nước vì dân, hắn đồng ý sao? Chức vị bằng trời cũng chỉ đo bằng tiền, coi chức vị trở thành việc buôn bán. Trong mắt bọn họ, trên không có quốc gia, dưới không có dân chúng, trong mắt chỉ có tiền mặt bay tới bay lui. Tuy rằng số lượng cán bộ như vậy không nhiều lắm, không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn, nhưng nếu để cho Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng gặp được, nhất định sẽ phải rửa sạch đội ngũ cán bộ đó. Tôi đã bảo An Đào âm thầm bắt tay vào điều tra kỹ việc này. Lý Đình Sơn khôi phục vẻ bình tĩnh hòa nhã, cười vẻ tự giễu. Nhiều tuổi rồi, dễ bị kích động, không kích động cũng không được. Hạ Tưởng, cậu học xây dựng ra, cậu nói thử xem, nếu một tòa nhà quốc gia mà trụ cột của quốc gia đó, chỗ dựa trong mắt nhân dân, tất cả đều là bã đậu vỡ nát thì tòa nhà đó có thể đứng vững không đổ được không? Lý Đình Sơn so sánh dễ hiểu mà sâu sắc, mọi người đều hiểu đạo lý trong đó, nhưng một khi sự thật đặt ra trước mặt, thường thường lại không có mấy người có thể làm được. Lý Đình Sơn đấu với Lưu Thế Hiên, nếu trong tâm tư muốn nắm giữ toàn bộ cục diện cũng là chuyện bình thường không có gì phải dị nghị, vì dù sao ông ta cũng là nhân vật số một của huyện ủy. Lúc này phải thanh tra đội ngũ cán bộ hoàn toàn xuất phát từ trái tim chí công vô tư. Ông ta là văn nhân, có khí phách văn nhân. Tuy nhiên trong chuyện này, Hạ Tưởng kiên định đứng cũng một chỗ với ông ta. Bí thư Lý, nhất định phải nói An Đào giữ kín bí mật. Chuyện này chỉ sợ sẽ gây ra chấn động không nhỏ mà chắc chắn sẽ là chấn động rất lớn. Đến lúc đó nếu chẳng may có ai xảy ra vấn đề, để lộ tin tức, không may lại bị tòa soạn báo nào đó lấy được tin. Đừng nói Hoàng Bằng Phi có thể ngồi ổn trên ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ, mà có thể về hưu bình an đã là tốt lắm rồi. Hạ Tưởng liếc Lý Đình Sơn một cái, thấy hai mắt ông ta sáng ngời, lộ ra vẻ mặt trước giờ chưa từng có, trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Cán bộ cũng là người, cũng có tâm tư tạp niệm, muốn quan thanh liêm như nước là không có khả năng. Nhưng để có thể thoải mái làm việc chuyên tâm có lợi cho dân, ngẫu nhiên mượn chút cơ hội chèn ép đối thủ cũng là hoàn toàn có thể lý giải được. Tuy nhiên hiện tại xem bộ dạng của Lý Đình Sơn, dường như không ngờ còn muốn nhân cơ hội nắm giữ mấy ban ngành quan trọng trong tay. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, liền nói ra một chú ý tưởng u tối của mình ra. Chuyện này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ. Nếu nói nhỏ thì chỉ là vấn đề làm giả lý lịch. Nếu nói lớn chính là vấn đề đề bạt và phân công cán bộ đã không chỉ không có thái độ cẩn thận, nghiêm túc mà còn rất qua loa, đại khái, thậm chí là bao che. Hiển nhiên là biểu hiện của người nhiều hơn việc, nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Lý Đình Sơn vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng nghe Hạ Tưởng nói xong, đột nhiên cười thành tiếng. Vừa rồi tôi đã nghĩ, nếu tiểu hạ không thể phát hiện kỳ ngộ trong chuyện này, về sau sẽ rất khó làm một chính khách có đủ tư cách, bởi vậy tôi cố ý không nói. Cũng may, cậu đã không làm cho tôi thất vọng. Chương 121, bẫy. Hạ Tưởng giơ tay lên mặt ra vẻ lau mồ hôi. Bí thư Lý, không thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng thử thách tôi như vậy chứ. Nếu để trong lòng tôi căng thẳng quá sẽ suy sụp mất. Lý Đình Sơn cười mắng. Còn giở thủ đoạn với tôi à? Cậu còn định để tôi nói bao nhiêu lần nữa, nói với tôi thì cứ có gì nói nấy. Đương nhiên, một ít việc riêng tư cá nhân thì không cần phải giải thích. Cậu và Thù Lê khá hợp đôi đấy. Tôi nói với cậu này, cô bé đó rất thông minh, cũng rất xinh đẹp, lại có gia thế. Mặc kệ xét từ mặt nào, đều sẽ có trợ giúp rất lớn cho cậu sau này, không thể bỏ qua. Bí thư Lý, nói chuyện yêu đương không phải là mời khách ăn cơm,
chẳng những cần phải có cảm xúc từ hai người mà còn gặp phải những lực cản từ gia đình, xã hội. Tuy rằng tôi thích Thù Lê nhưng giữa tôi và cô ấy vẫn còn khoảng cách rất lớn. Hạ Tưởng cũng không tính toán lừa gạt Lý Đinh Sơn. Hắn cũng biết rõ, mặc dù hiện tại thái độ của Tào Vĩnh Quốc đối với hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng nếu thật sự muốn đồng ý chuyện của hắn với Tào Thù Lê thì hiện tại đưa ra kết luận còn hơi sớm. Hắn cũng có thể thấy được, Tào Vĩnh Quốc rõ ràng có một tia cảnh giác trong việc qua lại giữa hắn và Tào Thù Lê. Lý Đinh Sơn gật đầu. Tôi cũng đã nghĩ thay cho cậu. Về sau nếu giám đốc Sở Tào thật sự vào Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, tầm mắt của ông ấy mở rộng hơn, tâm lý muốn vươn lên càng thêm mãnh liệt. Thông qua cậu ở bên trong kết nối, sau khi tôi và ông ấy quen biết nhau, nếu ông ấy là người có thể kết giao thì tôi có thể sẽ giới thiệu cho ông ấy làm quen với Chiêu Độ. Tin tưởng rằng ông ấy sẽ hiểu ý tưởng của tôi. Nếu tất cả mọi người đều có ý muốn hợp tác, lại có cơ sở để hợp tác, vì sao không tiến thêm một bước hòa hợp quan hệ chứ? Cơ sở hợp tác này chính là cậu và Tào Thù Lê. Giám đốc Sở Tào cũng là người thông minh. Nếu con gái ông ấy thích cậu, ông ấy còn có thể cản trở hạnh phúc của con gái mình sao? Mặc dù ở sâu trong nội tâm, Hạ Tưởng không muốn thừa nhận rằng tình cảm giữa hắn và Tào Thù Lê sẽ bị pha trộn rất nhiều yếu tố bên ngoài, nhưng không có cách nào cả. Con người không phải sống trong môi trường chân không. Nếu hắn không hề có tên tuổi gì, cho dù Tào Thù Lê có thích hắn, có lẽ Tào Vĩnh Quốc cũng sẽ tìm cách ngăn cản bọn họ đến với nhau. Lý Đinh Sơn nói cũng là tình hình thực tế. Đầu tiên là hắn dung nhập vào gia đình Tào Vĩnh Quốc bằng tình cảm, chiếm được sự chấp nhận của Tào Vĩnh Quốc với vai trò hàng con cháu, từ đó mới chậm rãi tiếp cận Tào Thù Lê. Nếu ngay từ đầu hắn xuất hiện với thân phận theo đuổi Tào Thù Lê, chắc chắn sẽ bị từ chối từ ngoài cổng. Lại nói tiếp, cũng là ăn nhờ quan hệ giữa bố và em trai của Tào Vĩnh Quốc mới được như vậy. Nghĩ đến cha mẹ, trong lòng Hạ Tưởng liền có chút áy náy. Kiếp trước, hắn vẫn không đạt được tâm nguyện của cha mẹ, đến chết vẫn không kết hôn. Kiếp này, nói gì thì nói cũng phải cho cha mẹ một lời giải thích. Cha mẹ không lo áo cơm, không thiếu tiền, bên người có em trai mình chăm sóc, chỉ thiếu mỗi một việc là hắn thường xuyên về nhà thăm họ, đồng thời thỏa mãn hy vọng của họ sớm được thấy ngày hắn lập gia đình. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi bố đưa hắn tới nhà giám đốc Sở Tào, sau khi nhìn thấy Tào Thù Lê thì khen ngợi không dứt mồm về sự xinh đẹp và biết điều của cô. Vừa ra khỏi nhà giám đốc Sở Tào, ông liền thao thao bất tuyệt, ý tứ là giám đốc Sở Tào là người có phúc, chẳng những làm quan lớn mà còn sinh ra một cô con gái xinh đẹp. Nếu ai cưới được Tào Thù Lê chính là phúc lớn bằng trời. Cuối cùng bố Hạ Tưởng còn trêu hắn. Thằng danh, nếu mày có bản lĩnh thì cố gắng cưới được con gái của một giám đốc sở. Nếu không cưới nổi con gái của giám đốc sở thì cưới một con gái trưởng phòng cấp huyện cũng được. Nghĩ tới vẻ mặt hâm mộ của bố mình, Hạ Tưởng không kìm nổi tự bật cười. Lý Đinh Sơn thấy hắn thất thần cười ngây ngô liền cười hỏi. Nghĩ đến chuyện gì hay à? Không có gì. Hạ Tưởng ưỡn ngực, cố nghiêm mặt nói. Nếu bí thư Lý ra sức kết hợp tôi và Tào Thù Lê như vậy thì nên cho tôi nghỉ phép, để tôi đưa cô đi chơi. Không thành vấn đề, phê chuẩn. Lý Đinh Sơn cười ha hả nói. Tôi thấy hài lòng về Tào Thù Lê hơn nhiều so với Thiếu Giai. Hạ Tưởng, cơ hội tốt không thể bỏ qua, đời người ta không có đường quay lại đâu. Mỗi bước đều phải đi cho tốt, đừng có học tôi. Nói tới đây, sắc mặt Lý Đinh Sơn tối sầm lại, hiển nhiên là xúc động tâm tư. Ông do dự một chút, cuối cùng nói. Cũng không sợ nói cho cậu, vợ trước của tôi liên hệ với tôi. Tuy rằng không phải là cô ấy tự mình gọi điện thoại tới mà là ông cụ và con trai gọi tới, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, cô ấy muốn phục hôn. Tuy rằng tôi rất muốn có con, cũng rất muốn có gia đình, nhưng tưởng tượng lại tính tình của cô ấy, trong lòng lại có chút chùn bước. Ông cười đầy vẻ bất đắc dĩ, đi tới vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, nghe tôi một câu, một người đàn ông thành công nhất định phải tìm một người phụ nữ hiền lành. Gia đình bất hòa. Cho dù cậu đi lên cao tới đâu vẫn luôn bị một sự thiếu hụt trong cuộc sống. Có những người phụ nữ là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Xét theo ánh mắt và tiêu chuẩn của tôi, cô bé Tào Thù Lê là một cô gái tốt hiếm có, nhất định phải quý trọng. Lời nói đầy thấm thía của Lý Đinh Sơn bao hàm nhiều cảm xúc nhân sinh, Hạ Tưởng nghe xong cũng cảm giác tâm lý nặng nề. Hắn cũng không dám phát biểu ý kiến về hôn nhân của Lý Đinh Sơn, đành phải lặng lẽ gật gật đầu. Bí thư Lý cũng đừng tự làm khó xử mình, hết thảy cứ để thuận theo tự nhiên là được. Đến trưa,
Hạ Tưởng ăn cơm cùng với Lý Đình Sơn. Trong bữa ăn, Lý Đình Sơn không nhắc lại về vợ trước của mình, Hạ Tưởng lại càng không chủ động hỏi. Việc này còn phải do Lý Đình Sơn tự mình quyết định. Hôn nhân là chuyện của hai người, hai vợ chồng hài hòa hay không, người ngoài khó có thể nói này nói nọ. Cảm giác trong đó chỉ có đương sự mới có thể nhận thức rõ nhất. Buổi chiều Lý Đình Sơn phải thị sát phòng tài chính, ông ta liền cho Hạ Tưởng nghỉ, bảo hắn liên hệ với Phùng Húc Quang, chuẩn bị tốt công tác giai đoạn trước. Hạ Tưởng đi vào nhà khách, vừa mới gõ cửa thì cửa mở. Mễ Huyên mặc một chiếc áo ngắn tới mức không thể ngắn hơn, dưới cũng mặc một chiếc quần đùi ngắn tới mức không thể ngắn hơn, ở giữa người lộ ra một mảng da thịt trắng bóng, trên mặt đắp đầy một lớp gì đó, không dám cười to, chỉ bảo Hạ Tưởng đi vào. May quá, cậu tới rồi. Cô nhóc Lê lại nhảy tới cậu mãi làm tôi nghe điếc hết cả tai. Nếu cậu không tới chắc là tôi bị nó làm phiền chết mất. Hạ Tưởng đi vào, phát hiện Tào Thù Lê đang nằm nghiêng trên giường. Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng, mắt nhắm lại, vẻ bình thản, thỉnh thoảng miệng còn khẽ động, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hồng hào, đang ngủ say. Hắn hầu nghi nhìn về phía Mễ Huyên, ý tứ là Tào Thù Lê đang ngủ, sao có thể nhắc tới mình chứ? Mễ Huyên bĩu môi. Nói mơ, cũng không biết là mơ thấy cái gì, lúc thì nói cậu là đồ khốn, lúc lại nói cậu là người tốt. Đại đa số là mơ hồ nghe không rõ, không biết là nó nói cái gì. Tôi cũng muốn ngủ một giấc để bảo dưỡng dung nhan, kết quả là bị nó làm cho không ngủ được. Tôi nói này Hạ Tưởng, cô bé Lê đối xử với cậu tốt như vậy, về sau nếu cậu dám bắt nạt nó, cẩn thận tôi không tha cho cậu. Hạ Tưởng ngồi ở một bên, nhìn Tào Thù Lê đang ngủ đáng yêu như một đứa trẻ, vừa ngọt ngào vừa hồn nhiên, ngây thơ khiến người ta cảm thấy thanh thản. Hắn lặng lẽ mỉm cười, lại không đành lòng đánh thức cô dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Dù sao hắn ở lại trong phòng này cũng không ổn cho lắm. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Mễ Huyên đi từ phòng vệ sinh ra, mặt đã rửa sạch. Không biết có phải là vì vừa mới đắp bảo dưỡng da mặt hay không mà mặt cô cực kỳ xinh đẹp và sinh động, biểu lộ xuân tình, đôi mắt như mời mọc, thái độ quyến rũ và bộ dáng yểu điệu không thua gì Tiếu Giai, thậm chí còn có vẻ thành thục, đầy đặn hơn hẳn Tiếu Giai. Càng làm cho Hạ Tưởng mở rộng tầm mắt chính là, Mễ Huyên đã là người lớn nhưng rửa mặt lại như trẻ con, trước ngực ướt một mảng lớn. Vốn cô chỉ mặc một cái áo lót khá ngắn, bên trong không mang bra, sau khi bị ướt thì giống như nửa trên để chân. Hai ngọn núi tròn đầy, run rẩy hiện ra trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thêm, vừa lúc quay đầu lại, thấy Tào Thù Lê đang lén mở to mắt, trong lòng hắn thầm kêu may mắn. Nếu chẳng may vừa rồi nhìn trên ngực Mễ Huyên lâu thêm vài giây, khiến cô bé thấy, vậy thì có trò hay rồi. Mễ Huyên vẫn hồn nhiên như thể không biết gì, còn cười giễu cợt Hạ Tưởng. Nhìn trộm cô bé Lê đã nửa ngày còn chưa đủ à? Thật đúng là nhìn nhau không thấy chán, buồn nôn quá đi mất. Chịu không nổi các người. Này, cô nhóc Lê tỉnh rồi thì dậy đi. Đỏ mặt cái gì, ai chà suýt nữa thì chị quên mất, trên người em không mặc quần áo. Không đúng, có mặc quần lót. Được rồi Hạ Tưởng, mau đi ra, muốn nhìn lén à? Có tôi ở đây, không có cửa đâu. Hạ Tưởng bị đuổi ra ngoài cửa, nghe thấy bên trong truyền đến một trận cười đùa ầm ĩ. Tào Thù Lê cười nhạo Mễ Huyên. Còn không biết xấu hổ nói em à? Chị tự nhìn lại mình kìa, mặc như vậy mà cũng dám thả cho anh ấy đi vào. Có phải chị muốn khoe hàng, thích cho người ta nhìn mới thoải mái? Ngực ướt nhẹt kìa, ai chà? Bị anh ấy thấy hết rồi, chắc chắn là chỉ cố ý rồi đúng không? Nữ sắc lang. Giọng Mễ Huyên truyền tới vẻ chống đối. Chị không cần quan tâm bị cậu ta nhìn thấy hay không. Cậu ta nhìn thấy, chị còn chưa nói gì mà em đã nói à? Nhìn thì nhìn, chị không cảm thấy thiệt, em cũng không bị tổn thất, đúng không nào? Không hài lòng à, ghen à, nếu không hài lòng thì em cũng để cậu ta nhìn, xem cậu ta có dám trợn trừng mắt lên nhìn em không? Ai chà, con bé xấu xí, dám đánh chị à? Xem chị thu thập em thế nào? Hạ Tưởng lắc đầu, bất đắc dĩ hô lên một câu với bên trong. Tôi xuống dưới lầu chờ hai người nhé. Hạ Tưởng một mình xuống lầu, đang nhàm chán tìm một nhánh cây, vẽ linh tinh dưới đất, nghịch kiến chơi, bỗng nhiên thấy trước mặt tối sầm. Một bóng người đi tới trước mặt, chặn ánh mặt trời. Hạ Tưởng còn chưa ngẩng đầu, đã thấy một đôi bắp chân gần như hoàn mỹ. Một đôi tất trắng, một đôi giày thể thao màu trắng. Hạ Tưởng biết loại giày này, đó là giày thương hiệu nổi tiếng của Mỹ,
giá cả rất đắt. Hắn ngẩng đầu lên, theo thứ tự là cặp đầu gối mượt mà, cặp đùi thon dài, phía trên đầu gối là chiếc váy ngắn màu trắng. Bình luận theo ánh mắt của Hạ Tưởng thì làn da của người trước mặt này không hề thua Tiếu Giai, khỏe mạnh không hề thua Tào Thù Lê. Có thể nói là kết hợp ưu điểm của cả hai cô gái, vừa tràn đầy hơi thở thanh xuân, vừa không mất đi sự quyến rũ mê người. Có thể nói là báu vật trời sinh. Cô gái nào mà xinh đẹp động lòng người như vậy? Hạ Tưởng đứng lên mới thấy đó là Liên Nhược Hạm, phía trên cô mặc một chiếc áo thể thao màu trắng. Hắn mỉm cười nói. Cô đứng đúng tiêu chuẩn như vậy, có phải là tham gia quân ngũ không? Một thằng con nít danh còn làm ra vẻ thản nhiên. Một lời nói ra cực kỳ lạnh lùng không hề có chút nhân tình. Hạ Tưởng đứng gần, có thể thấy rất rõ trong dung nhan tuyệt thế của cô rõ ràng còn chứa một tia ngây thơ còn chưa hết. Hắn thầm đoán có lẽ cô cũng không lớn hơn Tào Thù Lê bao nhiêu, có khi còn nhỏ hơn Tào Thù Lê 1-2 tuổi, vậy mà luôn giả bộ lạnh lùng, nói chuyện cố tình ra vẻ thành thục, liền cười cô. Em Liên này, em hẳn là còn không lớn bằng tôi, không có tư cách bảo tôi là con nít danh. Tuổi tác lớn nhỏ chỉ là biểu hiện bề ngoài, tuổi trong lòng mới quyết định người đó có chân chính trưởng thành hay không. Cô liếc mắt một cái xuống mấy vòng tròn Hạ Tưởng vừa vẽ dưới đất bao quanh con kiến, khẽ cười một tiếng. Từ sau 5 tuổi, tôi đã không bao giờ chơi trò trẻ con như vậy nữa. Hiện tại anh tương đương với tâm lý của tôi khi 5 tuổi. Tôi nói anh là con nít danh, chẳng lẽ còn oan uổng cho anh? Nhàm chán vẽ vài vòng dưới đất lại xảy ra vấn đề. Không ngờ bị người ta hạ xuống thành trẻ con 5 tuổi. Hạ Tưởng buồn bực vô cùng. Hắn thấy Liên Nhược Hạm cố nghiêm mặt ra vẻ người lớn, liền muốn đùa cô. Hiểu nhầm rồi, nhầm to rồi. Không phải tôi đang vẽ vòng tròn bao lấy con kiến mà đang tính toán một công thức cực kỳ phức tạp. Nếu công thức này có thể có được đáp án thì có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề huyền bí sâu sắc, ví dụ như... Nói lung tung. Liên Nhược Hạm cười vào Hạ Tưởng. Trò bịp bợm lừa trẻ con, ai tin anh, thật là nhàm chán. Hạ Tưởng cũng không để ý tới cô, tự mình ngồi xổm xuống, cầm lấy nhánh cây lại vẽ lung tung, miệng lẩm bẩm gì đó. Liên Nhược Hạm vốn định đi nhưng lại thấy bộ dáng Hạ Tưởng nghiêm trang, dường như đang thật sự suy tính vấn đề gì sâu sắc lắm, không kìm nổi dừng lại, cúi đầu nhìn. Nhìn mấy lượt vẫn không phát hiện điểm gì đặc biệt, chỉ thấy trên mặt đất có mấy vòng tròn, đường cong giao nhau. Tóm lại là một đống hình vẽ loằng ngoằng, lộn xộn. Nhưng Hạ Tưởng lại chỉ trỏ vào đống lộn xộn đó, lẩm bẩm như thể đang chỉ điểm giang sơn, khi thì trầm tư, khi thì lộ ra vẻ mặt hưng phấn, khiến người ta có cảm giác vô cùng sâu sắc, vô cùng huyền bí. Liên Nhược Hạm vốn không tin Hạ Tưởng, cho rằng hắn chắc chắn là đang lừa dối người, giả vờ ra vẻ thâm trầm, không ngờ thấy hắn như vậy lại cảm thấy hứng thú, dừng chân lại, cúi đầu nhìn Hạ Tưởng chằm chằm. Có người nói, tri thức một người càng rộng thì những lĩnh vực mà người đó không biết lại càng lớn. Cũng giống như một vòng tròn lớn và một vòng tròn nhỏ. Diện tích bên ngoài của vòng tròn lớn tưởng như lớn hơn diện tích bên ngoài của vòng tròn nhỏ, nhưng kỳ thật là không đúng. Diện tích bên ngoài của vòng tròn lớn và vòng tròn nhỏ là bằng nhau, không thể phân biệt ra được của ai lớn hơn, ai nhỏ hơn. Hạ Tưởng như thể đang tự lẩm bẩm, tuy nhiên giọng nói cũng không quá nhỏ, đủ để Liên Nhược Hạm nghe được rõ ràng. Liên Nhược Hạm suy nghĩ một chút, không kìm nổi xen mồm vào. Anh nói sai rồi, vòng tròn lớn có thể bao lấy vòng tròn nhỏ, bởi vậy diện tích bên ngoài chắc chắn phải lớn hơn vòng tròn nhỏ. Con nít danh đúng là con nít danh, hiểu biết quá hạn hẹp. Không hiểu còn giả vờ hiểu, thật đáng thương. Hạ Tưởng cũng không ngẩng đầu lên. Cô mới nói sai ấy. Không tin thì chính cô tự chứng minh xem, hiểu biết xuất phát từ thực tiễn mới chính xác, nói miệng không có bằng chứng. Liên Nhược Hạm như thể đang giận dỗi. Vẽ thì vẽ, cho anh thua tâm phục khẩu phục. Cô ngồi xổm xuống đối diện với Hạ Tưởng, nhặt lấy một cành cây trên mặt đất, vẽ hai vòng tròn một lớn một nhỏ, sau đó dùng cành cây chỉ bên ngoài vòng tròn lớn. Tự xem đi, vòng tròn càng lớn, chu vi càng lớn, diện tích bên ngoài tự nhiên là càng lớn. Đạo lý này quá đơn giản dễ hiểu, còn giả vờ sâu sắc này nọ à. Liên Nhược Hạm chỉ lo đối phó với Hạ Tưởng mà không để ý rằng mình đang mặc váy ngắn, lại ngồi xổm dưới đất, vạt váy bị vén lên, lộ ra quần lót màu tím và gốc đùi trắng mịn. Hạ Tưởng vô ý liếc mắt một cái, như thể chạm phải lửa, vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, nhưng cũng đủ khiến tim hắn đập nhanh hẳn lên, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Cảnh xuân tiết lộ,
không phải ai cũng có phúc hưởng. Hắn cũng không dám để Liên Nhược Hàm chụp cho cái mũ đại sắc lang kẻ háo sắc. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, dùng cành cây chỉ vào bên ngoài vòng tròn lớn. Vòng tròn lớn tuy rằng lớn nhưng diện tích bên ngoài của nó là lớn vô hạn. Vòng tròn nhỏ tuy rằng nhỏ nhưng diện tích bên ngoài của nó cũng là lớn vô hạn. Cũng giống như trong không gian, mặt trời lớn hơn mặt trăng, nhưng cô có thể nói phần bên ngoài của vũ trụ lớn hơn so với phần bên ngoài của mặt trăng hay sao? Liên Nhược Hàm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không nói được lời nào, nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên mỉm cười. Tuy rằng nghe thì như nói xạo nhưng cũng có chút đạo lý. Không đơn giản, cũng biết cách thuyết phục tôi, xem như thành thục hơn một chút so với tưởng tượng của tôi. Hạ Tưởng đứng lên, bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng Tào Thù Lê và Mễ Huyên đi xuống lầu, không dám ngồi xổm đối mặt với Liên Nhược Hàm trước mặt hai cô. Tư thế như vậy rất mờ ám, hình tượng rất bất nhã. Hơn nữa với tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của Mễ Huyên, tuyệt đối có thể đoán được hắn vừa nhìn thấy cái gì. Không ngờ Liên Nhược Hàm lại hoàn toàn không ý thức được tư thế ngồi của mình vừa chướng tai gai mắt vừa để lộ xuân quang, thấy Hạ Tưởng đứng lên, cô vẫn không buông tha. Đừng có đi, tôi còn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, còn muốn lý luận với anh. Lý luận cũng được, nhưng phải đứng lên lý luận. Hạ Tưởng đã có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của Mễ Huyên gõ dồn dập lên mặt đất. Vì sao phải đứng lên? Liên Nhược Hàm vẫn chưa phản ứng được, vẫn ngồi xổm dưới đất. Có phải muốn đánh nhau với tôi hay không? Nói thật cho anh không đánh nổi tôi đâu. Trong lòng Hạ Tưởng sốt ruột vô cùng, thấy cô vẫn ngồi xổm dưới đất không chịu đứng dậy. Tuy rằng hai chân cô khép chặt nhưng hắn có thể biết rõ, hơn nửa cái mông đầy đặn của Liên Nhược Hàm đã lộ ra. Nếu thật sự để Mễ Huyên nhìn thấy tư thế cổ quái của Liên Nhược Hàm, lại nhìn thấy vòng tròn lớn vòng tròn nhỏ dưới đất, không biết sẽ tưởng tượng xa tới mức nào. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra những suy nghĩ lung tung đầy ngạc nhiên của cô. Nghe thấy hai người đã sắp xuống tới tầng 1, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng hô từ dưới lên. Chị Huyên, hôm nay chỉ có mặc váy dài không vậy? Mễ Huyên còn chưa xuất hiện, giọng nói đã truyền tới. Sao cậu lại hỏi thế? Mắt mũi kiểu gì vậy? Tôi không mặc váy được à? Cô bé Lê mới mặc váy. Mễ Huyên không rõ vì sao Hạ Tưởng lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng Liên Nhược Hàm đang ngồi xổm dưới đất thì rốt cục tỉnh ngộ, vẻ mặt hơi xấu hổ đỏ bừng, vội vàng đứng lên, tim đập loạn nhịp. Cô đứng sau lưng Hạ Tưởng, thấy tấm lưng dày rộng của hắn, vành tai rộng, tóc dày, nghĩ thầm rằng tuổi cũng không lớn nhưng tâm tư khá tinh tế, rõ ràng là nhắc nhở cô chú ý lịch sự nhưng lại cố ý đi hô người khác. Nhìn cách thức làm việc thì dường như thành thục hơn một ít so với bề ngoài của hắn. Tuy nhiên cũng có thể là sợ xấu hổ nên mới cái khó ló cái khôn, cũng không nói rõ được vấn đề, càng không thể chứng minh hắn thành thục hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi. Liên Nhược Hàm lại âm thầm nhìn Hạ Tưởng, trên mặt khôi phục vẻ thản nhiên. Chương 122, Đường núi Thông Thiên. Mễ Huyên và Tào Thù Lê vừa xuống lầu, thấy Liên Nhược Hàm, Tào Thù Lê lập tức cao hứng nắm tay Liên Nhược Hàm. Chị Liên, em đang định tìm chị thì chị tới đây rồi, thật tốt quá. Chiều nay chúng ta cùng đi bơi, được không? Vẻ ửng hồng trên mặt Liên Nhược Hàm đã lui, tuy nhiên vành tai vẫn còn hồng hồng chưa hết. Cô hơi chột dạ liếc Hạ Tưởng một cái, nói. Nếu chỉ hai chúng ta thì có thể, nếu có thêm người khác thì không đi. Mễ Huyên không khiến Hạ Tưởng thất vọng, cô thấy vẻ trốn tránh trong mắt Liên Nhược Hàm, liền lén hỏi Hạ Tưởng. Thành thật giải thích đi, cậu và cô ta có chuyện gì vậy? Sao cô ta như thể hơi chột dạ? Hình như hơi sợ cậu thì phải. Có phải cậu phi lễ với người ta không? Hạ Tưởng nhảy mí mắt, vội vàng giải thích. Không nên hơi một tí là hủy sự trong sạch của em như vậy. Sao chị luôn nghĩ sai về người khác thế? Không thấy ngay cả người ta cũng có ý kiến với chị à? Người ta chỉ muốn cùng đi bơi với cô bé Lê mà không muốn để ý tới chị kia. Mễ Huyên lườm Liên Nhược Hàm một cái. Đi á, tôi cũng chẳng thèm để ý tới cô ta. Luôn bộ dạng như thể mây trên trời vậy, nếu cô ta thật sự là mây trên trời thì đừng có xuống trần gian nữa. Xuống trần gian làm búp bê đầu to à? Không đúng, tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu có gì đó không ổn. Giữa hai người tuyệt đối có vấn đề, tôi thấy rồi. Cô đẩy Hạ Tưởng ra, nhìn những vòng tròn lung tung dưới đất, ngạc nhiên kêu lên. Ám hiệu, chắc chắn là ám hiệu. Hạ Tưởng, có phải cậu và Liên Nhược Hàm? Mễ Huyên. Tào Thù Lê dậm chân,
đi tới trước mặt hai người, một tay đẩy Mễ Huyên, một tay kéo Hạ Tưởng. Ba người chúng ta cùng đi bơi, chị không phải còn có việc cần làm sao? Mau đi đi, không cần xen vào bọn em. Kỳ thật ý tứ của Tào Thù Lê là, ba người không cần quan tâm tới Mễ Huyên, tương đương với việc gạt bỏ Mễ Huyên ra khỏi ba người. Mễ Huyên vẻ mặt đau khổ, lắc đầu. Vì sao luôn làm tôi tổn thương chứ? Không nhìn ra được là em cũng hảo tâm đó, cô nhóc Lê. Em chờ đi, đến khi em hối hận, khóc nhè, đừng tìm chị đấy. Cuối cùng vẫn là Hạ Tưởng đứng ra ở giữa phân giải, cuối cùng Tào Thù Lê mới miễn cưỡng đồng ý cho Mễ Huyên đi cùng. Mễ Huyên còn ra vẻ không thèm nhưng trên thực tế lại bám sát thật chặt, chỉ sợ bị gạt bỏ lại phía sau. Liên Nhược Hạm coi như không thấy sự châm chọc khiêu khích của cô, cũng không thèm liếc nhìn cô chút nào, coi như cô không tồn tại. Điều này khiến Mễ Huyên vô cùng buồn bực, lại không có người để kể, đành phải nói chuyện không ngừng với Hạ Tưởng. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tưởng bắt đầu hối hận vì quyết định lúc trước của mình. Vốn hắn muốn tiện thể nói chuyện cùng cạnh tranh đấu thầu với Mễ Huyên nhưng không ngờ vì bị Tào Thù Lê lờ đi và Liên Nhược Hạm khinh thường nên cô coi Hạ Tưởng là đối tượng duy nhất để nói chuyện, cho rằng hắn là người duy nhất cô có thể lôi kéo làm liên minh, cho nên cô không chịu buông tha Hạ Tưởng, trút hết toàn bộ sự bất mãn với Tào Thù Lê và khinh thường với Liên Nhược Hạm vào trong tai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khổ sở không chịu nổi. Rốt cục hiểu được sự đáng sợ nhất của phụ nữ không phải là càn quấy mà là nói liên miên bất tuyệt trong tai người khác. Tào Thù Lê nói là đi bơi, Liên Nhược Hạm thì không muốn đi. Phải lộ ra gần trọn vẹn cơ thể trước mặt người lạ, trong lòng cô hơi e ngại, không cảm thấy thoải mái, huống chi còn có một người đàn ông xa lạ là Hạ Tưởng. Tào Thù Lê cũng không miễn cưỡng, ngồi lên xe của Liên Nhược Hạm, bảo cô tùy tiện mang mọi người đi dạo là được. Liên Nhược Hạm không thèm để ý tới Mễ Huyên. Đối với Hạ Tưởng thì không nóng không lạnh, tuy nhiên lại cực kỳ thân thiện với Tào Thù Lê, không hề phản đối ý kiến của Tào Thù Lê mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tào Thù Lê lườm Hạ Tưởng một cái, Liên Nhược Hạm lái xe, cô ngồi ở vị trí phụ lái, để Hạ Tưởng và Mễ Huyên ngồi phía sau. Hạ Tưởng cảm thấy đau đầu, liếc nhìn Mễ Huyên, vừa thấy cô muốn mở mồm, vội nói. Em hơi say xe, nghỉ ngơi trước một chút, khi nào tới nơi thì gọi em. Sau đó cũng không thèm để ý tới ánh mắt khinh thường của Mễ Huyên, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hạ Tưởng chỉ giả vờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi để tránh bị Mễ Huyên quấy nhiễu một lúc, không ngờ lại ngủ thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy mũi và tai đồng thời ngứa, bèn giơ tay lên gãi, lại đụng phải một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại. Hắn lập tức nắm lấy. Còn muốn chạy à, dám làm chuyện xấu thì phải có dũng khí bị bắt bất cứ lúc nào. Hắn nghĩ chắc chắn là Tào Thù Lê trêu cợt mình, bởi vậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó kéo lại, muốn dọa cô một chút. Không ngờ hắn vừa dùng sức một chút đã bị đối phương giãy ra với tốc độ cực nhanh, lực cũng rất mạnh, khiến hắn giật mình không nhẹ. Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy Liên Nhược Hạm vẻ mặt lạnh như băng đứng ở ngoài xe, lạnh lùng nói. Lưu manh! Sao ở đâu cũng bị người ta gọi là lưu manh thế? Hạ Tưởng vô cùng ấm ức nói. Cô phải biết rõ vừa rồi là cô khiêu khích tôi giơ tay phản kháng là trong lúc phòng vệ. Sao lại là lưu manh, cô như thế này gọi là mắng ngược. Liên Nhược Hạm ném một nhánh cỏ trên tay xuống đất, phủi phủi tay. Cô bé Lê bảo tôi đánh thức anh, tôi lười không gọi, lại không muốn chạm vào anh, đành phải lấy một nhánh cỏ đánh thức anh dây. Ai bảo tư thế ngủ của anh khó coi như vậy, lăn trái lộn phải, xấu chết. Hạ Tưởng buồn bực nói. Ai ngủ mà không lăn trái lộn phải? Chẳng lẽ cô ngủ đứng? Nói cho cô biết, ngựa có thể ngủ đứng, người thì không thể. Hắn vừa xuống xe, nhìn mọi phía, phát hiện xe đang dừng lại bên một con đường núi. Một bên đường là núi cao, một bên kia vực sâu, vừa lúc bên cạnh có một bãi đất trống lớn chừng sân bóng đá. Hẳn là vừa mới mưa xong, không khí trong núi cực kỳ tươi mát, trên mặt đất còn có vết nước. Hít một hơi thật sâu. Lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đường núi không rộng, nhiều lắm chỉ có thể để hai chiếc ô tô đi song song. Hai bên đường đầy cây cối, có đào, táo, hạnh, v.v. Tào Thù Lê và Mễ Huyên đi tới một bên đường, lôi kéo, giúp đỡ nhau hái đào. Lúc này quả đào vẫn còn chưa chín hẳn, tròn nhỏ như một quả trứng gà, bên ngoài quả vẫn màu xanh. Chỉ khi nào quả chín đỏ mới có thể ăn được, cũng là loại đào thường thấy ở chợ. Hạ Tưởng thấy hai cô hưng phấn hái quả, lắc đầu nói. Đào núi không thể ăn được,
hái xuống cũng vô dụng. Chị Mễ Huyên này đúng là, lớn như vậy rồi mà còn ham chơi. Đúng thế, sơn bất kỳ thủy bất mỹ, núi không có gì kỳ lạ, nước không có gì đẹp, có cái gì hay mà chơi chứ. Ngạc nhiên thật, rốt cục vẫn là trẻ con, tâm tính chưa chín chắn, thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Liên Nhược Hàm cũng phụ họa Hạ Tưởng, cô đưa tay trên trán, như thể không quen với ánh nắng mặt trời sau cơn mưa. Cô hơi nhíu mày khiến cái mũi hơi nhúc nhích, nhìn từ bên cạnh sang trông cực kỳ mê người. Có thể nói toàn bộ khuôn mặt cô có một vẻ đẹp cực kỳ cổ điển. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường nét trên mặt xinh xắn gần như hoàn mỹ, cho dù nhìn từ bên cạnh cũng không thể bắt bẻ được chút nào. Nhất là hàng mi thật dài của cô không ngừng nhấp nháy làm người ta hoa mắt, mê muội. Tiếu Dài thì sắc không mê người mà người tự mê, Tào Thù Lê thì hồn nhiên thanh lịch, vẻ đẹp của Liên Nhược Hãm như một viên ngọc tinh xảo, phát ra hào quang lóa mắt. Đẹp thì rất đẹp nhưng lại khiến người ta không hề có cảm giác gần gũi, giống như một tiên nữ cao cao trên bầu trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng, có cảm giác xa cách rất tự nhiên với tất cả mọi người. Hạ Tưởng thu hồi sự suy nghĩ lung tung của mình, hiếm khi có được tiếng nói chung với Liên Nhược Hãm, liền hỏi. Tôi gọi cô là Nhược Hạm thì hơn hay gọi là em Liên thì hơn? Tùy anh. Liên Nhược Hạm quay người đi, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lại lạnh lùng như ánh trăng, giọng nói cũng mờ ảo như thể truyền tới từ phía chân trời. Anh thích gọi gì là quyền tự do của anh, tôi trả lời hay không là quyền của tôi. Hạ Tưởng hiểu, ý cô là nếu cô đã không muốn để ý tới mình thì cho dù mình có kêu gào nát hỏng cũng vô dụng. Quên đi, cần gì phải dỗi việc chọc vào cô chứ? Nhàn Cư Vi bất thiện, hắn quay người đi tới bên vách núi, đất dưới chân hơi xốp, vừa đi được vài bước mà giày đã dính đầy bùn. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn về phía thung lũng xa, thấy mây trôi không ngừng, gặp ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, hình thành những ánh mây đủ màu sắc, tâm tình đột nhiên thoải mái, không kìm nổi mở mồm ngâm một câu thơ của Đỗ Phủ. Đãng hung sinh tầng vân, quyết tí nhập quy điểu, mây trôi bâng khuâng giả, chim lạc mắt chừng nhìn. Vọng Nhạc Đỗ Phủ, Đại Tông Phù Như Hà, Tề Lỗ Thanh Vị Liễu, Tạo Hóa Trung Thần Tú, Âm Dương Cát Hôn Hiểu, Đãng Hung Sinh Tằng Vân, Quyết Tí Nhập Quy Điểu, Hội Đương Lăng Tuyệt Đính, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu, Trông Núi Người Dịch, Trần Trọng San, Thái Sơn Biết Thế Nào, Xanh Biết Chia Tề Lỗ, Hùng Vĩ Thay Tạo Hóa, Trắng Đen Vẽ Như Mơ, Mây Trôi Bâng Khuâng Giả, chim lạc mắt chừng nhìn, có khi lên tận đỉnh, vọng xuống đám núi xanh. Liên Nhược Hãm đang mơ màng nhìn lên trời, nghe Hạ Tưởng đọc câu thơ này, đột nhiên nước mắt trào ra. Khi lên tới đỉnh núi cao, sẽ thấy tất cả các ngọn núi khác đều là nhỏ. Nói thì dễ nhưng làm thật khó. Nếu thật sự đi lên tới đỉnh cao, tuy rằng có thể nhìn thấy phong cảnh vô hạn, nhưng sau khi xem đủ rồi thì chỉ có một mình cô độc khổ sở, chỗ cao không thắng nổi giá lạnh. Hạ Tưởng nghĩ thầm, không ngờ cô tuổi còn trẻ mà tâm tư khá sâu sắc, lại còn là người trong lòng có tâm sự xưa, khả năng là nghĩ tới chuyện xưa nên mới có cảm xúc như vậy. Hắn muốn hỏi một chút nhưng lại thấy vẻ mặt hờ hững của cô, bèn lắc đầu, không mở miệng kẻo tự làm mất mặt. Liên Nhược Hãm lại chủ động đi tới bên cạnh hắn, đứng sóng vai hắn nhìn ra biển mây trên núi xa, đang im lặng đột nhiên nói. Hạ Tưởng, tên của anh khá lạ, có hàm nghĩa gì không? Không có. Hạ Tưởng cười tự giễu. Vốn đặt tên là Hạ Tưởng nhưng sau khi sinh không lâu khi đi đăng ký hộ khẩu thì cảnh sát hộ khẩu có sức tưởng tượng phong phú, lại viết thành Hạ Tưởng. Lúc ấy đang là mùa hè, cô ấy lại là một nữ cảnh sát rất trẻ, có thể là đang suy nghĩ hoặc nhớ về ai đó, tưởng niệm, tưởng nhớ giữa ngày hè. Kết quả là vì cô ấy nghĩ ngợi lung tung nên tên của tôi vốn từ tưởng bay liệng chuyển thành tưởng tưởng niệm, nhớ mong. Nghĩ lại cũng thấy khá đáng tiếc. Giỏi bốc phét, khẳng định là trò lừa trẻ con. Nói ra ai tin chứ? Liên Nhược Hãm nói là không tin nhưng vẫn hơi nhếch miệng cười. Nếu tôi coi chuyện anh vừa kể là thật, vậy hiện tại nữ cảnh sát kia thế nào? Con gái có lối suy nghĩ thật là kỳ quái, từ tên của hắn liên tưởng đến cô nữ cảnh sát, cách thức nhìn vấn đề quả nhiên khác xa so với đàn ông. Hạ Tưởng đành phải gãi đầu. Lúc ấy tôi mới sinh ra chưa được bao lâu. Làm sao biết sự tình sau này của cô ấy chứ? Tuy nhiên theo tôi đoán, hiện tại hẳn là cô ấy đã có con gái, tuổi cũng không chênh mấy so với cô, có lẽ đang sống rất hạnh phúc. Tôi lớn hơn anh. Liên Nhược Hãm phản ứng rất nhanh,
lập tức ý thức được là Hạ Tưởng đang ám chỉ mình nhỏ tuổi hơn hắn. Nếu gọi tôi là chị, có khi tôi sẽ đồng ý đấy. Khí hậu trong núi biến đổi rất đột ngột, một cơn gió thổi qua, mặt trời đang sáng rực rỡ trên bầu trời bỗng nhiên bị một đám mây không biết từ đâu bay tới che khuất. Ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây chiếu lên người Liên Nhược Hạm. Bởi vậy Hạ Tưởng được thấy một kỳ quan chưa từng bao giờ được thấy trong đời. Liên Nhược Hạm đứng gần hắn trong gang tấc, cô giống như một tiên nữ rực rỡ, toàn thân bao phủ trong ánh mặt trời vừa tráng lệ vừa mờ ảo. Mà hắn đang ở trong bóng râm nhìn cô, tạo thành một hình ảnh đối lập, giống như ban ngày và đêm tối, rất kỳ quái nhưng cũng tuyệt đẹp. Hạ Tưởng thở phào một cái, thở dài. Cái gọi là con cưng của trời cũng thường thôi, tôi và cô chỉ cách xa nhau có một thước nhưng lại một sáng một tối, một trời một đất. Người như cô trời sinh đã là quý nhân, vĩnh viễn không thể hiểu được cuộc sống của bình dân gian nan tới mức nào. Cho nên cô mới lái xe đâm lung tung, dọa cho ngựa của người khác kinh hãi, cô mới có thể tùy tiện đâm vào xe người khác, nghĩ rằng có tiền liền giải quyết được hết thảy vấn đề. Nếu thật sự tiền có thể giải quyết được hết thảy, cô sẽ không có gì buồn rầu. Nhưng hiện tại cô không buồn rầu sao? Tôi thấy chưa chắc. Liên Nhược Hạm ngẩn người, trên mặt khôi phục lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đừng nghĩ lẻo mép với tôi sẽ không nói cho anh rằng tôi là ai. Còn nữa, tôi thích lái xe đâm húc lung tung, kể cả là muốn đâm hỏng xe người khác, anh có thể có biện pháp gì nào? Anh có thể làm gì được tôi nào? Cô quay người đi ra khỏi vùng ánh nắng mặt trời, cũng không quay đầu lại, đi về phía Tào Thù Lê. Hạ Tưởng cười cười tự nhủ, cô là một thế hệ bị nuông chiều quá làm hư. Cô cũng có nguyên tắc của mình, tuy rằng vô lý không thèm để tâm tới người khác nhưng cũng sẽ không cố tình gây sự. Có khi cô làm việc chừng mực, có khi lại mặc kệ tất cả, thật sự là làm người ta khó có thể lường được. Chỉ chốc lát sau, ba người Tào Thù Lê cùng cười trở về. Liên Nhược Hạm vừa đi vừa nói chuyện với Tào Thù Lê, nhưng thái độ với Mễ Huyên thì thậm chí còn không bằng Hạ Tưởng. Cô tự lên xe, đóng cửa lại. Mễ Huyên càng nhìn Liên Nhược Hạm càng không thích, trong lòng giận dỗi, lại không có ai nghe mình nói chuyện nên càng tức, liền trừng mắt vẻ bất mãn nhìn Hạ Tưởng mấy lần. Vừa rồi cậu đứng gần cô ta như vậy, nói chuyện nhiều như vậy, có phải có tiến triển hay không? Hạ Tưởng, đừng nói tôi không cảnh báo cậu, trừ cô bé Lê, trên thế giới này cậu sẽ không thể tìm đâu được người con gái tốt như vậy đâu. Tuy rằng hình thức Liên Nhược Hạm coi như không tồi, tuy nhiên nhân phẩm thì rất kém. Hừ hừ, cậu đừng để bị cô ta mê hoặc. Lúc này Tào Thù Lê không phản bác Mễ Huyên mà cười tỉm tỉm quay đầu lại nhìn Hạ Tưởng, môi cắn chặt, mắt nhấp nháy chờ hắn nói chuyện. Hạ Tưởng biết tính cách Tào Thù Lê, liền cười nói với Mễ Huyên. Ưu điểm của con gái thiên hạ là hiếu kỳ, đa nghi, lắm mồm, vậy mà tất cả đều tập trung trên một mình chị, coi như là kỳ tích. Em nghĩ không ra vì sao cô bé Lê và chị là chị em, cô ấy thông minh như tiên nữ, chị lại lắm chuyện như một bà già. Bị đả kích mãnh liệt như vậy, Mễ Huyên muốn nói gì nhưng lại không nói được, chỉ lắc đầu vẻ mặt thương tâm đi tới ven đường hái hoa. Tào Thù Lê cười hì hì vẻ rất vui, đi tới gần Hạ Tưởng nửa thước thì đứng lại, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như sáng lên. Lời chị Đồng vừa nói, anh có nhớ kỹ không? Cô bé đang khảo nghiệm mình đây. Hạ Tưởng xem như hiểu rõ, cô và Mễ Huyên, một người đóng vai chính diện, một người đóng vai phản diện, kỳ thật kẻ sướng người họa, phối hợp kín mít không chút sơ hở, chính là vì muốn xem biểu hiện của hắn. Hắn là một người đàn ông bình thường, cũng biết tâm tư của Tào Thù Lê, nói trong lòng không có chút xúc động là giả, tuy nhiên cũng không muốn đầu hàng đơn giản như vậy, liền giả vờ gật đầu. Nghe hiểu được, chị ấy sợ Liên Nhược Hạm có ý nghĩ không an phận đối với anh. Không cần lo lắng, cô ấy không thể có ý tưởng gì đối với anh được. Nhưng thật ra anh hơi có ý tưởng đối với cô ấy, để về sau chậm rãi thực hiện. Tào Thù Lê không mắc mưu, ghé vào nói nhỏ bên tai hắn. Có muốn em làm mối anh với chị Liên hay không? Hiện tại chị ấy và em quan hệ rất tin tưởng lời em nói. Nếu em nói tốt về anh, khẳng định chị ấy sẽ thay đổi thái độ đối với anh, có khi còn thật sự thích anh đấy. Hạ Tưởng lập tức vẻ mặt say mê. Thật tốt quá, cảm ơn cô bé Lê. Nếu em giúp anh một đại ân như vậy, anh khẳng định phải mời em một bữa thật xịn mới được. Thế nào, nói đi, em muốn ăn gì nào? Hiện tại anh còn đang có tiền. Đỡ phải chờ tới lúc bị em chặt chém lại không có tiền trả thì rất mất mặt. Anh thật là quỷ quái. Tào Thù Lê nghiến răng nghiến lợi đá Hạ Tưởng một nhát.
Hiện tại em đã muốn chém anh một phát, cho anh biết cái gì gọi là lòng tham không đủ, rắn nuốt voi. Còn muốn em làm bà mối cho anh à? Anh nghĩ cũng hay nhỉ, có phải cảm thấy em dễ bắt nạt đúng không? Liên Nhược Hạm thò đầu ra khỏi cửa kính xe. Cô bé Lê, lên xe. Có lẽ trời sắp mưa. Cô lại nhìn Hạ Tưởng một chút như thể không hề quen biết hắn, lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo anh đừng si tâm vọng tưởng lại bị thiệt thòi lớn. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Hạ Tưởng gật đầu rất nghiêm túc. Đa tạ nhắc nhở, quá khen, tôi cũng tự biết mình, cũng biết mình không hề có hứng thú với con gái giả vờ thanh cao. Hắn lại quay sang vuốt đầu Tào Thù Lê. Vẫn là cô bé Lê hay nhất, vừa thông minh vừa đáng yêu. Đi ra chỗ khác, em không phải món đồ chơi của anh. Tào Thù Lê mặc kệ Hạ Tưởng, ngồi lên vị trí phó lái, lại vẫy tay với Mễ Huyên ở phía xa. Lên xe, không lên thì mặc kệ chị ở nơi núi non hẻo lánh này đấy. Khi trở về, Hạ Tưởng không còn buồn ngủ nữa, càng nhìn càng cảm thấy cảnh sắc ven đường rất quen thuộc. Tuy rằng đường núi trước mặt thậm chí còn không thể gọi là đường, không nói tới việc ổ gà ổ voi, đá vụn khắp nơi, nếu không phải chiếc Land Rover của Liên Nhược Hạm đủ cao, căn bản là không thể đi nổi. Nếu là ô tô khác thì tuyệt đối không thể đi được. Nhìn con đường chỉ rộng chừng 4. 5 mét uốn lượn giữa các ngọn núi, gần như không hề có dấu chân người, trong đầu hắn chợt lóe lên, rốt cục tỉnh ngộ ra, con đường núi trước mặt chính là được xây dựng lên sau khi làng du lịch Tam Sơn được khai phá, là con đường nối từ thủ đô tới thẳng làng du lịch Tam Sơn đường núi Thông Thiên. Nói cách khác, hiện tại bọn họ đang đi trên con đường gửi gắm hạnh phúc của toàn bộ nhân dân huyện Bá. Hạ Tưởng rốt cục không kìm chế nổi nội tâm vui sướng bất ngờ, vội hỏi. Nhược Hạm. Sao cô phát hiện được con đường này? Làm sao cô biết được con đường núi này? Liên Nhược Hạm đang cực kỳ chăm chú lái xe, bị Hạ Tưởng hỏi, cô cũng không quay đầu lại, đáp. Nhàn rỗi không có việc gì thì lái xe dạo xung quanh, trong lúc vô ý phát hiện đường này, vừa lúc thử xem có lái xe được không? Anh có ý kiến à? Nói chuyện không chọc người ta vài câu thì không biểu hiện cá tính của mình sao? Hạ Tưởng âm thầm oán giận Liên Nhược Hạm nhưng ngoài miệng nói. Land Rover đi không tồi, tuy nhiên vẫn không hoàn hảo đến mức có thể trèo đèo lội suối. Đường núi nguy hiểm như vậy, cô lái xe cẩn thận một chút mới được. Dù sao tính mạng của mọi người trên xe đều nằm trong tay cô. Nếu Hạ Tưởng đoán không sai, Hạ Tưởng còn chưa tới làng du lịch Tam Sơn. Nói cách khác, vẫn còn cách huyện Bá 30-40 km. Không ngờ hắn vừa mới ngủ mơ màng một chút mà đã bị Liên Nhược Hạm lái xe đưa tới đây. Cũng là chuyện tốt. Vốn hắn vẫn muốn tới xem con đường trong trí nhớ một chút, nhưng thứ nhất là vì không có thời gian, thứ hai là cũng không có phương tiện giao thông thích hợp. Hiện giờ may mắn trong lúc vô tình lại được nhờ của Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng vừa tìm kiếm vị trí của làng du lịch Tam Sơn trong trí nhớ, vừa đo lường, tính toán tình trạng hiện tại của đường núi. Nếu thi công mở rộng, đại khái cần bao lâu thời gian làng du lịch Tam Sơn khởi công, đường núi cũng đồng thời tiến hành khởi công. Chỉ cần xác định chính xác tin tức khởi công, kế hoạch phát triển du lịch huyện Bá cũng có thể tiến hành đồng bộ. Chương 123, một khắc kinh hồn. Đường núi gập ghềnh như một con rồng lớn nằm giữa non xanh nước biếc. Chỉ có điều lúc này con rồng còn chưa thành hình, chẳng những nhỏ hẹp mà còn gập ghềnh, lồi lõm, tuy nhiên đã có hình hài cơ sở của quốc lộ, chỉ cần đầu tư thêm một ít tài chính là có thể sử dụng. Đầu tư không cần quá nhiều, thời gian cũng không quá lâu. Đại bộ phận dùng đất đá tại chỗ, vật liệu tại chỗ, khai thác đất đá ở ngay những hòn núi bên cạnh là được. Sau đó là giải nhựa đường, lưu lèn, vân vân, một loạt các công đoạn. Nếu làm nhanh, mùa xuân sang năm là có thể chính thức đưa vào sử dụng. Hạ Tưởng càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt nhìn núi non trùng điệp trước mặt như thể đã thấy phía ở cuối con đường núi là huyện Bá với cảnh tượng tươi đẹp, sáng sủa. Đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên một tiếng phanh chói tai vang lên. Hắn không chuẩn bị liền bị xô về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế trước. Mễ Huyên hoảng sợ kêu lên. Có biết lái xe không vậy? Muốn dọa chết người ta à? Tào Thù Lê ngồi ở phía trước nhìn thấy rõ tình hình, giọng hơi run rẩy. Đường sụp. Hạ Tưởng, đất lở, làm sao đây? Chỉ có Liên Nhược Hạm lặng lặng ngồi ở vị trí người lái, không xuống xe cũng không nói gì, hiển nhiên là đang suy tính xem nên xử lý như thế nào. Hạ Tưởng quan sát cảnh vật xung quanh một chút, mở cửa xuống xe, mới thấy rõ ở mấy mét phía trước, đường núi sụp đổ một đoạn dài chừng 4-5 mét,
hình thành một cái hào lớn, chặt ngang con đường núi. Vừa ngẩng đầu lên, hắn lại thấy trên sườn núi vẫn không ngừng có đá lớn đá nhỏ rơi xuống khắp mặt đất. Nếu không cẩn thận để rơi trúng người, nhẹ thì đau đớn, nặng thì bị thương, thậm chí bị chết. Chỉ có thể lui về phía sau. Hạ Tường quyết định chú ý, xem ra có thể là bởi vì mưa nên đất sụp xuống. Hiện tại trên đỉnh đầu có thể có nguy hiểm núi sụt lở, càng ở đây lâu thêm càng nguy cơ bị đất đá lở vùi lấp. Hắn chạy ra phía sau xe, thấy đường núi phía sau tuy rằng cũng có một ít đất đá rơi nhưng dựa vào ưu thế xe thể thao gầm cao của chiếc Land Rover, cố gắng đi qua hẳn là không thành vấn đề. Hắn không dám chậm trễ, đi tới trước xe, nói với Liên Nhược Hạm. Ở đây nguy hiểm, không thể ở lại. Tôi chỉ huy, cô lái xe, tới nơi rộng thì quay đầu lại. Dù đi vòng xa cũng còn tốt hơn là bị vây khốn ở đây. Liên Nhược Hạm nhìn địa hình trái phải, không đồng ý với ý kiến của Hạ Tường. Hiện tại tôi có thể quay đầu tại chỗ, đánh lái nhiều hơn là có thể đi. Anh không biết thì đừng ra vẻ, đừng chỉ huy lung tung. Căn cứ ước lượng của Hạ Tường, đường núi hẹp như vậy, nếu là ô tô bình thường có lẽ chỉ tiến lùi vài lần là có thể quay đầu lại. Nhưng Land Rover quá rộng, quá dài, hơn nữa thân xe lại nặng, chỉ cần hơi vô ý đè vào ven đường liền có thể sụp xuống, thậm chí có thể nguy hiểm rơi xuống vách núi. Cho nên hắn kiên quyết phản đối ý kiến của Liên Nhược Hạm. Không được, quay đầu tại chỗ rất nguy hiểm, quá mất thời gian. Nếu chẳng may rơi xuống vách núi thì sao? Liên Nhược Hạm biến sắc mặt, lườm Hạ Tường một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Nghe giọng điệu của anh, dường như anh còn hiểu xe hơn tôi, kỹ thuật lái xe còn cao hơn tôi thì phải. Nói cho anh biết, tôi từng một mình lái xe từ Bắc Kinh tới Tây Tạng. Loại nguy hiểm gì mà chưa gặp qua chứ? Dạng đường núi gì chưa từng đi qua chứ? Anh chỉ là một đứa con nít danh, biết cái gì? Đã gặp loại phải biến cố gì chứ? Mau tránh ra, xe là của tôi, do tôi định đoạt. Hạ Tường bất đắc dĩ, nói với Tào Thù Lê ngồi trên ghế phụ lái. Xuống xe, cô bé Lê, trên xe nguy hiểm lắm. Tào Thù Lê nghe lời xuống xe, Mễ Huyên động tác nhanh hơn, chạy ra cách xe khá xe, miệng lầu bầu. Đồ điên, điên 10 phần, con gái mà hung hăng như vậy, khi đến thời điểm quan trọng mà không chịu nghe lời đàn ông. Ai thèm cô cơ chứ? Liên Nhược Hạm đầu tiên là lùi xe, khi bánh xe còn cách vách núi không đến 5 cm thì nhanh chóng quanh vô lăng, tiến về phía trước. Có thể nói, kỹ thuật lái xe của cô cực kỳ tốt, không chê được gì, quả thật kỹ thuật rất cao. Nhưng có khi trực giác của phụ nữ thường không bình tĩnh được như của đàn ông khi gặp phải sự cố. Vòng đi vòng lại mấy lượt, cô bị ai phát hiện, đường núi rất hẹp, hoặc là đâm xuống vực, hoặc là đâm vào núi, nếu không căn bản là không có khả năng quay đầu tại chỗ. Liên Nhược Hạm vẻ mặt uể oải, rồi lại không chịu nhận thua. Ô tô đụng hỏng rồi, nếu không phải lần trước đụng vào con Bluebird, vừa rồi tôi đã thành công. Hạ Tường bất giác buồn cười, thật ra cô cũng giỏi ngụy biện, sự việc căn bản là không hề liên quan tới nhau, vậy mà cô cũng có thể đưa ra chống chế. Xem ra oán trời trách đất chính là bản tính của con gái, hơn nữa còn vận dụng thành thạo tới mức không học tự thông. Tuy nhiên hiện tại không có thời gian cười nhạo cô. Hắn đang định chuẩn bị chỉ huy cô lái xe, không ngờ Liên Nhược Hạm còn chưa kịp tiến xe lên phía trước, phía sau chợt nghe một tiếng nổ ầm vang. Ngay sau đó, một mảng bụi đất bay lên, mấy người trợn mắt há hốc mồm kinh hãi, mặt đất phía sau hơn 10 mét đã sụp xuống thành một hố lớn. Trước sau đều bị đất sụp chắn lối, ngay cả Liên Nhược Hạm luôn trấn tĩnh cũng không kìm nổi biến sắc mặt, mặt mũi trắng bệch nhìn Hạ Tường, mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Tào Thù Lê cũng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, nắm chặt tay Hạ Tường, dán sát người vào hắn. Hạ Tường, em sợ. Dù sao cô cũng là thiên kim của giám đốc sở, từ nhỏ tới giờ thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ gặp phải khốn cảnh trước sau không có đường như vậy đâu. Theo bản năng, cô đã coi Hạ Tường là người duy nhất có thể dựa vào, liền ôm lấy cánh tay Hạ Tường, không hề rời ra chút nào. Mễ Huyên nổi giận. Liên Nhược Hạm. Cũng đều là do cô tự cho là mình thông minh thể hiện. Nếu ngay từ đầu nghe lời Hạ Tường thì đã không bị vây ở tình trạng như bây giờ. Hiện tại thì tốt rồi, cô có bản lĩnh thì biến ô tô của cô thành máy bay trực thăng, mang chúng ta bay trở về đi. Hừ, trong một sự việc quan trọng như vậy, cô là phụ nữ lại muốn tự mình chủ trương, thật sự là ngu xuẩn. Phụ nữ sao có thể lý trí như đàn ông khi gặp chuyện được? Cô thật sự là không thể nói lý được.
Liên Nhược Hạm bị Mễ Huyên chỉ trích nặng nề nhưng cũng không phản bác, ánh mắt lạnh lùng biến thành sợ hãi. Không ổn, có thể lở núi. Trên đầu có thể thấy rất nhiều đất đá đang cuồn cuộn lăn xuống, nhiều viên còn rơi vào xe, vang lên mấy tiếng động. Đất đá như hiện tại vẫn không đủ để làm người ta thương tổn, tuy nhiên đó mới chỉ là báo hiệu đầu tiên. Mấy người đều thấy rõ, bên trên đang có một tảng đá lớn lắc lư muốn đổ, rơi xuống chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi tảng đá lớn đó rơi xuống, đúng vào chỗ mấy người đang đứng, họ sẽ lập tức thịt nát xương tan. Hoặc là nhảy xuống vách núi ngã chết, hoặc là bất động tại chỗ bị đá đè chết. Liên Nhược Hạm không có chủ ý, vẻ mặt kích động nhìn Hạ Tưởng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi chưa từng gặp tình cảnh ác liệt như vậy, thật sự phải chết sao? Tào Thù Lê càng ôm chặt Hạ Tưởng, thì thào những lời như thể nói mơ. Anh nói nếu chúng ta chết cùng một chỗ, có phải về sau sẽ vĩnh viễn không thể tách ra hay không? Có thể ở cùng một chỗ với anh, em không sợ. Chỉ mấy câu đơn giản không thể nghi ngờ đã biểu lộ nội tâm thiếu nữ, Hạ Tưởng cảm động, cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai. Hắn ôm chặt Tào Thù Lê vào lòng, lần đầu tiên hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói. Có anh ở đây, em sẽ không chết. Hạ Tưởng mở cửa xe, hô to. Cô bé Lê và Mễ Huyên, mau lên xe, càng nhanh càng tốt. Không nên hỏi vì sao, hiện tại không có thời gian giải thích. Sau đó hắn giơ tay ra chỉ Liên Nhược Hạm đang đứng ngây người. Đừng đứng đó, nghe tôi chỉ huy, lập tức tìm một tảng đá nhìn chữ nhật, càng dài càng tốt, một đầu to một đầu nhỏ là tốt nhất. Phải nhanh. Liên Nhược Hạm kinh hãi hỏi. Dùng làm gì? Không cần hỏi, cứ làm đi. Hạ Tưởng cũng không khách khí, tiến lên đẩy cô. Cô và tôi mỗi người phụ trách tìm một khối. Sống hay chết tất cả phụ thuộc vào việc này. Liên Nhược Hạm bị động tác hơi thô bạo của Hạ Tưởng đẩy, suýt nữa ngã, đang muốn nổi giận lại thấy vẻ mặt kiên nghị và ánh mắt chân thành đáng tin của hắn, không tự chủ được thầm dùng mình. Cô luôn tự cho là đúng, không chịu thua ai, hôm nay không ngờ lại chịu thua trong tay một người mà cô vẫn coi là con nít danh. Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ mất mặt. Chỉ có điều, hiện tại không phải thời điểm so đo. Cô gật đầu thuận theo. Tôi nghe anh. Tuy rằng hôm nay Liên Nhược Hạ mặc váy ngắn nhưng động tác vẫn rất gọn gàng dứt khoát, đi tới đi lui trong đống đất đá, cũng không để ý tới hình tượng. Mấy lần váy của cô bị gió thổi, lộ ra cảnh xuân nhưng cô vẫn hồn nhiên không biết. Cảnh xuân trước mặt nhưng Hạ Tưởng lại không có lòng dạ nào thưởng thức. Gặp phải thời điểm quyết định sinh tử, thân thể khỏe mạnh mà hắn luyện tập từ thuở nhỏ giờ phát huy tác dụng, không bao lâu đã tìm được một khối đá phù hợp yêu cầu, một đầu to một đầu nhỏ, tuy nhiên khá nặng. Chừng mấy chục cây gì. Hắn cố hết sức vần tảng đá tới bên đường núi, cách hố to kia chừng 1 mét. Liên Nhược Hạm cũng tìm được một tảng đá, tuy rằng không lý tưởng như của Hạ Tưởng nhưng cơ bản là dùng được. Cô không di chuyển được tảng đá đó, Hạ Tưởng liền cùng với cô vần nó về chỗ. Xem thử có rộng bằng bánh xe của cô không? Liên Nhược Hạm hiểu ý Hạ Tưởng, kinh ngạc hỏi. Muốn bay qua cái hố này á? Hố này rộng chừng 5, 6 mét. Phải là vận động viên chuyên nghiệp mới có thể làm được. Tôi bảo được, cô đừng hỏi nhiều. Kiếp trước, Hạ Tưởng từng là người ham dã ngoại. Nếu bàn về kiến thức dã ngoại cũng như trình độ lái xe thì Liên Nhược Hạm không thể so sánh được với hắn. Ở phương diện kỹ xảo, đàn ông có ưu thế trời sinh hơn hẳn phụ nữ. Hai người lại động tay động chân một hồi, xác định chuẩn vị trí liền vội vàng quay lại xe. Liên Nhược Hạm đang muốn tranh lấy quyền lái xe của Hạ Tưởng lại bị hắn không hề thanh minh kéo chỉ sang ghế phụ lái. Đá vụn rơi xuống từ sườn núi càng lúc càng lớn. Dấu hiệu này cho thấy cho dù tảng đá lớn trên kia không rơi xuống thì bọn họ vẫn có thể bị đá núi chôn sống. Hiện tại là tình hình cấp bách, không chấp nhận tính cách đùa giỡn, bất cần như của Liên Nhược Hạm. Tất cả mọi người ngồi xong, thắt dây an toàn vào, không được lộn xộn, không được hô loạn. Nghe rõ chưa? Hạ Tưởng quyết đoán chỉ huy ba cô gái. Tào Thù Lê cực kỳ nghe lời, dạ một tiếng. Mễ Huyên cũng gật đầu, thắt dây an toàn vào. Chỉ có Liên Nhược Hạm còn muốn nói gì, lại bị Hạ Tưởng nói. Con người đừng phạm sai lầm 2 lần trong cùng một việc. Hiện tại tính mạng mọi người trên xe là trong tay tôi, cô đừng để mọi người liên lụy. Thu hồi tính cách của cô lại, hiện tại không phải là lúc theo cái tính ương bướng của cô. Liên Nhược Hạm biến đổi sắc mặt mấy lần. Há miệng thở dốc, vẻ quật cường trong mắt chậm rãi biến mất, ngồi trở lại vị trí, không nói lời gì, chỉ thắt dây an toàn lại.
Hạ Tưởng hít sâu mấy hơi, ổn định lại cảm xúc một chút, mắt nhìn chằm chằm hai khối đá cứu mạng. Hắn khởi động xe, hai tay nắm chặt vô lăng, cảm giác trong tay toàn mồ hôi. Có thể không khẩn trương sao? Tính mạng của mấy mỹ nữ như hoa như ngọc trên xe đều nằm trong tay hắn. Một người là Tào Thù Lê mà trong lòng hắn ngưỡng mộ từ lâu. Một là Liên Nhược Hạm lai lịch không rõ. Một là Mễ Huyên thành thục đầy đặn. Bất kể là ai đều là mỹ nữ hạng nhất, đều có thể khiến người ta phải rung động tâm hồn. Hắn phải toàn lực đánh cuộc một lần, phải hoàn toàn tỉnh táo lại, một lần là thành công. Bởi vì giữa sự sống và cái chết, không có lựa chọn thất bại. Thất bại nghĩa là chết. Hắn lùi xe lại hơn 10 mét, tới gần sát hố sâu phía sau, sau đó mới giẫm chặt chân phanh, chân khác nhấn mạnh ga, sau đó buông mạnh phanh khiến ô tô như mãnh hổ rời núi. Bốn bánh xoay tít, phát ra tiếng ma sát chói tai, phi nhanh về phía trước. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét. Hạ Tưởng nhìn chằm chằm vào hai hòn đá cứu mạng, vẫn không ngừng điều chỉnh xe đi chuẩn vị trí. Đột nhiên cảm giác hai bánh trước hơi hững. Hai tay hắn nắm chặt vô lăng theo bản năng. Đầu xe nâng lên, toàn bộ xe bay lên không trung. Trong xe lặng ngắt như tờ, không ai dám phát ra một tiếng kêu nào. Tào Thù Lê nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, vẻ không thể tin nổi, vừa dịu dàng, kiên quyết, vừa có vẻ không cam lòng. Mễ Huyên rõ ràng nhắm mắt lại, có vẻ mặc cho số phận. Trong mắt Liên Nhược Hạm lại có vẻ hưng phấn khó hiểu. Trên mặt cô không có sự thấp thỏm lo âu mà chỉ có kích thích và vừa kinh ngạc vừa vui mừng, như thể bay xe như thế này là một trò vui mà không phải là một việc liên quan tới tính mạng. Có lẽ vẫn hơi không đủ, Hạ Tưởng âm thầm lau mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn bánh trước của xe rơi xuống mặt đất, mà bánh sau bên trái hơi lọt vào trong hố. Ô tô tiếp đất, lập tức nhanh chóng nghiêng về phía sau bên trái. A, à, mọi người trong xe kinh hãi kêu lên. Cũng may. Chiếc Land Rover này có động cơ cả bốn bánh. Hạ Tưởng nhấn mạnh ga, hai bánh trước đột nhiên phát lực, khói bốc lên từ ống xả của xe, kéo thân xe nặng nề lao về phía trước hơn 10 mét, cuối cùng vững vàng dừng lại giữa con đường núi. Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn há mồm thở hổn hển mấy hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại nắm chặt tay Tào Thù Lê. Tào Thù Lê nhấp nháy mắt, trong lòng ấm áp, cô để mặc Hạ Tưởng nắm tay mình, ra sức gật đầu. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng. Cảm ơn cậu ta cái gì? Cậu ta cũng là vì tự bảo vệ mạng, chẳng phải chỉ vì cứu em. Sau khi được cứu, Mễ Huyên không hề có tư tưởng hồi báo mà lập tức tiến hành trả đũa Hạ Tưởng. Không hiểu rốt cục cô thế nào nữa. Em chính là muốn cảm ơn anh ấy, bởi vì anh ấy không chỉ cho em cơ hội sống mà còn cho em một cơ hội thực hiện mơ ước. Em quyết định, từ nay về sau, sẽ không ai có thể ngăn cản em thực hiện mơ ước của mình. Cho dù là ba em cũng không được. Trên mặt Tào Thù Lê toát lên vẻ kiên quyết trước giờ chưa từng có. Một tay cô bị Hạ Tưởng nắm lấy, tay kia nắm chặt lại, ra sức vung lên. Mơ ước gì, nói như thể lời thề kết hôn vậy, chẳng có chút cảm động nào mà chỉ cảm thấy buồn nôn. Mễ Huyên mở miệng là đâm chọc, không buông tha ai cả. Không nói cho chị, bí mật. Tào Thù Lê lại cười hì hì, hai mắt nhấp nháy đầy tình yêu và khao khát. Liên Nhược Hạm tựa lưng ra sau, toàn thân như thể hết sức, hồi lâu sau mới mỉm cười. Hạ Tưởng, tôi khá bội phục anh chuyện hôm nay. Ân cứu mạng, chỉ nói một câu bội phục là xong à. Sự bội phục của cô cũng đáng giá thật, tôi cũng bội phục cô lắm. Mễ Huyên tiếp tục châm chọc khiêu khích. Liên Nhược Hạm không để ý tới Mễ Huyên, lại nói với Hạ Tưởng. Lộ trình tiếp theo xin phiền toái anh lái về huyện bá. Nói cảm ơn xong. Cô quay đầu sang một bên, khép mắt lại, không nói thêm câu nào nữa. Khó được lời cảm ơn từ miệng của em Liên, Hạ Tưởng cười cười. Thực ra hắn cũng đang nghĩ tự mình lái xe trở về. Nói thật, hiện tại hắn cũng không quá tin tưởng Liên Nhược Hạm có thể duy trì được sự trấn tĩnh, cho nên tự mình lái xe mới an toàn. Khi đi ngang qua làng du lịch Tam Sơn trong trí nhớ kiếp trước, Hạ Tưởng mở to hai mắt nhìn hồi lâu. Rốt cục phát hiện một đám nhân viên đang bận rộn đi đi lại lại, trong lòng rất yên tâm. Hôm nay cuối cùng cũng không đến mức đi uổng công, hiện tại trên cơ bản có thể xây dựng làng du lịch sắp khởi công. Không bao lâu nữa, tin tức khởi công đường núi sẽ truyền ra, bước tiếp theo có thể chính thức đề xuất đại kế hoạch về du lịch. Chỉ có điều trong lòng hắn hơi không tự tin chính là, vấn đề Cổn Long Câu, Lưu Thế Hiên không chịu buông tay, nếu y phát hiện giá trị kinh tế rất lớn của Thảo Nguyên huyện bá như vậy.
liệu y có muốn nhúng một tay vào kiếm một chén canh hay không? Dáng ngủ của Liên Nhược Hạm thật sự khiến người ta phải mê say. Hạ Tưởng nhìn qua kính xe, thoáng nhìn cô một chút. Khuôn mặt của cô tuyệt mỹ như thể nàng tiên từ trên trời xuống, không hề nhiễm chút bụi trần, đường nét tinh xảo không hề có chút khiếm khuyết, khiến người ta phải đố kỵ ông trời không công bằng. Hạ Tưởng không dám nhìn Liên Nhược Hạm nhiều. Cô thật đẹp, đẹp tới mức làm tim người ta đập nhanh hẳn lên. Hiện tại hắn không thể phân tâm vì đường núi vẫn rất khấp khỉnh khó đi, phải toàn lực xử lý. Hắn không biết rằng kỳ thật Liên Nhược Hạm không ngủ, cô chỉ nhắm hé hé mắt, lén nhìn hắn. Tuy rằng Hạ Tưởng lớn hơn cô 2 tuổi nhưng theo cô thấy, đàn ông chưa tới 30 tuổi, sẽ không có nhiều sự từng trải, vẫn chỉ là một đứa con nít danh lớn xác mà thôi, làm việc thì kích động, nói chuyện thì vội vàng, hấp tấp, tâm trí ngây thơ. So với những người đàn ông trung niên đã trải qua sóng to gió lớn, những cậu bé chỉ hơn 20 tuổi căn bản không được tính là người trưởng thành, tính cách ngây ngô mà kích động, tư tưởng đơn giản, trên cơ bản vẫn còn trong giai đoạn ấu trĩ. Liên Nhược Hạm không hề có thiện cảm đối với những cậu con trai tay chân lóng ngóng. Theo cô thấy, đàn ông phải điềm đạm, chắc chắn, thành thục mới có hứng thú. Mà đàn ông điềm đạm, chắc chắn, thành thục lại thể hiện ở việc gặp chuyện không hề hoang mang, bộ dạng luôn định liệu trước sự việc, ăn nói hài hước, chỉ trong lúc nói chuyện đơn giản liền quyết định được nhiều đại sự long trời lở đất. Một chú bé con chưa gặp qua mưa gió, không biết trời cao đất rộng, quả thật sức hấp dẫn cách xa một trời một vực so với những người đàn ông chín chắn, thành thục. Cho nên cô không hề có thiện cảm gì với người trẻ tuổi như Hạ Tưởng, thậm chí còn cảm thấy phản cảm với sự ân cần của họ, cảm thấy tâm trí của họ nông cạn và thô thiển, không đáng quan tâm. Trong ấn tượng ban đầu của Liên Nhược Hạm, tuy rằng Hạ Tưởng hơi thành thục hơn một chút so với những người bằng lứa tuổi, không giống những kẻ vừa nhìn thấy sắc đẹp của cô liền tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, hoặc là tìm cách tiếp cận cô, hoặc là tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng. Biểu hiện của Hạ Tưởng tốt hơn rất nhiều so với những người khác, tối thiểu là không có vẻ nông cạn và trắng trợn như những kẻ khác. Sau khi cô thấy Tào Thù Lê thì cũng cảm thấy bình thường. Hóa ra hắn có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, chẳng trách không có hứng thú đối với mình, trong lòng cô cũng cân bằng lại một chút. Chương 124, bố trí tỉ mỉ của Lý Đinh Sơn. Đối với người phụ nữ luôn tự phụ về diện mạo của mình, tuy rằng cảm thấy phiền chán với những người theo đuổi mình, nhưng nếu gặp phải người đàn ông không thèm để ý tới diện mạo của mình, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Liên Nhược Hạm cũng không ngoại lệ, tâm lý phụ nữ vừa cổ quái, vừa phức tạp, không có cơ sở nào để đo lường cả. Sau khi xảy ra sự kiện đâm xe, Liên Nhược Hạm gặp lại Hạ Tưởng ở phòng công an huyện. Khi biết hắn là thư ký của bí thư huyện ủy, cô cũng hơi giật mình. Tuổi trẻ mà điềm đạm, chắc chắn, hơn nữa thấy hắn nói chuyện làm việc lại càng suy xét chu đáo hơn xa so với những người cùng lứa tuổi. Hắn đứng cùng một chỗ với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, trừ vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều thì xét về khí thế và sự điềm đạm, chắc chắn, hắn không hề có vẻ gì kém hai người trung niên đã dày dặn kinh nghiệm quan trường kia. Điều này khiến cô không khỏi coi trọng hắn thêm một chút. Tuy nhiên cô vẫn không tin, huyện bá nhỏ nhoi này lại có người thật sự như vậy, có lẽ hắn chỉ là một ông cụ non mà thôi. Không phải cô chưa gặp những kẻ như ông cụ non, tuy nhiên sau khi gặp chuyện thì sự thật đã chứng minh, đa số những kẻ đó đều chỉ là trầm mặc ít nói, không phải người chân chính gặp chuyện thì không hề sợ hãi. Hai lần sau gặp lại Hạ Tưởng, cô càng cảm thấy hắn là một kẻ thành thục nhất trong số những đứa con nít danh cô đã gặp. Ví dụ như lần ở phòng công an, âm thầm dạy Trịnh Đào cầu xin cô tha thứ. Ví dụ như ở dưới lầu tại nhà khách, hắn cố ý vẽ mấy vòng tròn để bẫy cô. Sau đó hắn lại giả vờ hỏi thăm Mễ Huyên nhưng thực tế là âm thầm nhắc nhở cô chú ý váy quá ngắn để lộ cảnh xuân, v.v. Tất cả đều biểu hiện đầy đủ sự cơ trí và hài hước của hắn hơn xa những đứa con nít danh cùng tuổi. Trong cảm nhận của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng chỉ là một thiếu niên hơi trưởng thành một chút mà thôi, còn kém xa vạn dặm so với hình tượng trong mơ của cô. Trong tưởng tượng của Liên Nhược Hạm, người đó không chỉ cưỡi ngựa trắng mà còn rất phong độ. Chẳng những tuổi xấp xỉ tuổi của cô mà còn thành thục, điềm đạm, chắc chắn, ý chí rộng lớn, vừa có sự hưng phấn, nhiệt tình của tuổi trẻ, lại vừa có sự trầm ổn của người trung niên. Người như vậy không dám nói là độc nhất vô nhị nhưng ít nhất cũng là thế gian hiếm thấy. Tuy nhiên cô cũng biết, cho dù có thì cũng là biển người mờ mịt, không thể gặp được, chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của cô mà thôi. Cho đến khi Hạ Tưởng quyết đoán chỉ huy, giọng điệu ra lệnh bảo cô đi tìm đá,
tiếp đó hắn tự lái xe bay qua hố sâu, an toàn dẫn dắt mọi người thoát hiểm, Liên Nhược Hạm chỉ cảm thấy dường như thế giới trước mắt cô đã mở ra một cánh cửa mới. Một chàng trai toàn thân bao phủ trong hào quang bảy màu từ trong cửa đi ra, vô cùng lịch lãm vươn tay về phía cô. Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi. Liên Nhược Hạm mở to mắt, nhớ lại vừa rồi cô chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ, âm thầm đánh giá Hạ Tường, không ngờ lại ngủ thật. Người đánh thức cô đúng là Hạ Tường. Hắn đã dừng xe ở nhà khách huyện ủy, lại mở cửa xe ra cho cô. Mệt hả, mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện vừa rồi coi như một lần thám hiểm không tồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, đại nạn không chết sẽ có hạnh phúc về sau, khẳng định sau này sẽ có chuyện tốt tìm tới cô. Không cần anh phải an ủi, tôi có đủ năng lực chịu đựng tâm lý. Liên Nhược Hạm vốn muốn tỏ vẻ biết ơn một chút nhưng vừa thấy Tào Thù Lê bám sát phía sau Hạ Tường, bỗng nhiên tim cô nhảy dựng, cô lại khôi phục giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc đầu. Tào Thù Lê nhìn Hạ Tường, lại nhìn Liên Nhược Hạm, liền kéo Hạ Tường sang một bên, nói nhỏ. Chị Liên hơi nóng tính, anh nhường chị ấy một chút. Dù sao chị ấy cũng là phụ nữ. Hạ Tường cũng đang mệt mỏi. Dù sao vừa trải qua hết thảy những chuyện vừa rồi, bất cứ ai cũng đều phải cảm thấy nghĩ mà sợ, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Hắn thấy Liên Nhược Hạm vẫn có vẻ lạnh lùng, trong lòng cũng hơi tức giận. Nhường thì nhường, người ta nói phụ nữ và trẻ con rất khó chiều, thật chẳng sai chút nào. Muốn ăn đòn phải không? Anh nói như vậy tức là mắng cả em hả? Tào Thù Lê giả vờ giơ tay lên đánh hắn nhưng trong mắt lại toát lên nụ cười. Em rất ngoan đó nha, không thể vơ đũa cả nắm. Hạ Tường thấy sắc trời không còn sớm, cũng không lên lầu nữa mà để ba cô gái lại rồi trở về cơ quan. Vừa lúc Lý Đình Sơn vẫn còn ở đó, Lý Đình Sơn bảo hắn gọi Cổ Hợp, ba người đi ăn tối. Lại nói, gần như ngày nào Hạ Tường cũng gặp Lý Đình Sơn và Cổ Hợp nhưng Lý Đình Sơn và Cổ Hợp chưa chắc ngày nào cũng đã gặp nhau. Trừ khi Lý Đình Sơn dùng xe, nếu không bình thường Cổ Hợp cũng không gặp được Lý Đình Sơn. Cũng một thời gian rồi ba người không ăn cơm cùng nhau, Hạ Tường biết, hẳn là Lý Đình Sơn có chuyện gì muốn nói. Quả nhiên, khi ăn uống gần xong, Lý Đình Sơn buông đũa nói với Cổ Hợp. Tiểu Cổ, cậu cũng đi theo tôi đã nhiều năm, vẫn không có được ưu đãi gì. Hiện tại làm lái xe ở cơ quan, đãi ngộ cũng không phải quá tốt. Tuy nhiên tôi sẽ mau chóng giúp cậu giải quyết một biên chế, hiện tại cậu cứ coi như làm hợp đồng tạm thời, chờ khi có biên chế sẽ là cán bộ chính thức của quốc gia. Không cần lâu lắm, trong vòng nửa năm hẳn là không thành vấn đề. Cổ Hợp biết tâm ý của Lý Đình Sơn, muốn nói gì lại bị Lý Đình Sơn giơ tay ngăn lại. Lý Đình Sơn cười nói, tôi giải quyết giúp cậu vấn đề công tác. Tuy nhiên vấn đề cá nhân của cậu lúc này không dễ giải quyết. Nếu cậu có thể tìm được người thích hợp ở huyện bá thì cứ thoải mái. Cùng lắm thì về sau khi điều động lại tìm cách điều đi. Cổ Hợp cười ha hả. Tôi cảm thấy độc thân cũng rất tốt. Chủ yếu là phụ nữ quá phức tạp. Tôi không thể nào hiểu được họ suy nghĩ gì, cho nên họ đều không thích tôi. Chán ghê. Hạ Tường cười ha hả. Cổ Hợp, không phải là anh thích Trương Tín Dĩnh đó chứ? Cổ Hợp lập tức đỏ mặt. Làm gì có chuyện đó? Tiểu Hạ, hiện tại cậu là thân phận thư ký, nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng, đừng có tùy ý vu oan cho người tốt. Lý Đình Sơn cười ha hả chỉ Hạ Tường. Cậu này nha, đừng có trêu Tiểu Cổ nữa. Không thấy Tiểu Cổ ra mặt mỏng, vừa nói tới chuyện bạn gái liền thẹn thùng đỏ mặt tía tai, đến cổ cũng đỏ kìa. Cổ Hợp sờ cổ nói. Tôi đỏ mặt nhưng cổ không đỏ mà. Sau khi cười xong, Lý Đình Sơn lại trịnh trọng nói với Hạ Tường. Tiểu Hạ, tôi cảm thấy năng lực như của cậu mà đảm nhiệm thư ký của tôi có vẻ như nhân tài không được trọng dụng. Tôi quyết định thả cậu ra ngoài, tới xã Cổ Trại làm phó chủ tịch xã. Thế nào? Bí thư Lý, việc này quá đột ngột. Tôi cảm thấy hẳn là nên ở bên cạnh ngài rèn luyện thêm 2 năm, hiện tại đi xuống cơ sở ngay, có phải quá sớm hay không? Hạ Tường hơi không đoán được tâm tư của Lý Đình Sơn. Đề nghị này khiến hắn rất bất ngờ, trở tay không kịp, đành phải cẩn thận ứng phó một chút. Có phải bí thư Lý cảm thấy tôi làm việc không tốt, muốn đẩy tôi ra ngoài xung quân hay không? Đừng có được tiện nghi lại còn ra vẻ. Lý Đình Sơn cười gõ Hạ Tường. Cậu tăng lên cấp phó phòng, tuy nói làm thư ký cho tôi cũng đúng, tuy nhiên sau khi tôi suy nghĩ cặn kẽ, vẫn quyết định thả cậu ra xã Cổ Trại làm phó chủ tịch xã, làm phó phòng thực chức, cũng coi như có quyền trong tay. Có thể làm việc thật sự.
Đồng thời, tôi còn suy xét tới phương diện khác. Lý Đình Sơn không giấu giếm gì với Hạ Tưởng, cũng không hề chú ý gì tới nghệ thuật lãnh đạo nói nửa kín nửa hở trước mặt hắn, nói ra cho Hạ Tưởng suy nghĩ. Hiện tại có thể nói ông ta và Hạ Tưởng là quan hệ cấp trên cấp dưới, đồng thời còn là đồng minh kiên định, ông ta không chỉ cần trí tuệ của Hạ Tưởng giúp ông ta vượt qua những cửa ải khó khăn mà hơn nữa còn cần năng lực của Hạ Tưởng giúp hắn làm ra chiến tích. Để Hạ Tưởng tới xã Cổ Trại làm phó chủ tịch xã là bước chuẩn bị cho đại cục về sau của ông ta. Bởi vì về sau dù là nhà máy thực phẩm hay làng du lịch Thảo Nguyên, đều nằm ở xã Cổ Trại. Có thể nói, nếu ở xã Cổ Trại không có một người mà ông ta tuyệt đối tín nhiệm có thể khống chế cục diện, ông ta ở huyện ủy cũng khó có thể yên tâm. Được Lý Đình Sơn thức tỉnh, Hạ Tưởng cũng ý thức được tâm tư của ông ta. Dù sao nhà máy thực phẩm và làng du lịch Thảo Nguyên đều là những dự án mà ông ta đầu tư toàn bộ tinh lực và kỳ vọng. Việc này có thể làm ra chiến tích nhưng quan trọng hơn là, nếu vận hành thỏa đáng, vài năm sau, có thể không giải quyết được ấm no cho toàn bộ nhân dân huyện Bá, nhưng khiến hơn một nửa dân chúng thoát khỏi nghèo khó là có hy vọng. Lý Đình Sơn thả hắn ra ngoài, thứ nhất là ủy thác trọng trách, thứ hai cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, hiện tại Lý Đình Sơn đến huyện Bá thời gian còn ngắn, còn chưa có ai có thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa làng du lịch Thảo Nguyên và nhà máy thực phẩm đều xuất phát từ ý tưởng của hắn, Lý Đình Sơn cho hắn buông tay đi ra làm cũng là vì cảm thấy hắn có năng lực hoàn thành hai dự án này. Nếu giao cho người khác, Lý Đình Sơn sẽ lo lắng. Ông ta cũng không muốn tâm huyết của mình bị những kẻ quan liêu bất tài làm hỏng. Hạ Tưởng cũng không phản đối, gật đầu đồng ý với an bài của Lý Đình Sơn. Bí thư Lý nói thế nào, tôi sẽ làm như vậy. Tuy nhiên tôi cảm thấy làm thư ký cho ngài vẫn tốt hơn. Nếu xảy ra chuyện đã có ngài ở phía trước chống đỡ, tôi có thể lén lười biếng một tí. Nếu thật sự phải làm phó chủ tịch xã, chuyện gì cũng phải tự thân làm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau đầu. Lại như vậy nữa rồi. Hạ Tưởng cậu cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một điểm là trước mặt tôi mà vẫn không chịu nói thật. Làm thư ký cho lãnh đạo là vì cái gì? Cũng không phải là vì làm thư ký cả đời mà chính là vì chuẩn bị cho một ngày sau lên làm lãnh đạo chủ quản một phương. Tuy nhiên nói thật, tôi cũng không muốn để cậu ra ngoài sớm như vậy, chẳng qua là vì có nguyên nhân bất đắc dĩ. Lý Đình Sơn khá thoải mái với thái độ của Hạ Tưởng. Nếu thật sự Hạ Tưởng tuyệt đối không hề có ý tứ lưu luyến với mình, trong lòng ông ta mới là không thoải mái. Đương nhiên, với hiểu biết của ông ta về Hạ Tưởng, ông ta cũng biết Hạ Tưởng tuyệt đối không hài lòng với mình. Ông ta cũng giúp đỡ Hạ Tưởng hết sức mình là vì kỳ vọng một ngày sau hắn sẽ giúp mình triển khai kế hoạch lớn. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Lý Đình Sơn có chút cô đơn, trong lòng giật mình. Có chuyện gì vậy, bí thư Lý? Chẳng lẽ tỉnh lại có xu hướng lớn gì sao? Lý Đình Sơn lắc đầu. Không phải trên tỉnh mà là ở thành phố, là thành phố Yến. Tôi nghe được tin Trần Phong cố ý thông qua thành ủy thành phố chương trình, triệu hồi cậu về thành phố Yến. Năng lực của Trần Phong không nhỏ. Ông ta muốn hạ quyết tâm điều cậu đi, tôi cũng không có biện pháp. Tuy nhiên cũng may, quan hệ của ông ta là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Vương Thiếu Mẫn của thành phố chương trình. Vừa lúc trưởng ban Vương có việc phải lên tỉnh họp, nghe nói phải mất thời gian một tháng. Thừa dịp này, tôi thả cậu ra ngoài làm phó chủ tịch xã. Nếu bọn họ muốn điều động cậu, sẽ phải cẩn thận suy xét. Hạ Tưởng hiểu được ý tưởng của Lý Đình Sơn. Nếu hắn chỉ là một thư ký, cấp trên muốn điều đi quả thật rất dễ dàng. Nhưng nếu hắn lên làm phó chủ tịch xã, muốn điều động sẽ phải qua thủ tục và trình tự phức tạp hơn nhiều, sẽ cần phải thận trọng hơn nhiều so với việc điều một thư ký đi. Biện pháp của Lý Đình Sơn thực ra cũng là không có biện pháp nào. Hạ Tưởng không rõ, vì sao Trần Phong lại biết tên mình, còn muốn điều mình quay về thành phố Yến. Hắn tự cảm thấy mình không có gì để Trần Phong yêu thích cả, chẳng lẽ là Cao Hải? Không phải Cao Hải, là chủ ý của bản thân Trần Phong. Lý Đình Sơn cũng đoán được nghi vấn trong lòng Hạ Tưởng. Hẳn là Trần Phong nhìn chúng thiết kế quảng trường thư giãn và dự án màn hình tinh thể lỏng của cậu. Đúng rồi, tình cờ ông ta gặp Thù Lê ở quảng trường nhà ga, trong vòng một ngày hai lần thấy hạng mục cậu thiết kế. Cả hai hạng mục đều khiến ông ta khen không dứt miệng, tự nhiên cũng khiến ông ta có ấn tượng khắc sâu về cậu. Còn nữa, có thể giám đốc Sở Tào được ông ta nhìn chúng cũng là vì nguyên nhân xuất phát từ Tào Thù Lê. Xét đến cùng, cũng là vì có cậu là nút mấu chốt, là cầu nối tất cả mọi người. Hạ Tưởng cũng không biết nên tự nhận là may mắn hay xui xẻo.
hắn thầm mong muốn an ổn vượt qua thời gian 2, 3 năm ở huyện Bá, tránh né mũi nhọn từ phía Cao Thành Tùng, đồng thời kết giao với những cán bộ sau này có thể quật khởi. Đương nhiên, gặp được một thị trưởng có năng lực và ngay thẳng như Trần Phong, trong tình huống cho phép, hắn cũng sẵn lòng giúp đỡ ông ta một phen, với điều kiện tiên quyết là phải trốn ở một nơi bí mật nào đó, không bị Cao Thành Tùng ghi hận. Nói giỡn sao, nếu bí thư tỉnh ủy ghi hận một thư ký nho nhỏ của một bí thư huyện ủy, chẳng phải bóp nát hắn trong tay chẳng khác gì một con kiến sao? Đáng tiếc chính là cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Hai lần Trần Phong nghe được tên của hắn, lại thêm một lần tình cờ gặp Tào Thù Lê, không ngờ khiến vị thị trưởng Trần đang bị áp lực từ trên tỉnh làm cho sứt đầu mẻ chán, thời điểm tuyệt vọng gặp phải cái gì cũng có thể thử. Chưa nói tới việc vận dụng quan hệ muốn kéo Tào Vĩnh Quốc tới làm phó thị trưởng thường trực, lại còn muốn kéo Hạ Tưởng tới không biết để làm gì. Trần Phong đúng là có năng lực, tuy nhiên vì dám nghĩ dám làm nên sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh xung đột với Cao Thành Tùng. Hắn ở bên cạnh Trần Phong, khẳng định sẽ bị tai bay vạ gió. Lý Đình Sơn thấy Hạ Tưởng trầm mặc không nói gì, liền nói tiếp. Thế nào, chẳng lẽ cậu muốn đến bên cạnh thị trưởng Trần? Có phải cảm thấy tôi hơi hống hách khi quyết định, không trưng cầu ý kiến của cậu không? Hạ Tưởng giật mình tỉnh lại, vội cười nhận lỗi. Suy nghĩ quá tập trung, xin bí thư Lý đừng trách. Nói thật, nếu người khác không được sự đồng ý của tôi đã muốn bố trí tiền đồ của tôi, cho dù tôi cảm kích người đó nhưng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái vì có cảm giác bị người bố trí. Nhưng ngài thì không như vậy. Từ khi đi khỏi thành phố Yến tới huyện Bá, tôi đã quyết định một lòng cùng tiến cùng lùi với bí thư Lý. Nếu đã lựa chọn tới huyện Bá, chưa làm ra được thành tích gì đã rời đi, thứ nhất là rất có lỗi đối với sự tín nhiệm và giúp đỡ của bí thư Lý đối với tôi, thứ hai là cũng rất có lỗi với quyết tâm của bản thân. Hơn nữa huyện Bá nghèo khó như vậy, thật vất vả trông mong mới được bí thư Lý tới đây, nếu tôi không trợ giúp bí thư Lý làm ra chút gì cho nhân dân huyện Bá sẽ cực kỳ thất vọng. Lý Đình Sơn cười ha hả. Hiện tại cậu mới chỉ là thư ký, về sau làm phó chủ tịch xã thì không cần phải nói năng ngọt xuất như vậy nữa. Phải chú ý tới hình tượng bản thân. Hạ Tưởng ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Ở trước mặt bí thư Lý, tôi là cấp dưới, cũng là bề dưới, có cái gì phải giả vờ giữ gìn hình tượng chứ? Như vậy mới biểu hiện ra sự thành thực của tôi cho bí thư Lý thấy, đỡ phải khiến ngài cảm thấy tôi không đủ hoạt bát. Nói đùa vài câu, tâm tình Lý Đình Sơn tốt lên. Ông ta lại nghĩ tới một việc. Tôi vận dụng quan hệ ở Bắc Kinh, âm thầm hỏi thăm một chút về Liên Nhược Hạm, vậy mà không ai biết cô ta rốt cục là ai. Lạ thật. Có những gia tộc ẩn nấp rất sâu. Tư liệu về bọn họ thuộc cấp bí mật cao nhất, không tìm hiểu được tin tức cũng là rất bình thường. Hạ Tưởng kể lại việc hắn và Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm, Mễ Huyên đi dò đường, cũng không giấu giếm sự việc nguy hiểm trong khi đó. Lý Đình Sơn nghe thấy kinh hãi đứng dậy, trịnh trọng nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, về sau không được làm những việc nguy hiểm như vậy, rất dọa người. Cậu ngẫm lại xem, bốn người các cậu đều là những nhân vật quan trọng, nếu chẳng may có gì sơ suất, có lẽ sẽ nháo ra động tĩnh lớn. Sau này đừng có làm như vậy, nhớ chưa? Trong lời nói của Lý Đình Sơn bộc lộ tình cảm thân thiết rất rõ ràng. Hạ Tưởng cảm thấy trong lòng ấm áp, sự quan tâm của Lý Đình Sơn đã vượt qua sự trân trọng của cấp trên đối với cấp dưới mà hoàn toàn là tư thái của người bề trên thân thiết. Hắn cũng không muốn ông ta lo lắng quá nhiều, liền cười ngại ngùng. Đây không phải là chủ ý của Liên Nhược Hạm sao? Tính cách cô ta rất bảo thủ. Đã quyết định là nhất định làm, ai nói cũng không nghe, tôi cũng không có biện pháp. Cũng may, Thù Lê và cô ta chơi khá thân, nếu không đừng nói là cùng đi dạo với cô ta, chỉ sợ ngồi lên xe cô ta cũng không có cơ hội. Lý Đình Sơn có ấn tượng rất tốt về Tào Thù Lê, cảm thấy cô gần như là hoàn mỹ. Cô bé Thù Lê này rất không tồi, đáng tiếc là tôi không có con trai sắp xỉ tuổi cô bé, nếu không chắc chắn phải rước cô bé về làm con dâu tôi. Cô bé này rất đáng yêu cũng rất biết cách cư xử. Tiểu Hạ, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội tốt, phải nắm lấy thật nhanh. Tôi dám nói, về sau cô ấy nhất định sẽ làm một người vợ hiền, tuyệt đối là hậu phương vững chắc của cậu. Lý Đình Sơn đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở Hạ Tưởng không được bỏ qua Tào Thù Lê. Hạ Tưởng cũng hiểu được ý tưởng của ông ta, đồng thời hắn cũng rõ ràng Tào Thù Lê có tình cảm đối với mình, cũng thấy rõ cô có thể trợ giúp mình lớn tới mức nào. Nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy Tào Vĩnh Quốc có tâm lý phòng ngừa mình, cũng mơ hồ có thể đoán được Tào Vĩnh Quốc kỳ vọng rất lớn ở Tào Thù Lê,
khẳng định rằng ông ta hy vọng cô sẽ tìm được một con cháu nhà quan chức quyền quý môn đăng hộ đối. Chờ sau khi từ giám đốc sở Tào lên thành phó thị trưởng Tào, ánh mắt của ông ta sẽ lại cao thêm một tầng. Đến lúc đó phó thị trưởng Tào đang đắc chí có còn thèm liếc thằng danh như mình một cái hay không? Có còn giữ vẻ mặt ôn hòa với mình hay không? Trong lòng Hạ Tưởng luôn thiếu tự tin. Sự ưu tư của Hạ Tưởng bị cổ hợp cắt đứt, y đỏ mặt, ngượng nghịu cười. Hạ Tưởng, bên cạnh cậu có ba mỹ nữ, trong đó có một người thành thục, náo nhiệt nhất, chính là cô gái thích mặc áo đỏ ấy. Cô ta là ai? Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú. Hóa ra cổ hợp âm thầm nhìn chúng Mễ Huyên. Cũng đúng thôi, Mễ Huyên thành thục nóng bỏng, đúng loại phụ nữ mà đàn ông hiền lành như cổ hợp thích. Hắn liền trêu cổ hợp. Cô ấy tên là Mễ Huyên, chị họ của Thù Lê. Ánh mắt anh không tồi, quả thật cô ấy trông quyến rũ hơn Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Tuy nhiên ánh mắt cô ta rất cao, anh cần phải cố gắng nhiều. Cổ hợp liên tục xua tay. Không, không có gì, đừng nói lung tung, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, chỉ vì cảm thấy cô ấy khá dễ nhìn. Không phải, rất quen mặt, bộ dạng rất giống một người quen cũ của tôi. Tuy nhiên mặc kệ Hạ Tưởng hỏi thêm kiểu gì, cổ hợp cũng không chịu nói bộ dạng Mễ Huyên giống ai, chỉ ấp úng lái sang đề tài khác. Lý Đình Sơn ở một bên cười không nói gì, trong lòng nghĩ thầm, Hạ Tưởng không kiêu ngạo không nóng nảy, chiếm được Trần Phong thưởng thức vậy mà không hề động tâm chút nào. Ông càng cảm thấy Hạ Tưởng đáng tin cậy, đáng được mình mạnh mẽ giúp đỡ. Thanh niên được như vậy bây giờ không còn nhiều nữa. Có thể được thị trưởng của thành phố Yến thưởng thức, có mấy thanh niên có thể giữ được bình tĩnh, chịu ở lại nơi thâm sơn cùng cốc như huyện bá để dần phát triển lên. Phát triển ở huyện, nhiều nhất chỉ đi lên tới cấp phòng là chấm dứt, còn đi theo bên cạnh thị trưởng, có thể nói là tiền đồ không thể nào đo lường nổi. Dù sao thành phố Yến cũng là thủ phủ của tỉnh, một khi Trần Phong lên cấp thành bí thư thành ủy, chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Người mà ông ta nhìn chúng, còn không có triển vọng tốt sao? Tuy nhiên Lý Đình Sơn cũng cười tự giễu, Hạ Tưởng cũng không biết mạng lưới quan hệ sau lưng mình rốt cục rộng lớn tới mức nào. Nếu mình thật sự muốn vận dụng quan hệ của bố vợ, đó cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Nhìn khuôn mặt trẻ trung mà tràn đầy tinh thần phấn chấn của Hạ Tưởng, Lý Đình Sơn thầm hạ quyết tâm, Hạ Tưởng, cứ làm cho tốt. Đi theo tôi sẽ không để cậu phải lo, khẳng định sẽ không kém so với đi theo Trần Phong, thậm chí còn phải tốt hơn rất nhiều. Còn nhiều thời gian, hãy xem thực tế. Chương 125, bước thứ nhất chia sẻ. Lúc này là đã gần trưa, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang, liền chạy tới đón. Phùng Húc Quang tới đây, mang theo hai người trợ lý giúp việc, một là Bình Hồ Vĩnh khoảng 27 tuổi, dáng người cao lớn, nhìn qua có vẻ hấp dẫn và bốc đồng, một người là Trịnh Tuyết Bích, khoảng 25 tuổi dáng người xinh xắn yểu điệu, không phải quá đẹp nhưng thuộc dạng người đẹp, rất hấp dẫn người khác. Phùng Húc Quang ôm chầm lấy Hạ Tưởng, cười ha hả nói. Sau này Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích sẽ ở lại huyện bá, xin thư ký Hạ chiếu cố nhiều hơn. Hy vọng lãnh đạo tuy trăm công ngàn việc nhưng cũng rút ra ít tinh lực, đề xuất một số ý kiến đáng giá đối với công tác của hai người này. Hạ Tưởng không chút khách khí đánh cho Phùng Húc Quang một cái rồi nói. Ít cái bộ dạng này đi, không cần dùng lời hay ý đẹp để ăn mòn cán bộ đảng viên ưu tú như tôi. Tuy vậy, xét lời nói thật lòng của anh, tôi quyết định, đối với việc nhà máy thực phẩm của anh thì tôi phải toàn tâm phục vụ. Nói giỡn mấy câu rồi Phùng Húc Quang cho hai người Trịnh, Hồ đi tham quan hiện trường, sau đó lúc trở về phải hoàn thiện tư liệu, thật ra ý tứ chính là muốn tách hai người bọn họ đi. Chờ hai người đánh xe đi khỏi, hắn mới kéo Hạ Tưởng đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại hỏi. Ông em, chú nói cho tôi biết có mấy phần chắc chắn. 80%. Hạ Tưởng biết Phùng Húc Quang lo lắng Cổn Long Câu bị nhà họ Lưu cướp đi. Đây là do Phùng Húc Quang nhận định Cổn Long Câu có giá trị kinh tế rất lớn, nếu bị người khác cướp đoạt mất thì thật tiếc nuối. Hạ Tưởng đối với Phùng Húc Quang thì cũng ăn ngay nói thật nên nói. Tôi đã tìm được một công ty ở thành phố chương trình làm quân xanh, thay anh khuyết trương khí thế, ngăn chặn công ty thương mại Bối Hà. Đương nhiên điều kiện tiên quyết cuối cùng vẫn là biểu quyết của hội nghị thường vụ. Nhưng có một công ty lớn đến từ thành phố Yến đến đầu tư ở huyện bá, ít nhất là có thể nâng cao hình tượng của huyện bá, sẽ làm một số ủy viên thường vụ đang lắc lư sẽ thiên hướng về phía chúng ta thêm một ít. Công ty làm quân xanh có điều kiện gì không? Phùng Húc Quang làm kinh doanh nhiều năm, hắn biết không có chuyện một công ty tự nhiên nguyện ý làm việc tốt không công,
làm quân xanh thì có thể nhưng phải có thù lao thích hợp thì mới được. Hắn hơi lo lắng Hạ Tưởng không biết giá thị trường, bị người khác đẩy giá lên trời. Hạ Tưởng cười cười, giơ ra một ngón tay. 100.000, nhiều lắm là chỉ khoảng 10.000 thôi. Phùng Húc quang mặt mày bí xị nói. Chú em bị người ta lừa rồi. Hạ Tưởng không kìm nổi cười thành tiếng, ngón tay không gập lại mà lại lắc lắc rồi nói. Không mất một tệ nào, nhưng có một điều kiện tiên quyết lại có liên quan đến anh. Phùng Húc quang vui vẻ. Không nói sớm, làm tôi sợ phải nhảy dựng lên. Hiện tại tài chính rất khó khăn, phải tiết kiệm chi tiêu ở mọi nơi. Về sau đừng có dọa tôi như vậy. Điều kiện gì, không phải đem giao bán tôi chứ. Tôi chỉ sợ không đáng giá bao tiền. Hạ Tưởng nói điều kiện mà Mễ Huyên đề xuất cho Phùng Húc Quang nghe, xong đó rồi cường điệu nói. Mễ Huyên là một đại mỹ nữ, đã được nghe kể về sự thích sự nghiệp lỗi lạc của anh, cô ta mong ước được đi tới thành phố Yến để gặp mặt anh. Anh phải nên cảm ơn em cho tốt, vừa thay anh làm việc, lại vừa giới thiệu cho anh quen biết với một mỹ nữ, khả năng tương lai thật là vô hạn. Không đúng, tôi nghe như thế nào mà giống như có âm mưu ở trong này. Ông em, chú đừng đặt cạm bẫy nào ở trong này với tôi đấy. Anh đã khoe chú em trước mặt bà vợ anh rằng chú giống như một đóa hoa. Chị dâu chú tuy rằng chưa gặp qua chú nhưng có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với chú em, đã xem chú như một người tràn đầy chính khí, lỗi lạc. Cô ấy nói rằng nếu tôi có công việc làm ăn buôn bán với chú thì cô ấy cực kỳ yên tâm. Mà lời cô ấy vừa nói xong, chú em lại làm như vậy với tôi, có phải là có trái ngược quá không? Phùng Húc Quang vẻ mặt nghiêm túc, lời nói tràn đầy chính khí, sau đó đột nhiên bỗng thay đổi, vẻ mặt trở nên cợt nhả, hai tay xoa xoa vào với nhau nói. Cái cô Mễ Huyên kia bây giờ ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ta một chút, nghe chú nói thì cô ấy cũng có ý định kinh doanh. Mọi người có thể bàn luận tham khảo với nhau, cộng đồng cùng tiến bộ mà. Hạ Tưởng cười mắng. Đừng có giả vờ đứng đắn. Tuy nhiên tôi nói trước, tôi chỉ làm trung gian cho hai người, về phần ông anh và Mễ Huyên trao đổi nội dung hợp tác công chuyện gì thì tôi sẽ không quan tâm, tôi không hỏi đến mà cũng không muốn biết. Phùng Húc Quang cười rất thần bí. Đúng là tên láo cá, đừng có suy nghĩ bậy bạ được không? Tốt nhất là nói về thế cục huyện bá đi, tôi cũng chưa hiểu lắm. Lại cùng với Phùng Húc Quang thương thảo một chút về thế cục của huyện bá, sau đó Hạ Tưởng đưa hắn tới giới thiệu cho Mễ Huyên. Mễ Huyên hào phóng bắt tay với Phùng Húc Quang, bộ dáng ít nhiều có vẻ tí chút sụt rè làm Hạ Tưởng thấy hơi lạ lẫm, có vẻ ngược với thói quen bình thường của cô ta. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Tào Thù Lê cùng đi với Liên Nhược Hạm tới thành phố Chương Trình, nói là Liên Nhược Hạm muốn đi mua một cái gì đấy. Tào Thù Lê nhờ Mễ Huyên chuyển lời của cô tới Hạ Tưởng rằng tối nay cô cũng chưa chắc quay về, cũng không phải lo lắng cho cô, thành phố Chương Trình thì cô rất quen thuộc, bảo Hạ Tưởng cứ an tâm công tác. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm càng lúc càng gần nhau hơn, Hạ Tưởng cũng tán thành với điều này, hắn muốn các cô tiếp xúc nhau nhiều để hiểu thêm về nhau nhiều hơn. Liên Nhược Hạm là con bài rất lớn, chỉ cần cô ta ở đây một ngày là có thể tạo được sự cân bằng trong thế cục của huyện bá. Có thể khiến Trịnh Khiêm kiên định đứng về phía Lý Đinh Sơn, cũng có thể bó tay bó chân Vương Quan Thanh, không ai có thể đoán ra được hắn có quan hệ gì với Liên Nhược Hạm hay không. Có thể có một lúc nào đó lại phải mượn dùng một chút, nếu không thì lãng phí hết thời cơ. Mễ Huyên không cố kỵ là có Phùng Húc Quang ở đây, nói thẳng lời nhắn của Tào Thù Lê. Phùng Húc Quang nghe xong vỗ vỗ vào vai Hạ Tưởng nói. Ông em, Tào Thù Lê là cô gái tốt, phải cố gắng quý trọng, nhớ chưa? Chú em thật có phúc, tuy nhiên cũng khó khăn với chú em đấy. Hạ Tưởng biết trong lời nói Phùng Húc Quang ám chỉ cái gì, đây là đang ngầm nói đến Tiếu Giai. Hắn cười cười không trả lời, yêu cầu Phùng Húc Quang và Mễ Huyên phối hợp chặt chẽ với nhau, ngày mai sẽ chính thức đề xuất với huyện. Trở lại văn phòng, lúc này Lý Đinh Sơn đang gọi điện thoại, Hạ Tưởng ngồi xuống chỗ của mình thì thấy Triệu Kiến Tô tiến vào hỏi hắn. Thư ký Hạ, tôi tìm bí thư Lý để báo cáo công tác. Triệu Kiến Tô tuổi không lớn, vì tuổi ngẩng đầu bộ dáng, đầu sơ được một tia bất loạn, bình thường thời điểm đều là vẻ mặt nghiêm túc, không cười không nói. Ông ta là phó chủ tịch huyện, cũng thuộc các ủy viên thường vụ nhưng chỉ có điều xếp hạng gần cuối, khi họp cũng rất ít phát biểu. Hạ Tưởng đến huyện bá lâu như vậy nhưng chưa hề thấy ông ta có phát biểu mang tính thiên hướng gì nên vẫn cảm thấy ông ta là đại biểu của phe trung gian. Hạ Tưởng mời ông ta ngồi đợi chút. Sau đó hắn vào nhỏ giọng thông báo với Lý Đinh Sơn một tiếng,
Lý Đình Sơn gật gật đầu, ra hiệu để Triệu Kiến Tô vào. Lý Đình Sơn và Triệu Kiến Tô nói chuyện với nhau cái gì thì Hạ Tưởng không nghe rõ, ước chừng nửa giờ sau Triệu Kiến Tô vội vàng rời đi, cũng không chào hỏi gì với hắn, vẻ mặt giống như lúc mới đến, rất nghiêm túc, cũng không nhìn ra có gì biến hóa. Tuy rằng Lý Đình Sơn không nói, nhưng Hạ Tưởng cũng có thể đoán được hiện tại đã truyền ra phong thanh, một số người muốn làm ra chiến tích cũng đã cảm thấy bất an, rốt cục cũng không thể ngồi yên. Có thể nói sự kiện Cổn Long Câu là một cơ hội, có thể làm thay đổi cục diện đáng buồn của huyện bá, làm nổi lên gợn sóng, quấy đảo toàn bộ cục diện chính trị của huyện bá. Vào lúc tan tầm giờ làm việc giữa trưa, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Mễ Huyên nói là cô đã cùng với Phùng Húc Quang đạt thành bước đầu hiệp nghị, đề xuất phải gặp được Lý Đinh Sơn một lần, nếu có thể thì sau đó tiếp tục ngồi với Thạch Bảo Lũy. Hạ Tưởng hiểu được ý tứ của Mễ Huyên, là con gái của Vương Toàn Hữu, cô ta cực kỳ hiểu rõ thế cục của huyện bá. Hạ Tưởng đem đề nghị của Mễ Huyên nói ra, Lý Đinh Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bảo Hạ Tưởng đi xuống dưới tầng thông báo cho Thạch Bảo Lũy. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng đi vào văn phòng của Thạch Bảo Lũy. Hắn gõ nhẹ cửa phòng làm việc, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói với Tạ Trọng Chí đang ngồi đối diện ở phòng phía ngoài. Thư ký Tạ, Chủ tịch huyện Thạch có rảnh rỗi không? Bí thư Lý tìm ông ta có việc. Tạ Trọng Chí đẩy đẩy cặp kính dày trên mũi của mình, ánh mắt có chút phức tạp đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng mơ hồ có chút ghen tị. Cũng là thư ký, Hạ Tưởng hiện tại là cấp phó phòng, mà hắn đã đảm nhiệm làm thư ký cho Thạch Bảo Lũy đã hơn 2 năm mà còn chưa có cấp bậc gì, hơn nữa Thạch Bảo Lũy cũng không lộ ra ý tứ muốn đề bạt hắn. Vì sao Lý Đinh Sơn coi trọng Hạ Tưởng như vậy? Hạ Tưởng cũng không có điểm nào đáng nổi bật, hắn dựa vào cái gì mà có thể thuận lợi thăng chức như vậy chứ? Ánh mắt hắn nhìn chăm chú Hạ Tưởng mất mấy giây, sau đó mới có vẻ miễn cưỡng tươi cười nói. Thư ký Hạ, xin hỏi tìm Chủ tịch huyện Thạch có chuyện gì không? Trong lòng Hạ Tưởng có chút không vui, hắn vừa mới nói rằng bí thư Lý muốn tìm Chủ tịch huyện Thạch, bí thư muốn tìm Chủ tịch thì thư ký không cần đích thân đi mời mọc mà có thể chỉ cần gọi một cú điện thoại. Hắn tự mình đi mời Thạch Bảo Lũy như thế này là đã tỏ ý tôn trọng, rồi thế mà trong ý tứ của Tạ Trọng Chí chẳng những không tôn trọng mà còn có ý từ chối, hắn nói. Thư ký Tạ, bí thư Lý có chuyện muốn mời Chủ tịch huyện Thạch tới. Ông ta đang ở trên phòng chờ, lý do gì thì không thấy bí thư Lý nói. Anh vào thông báo được không? Thanh âm Hạ Tưởng hơi lớn, Tạ Trọng Chí bị nghẹn lại, vẻ mặt đỏ bừng. Ý tứ của Hạ Tưởng rất rõ ràng, mày muốn biết bí thư Lý tìm Chủ tịch huyện Thạch có chuyện gì thì mày còn chưa đủ tư cách. Thạch Bảo Lũy nghe thấy có tiếng nói ồn á ở bên ngoài, đẩy cửa đi ra đang muốn hỏi lý do, gặp Hạ Tưởng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười. Thư ký Hạ, có phải bí thư Lý tìm tôi có việc gì phải không? Nếu như vậy thì cần gì phải phiền toái để cậu đi xuống dưới này, lần sau chỉ cần gọi cuộc điện thoại là được. Tiểu Tạ, về sau thư ký Hạ đến, không cần thông báo, có thể vào thẳng trong phòng. Tạ Trọng Chí xấu hổ gật gật đầu, cúi đầu nói. Tôi đã biết, thưa Chủ tịch huyện Thạch. Lúc Thạch Bảo Lũy nghe nói là cùng nhau đi ăn cơm với hai nhà đầu tư đến từ thành phố Trương Trình và thành phố Yến, là ông ta và bí thư Lý cùng nhau ra mặt tiếp khách, rõ ràng hắn hơi ngẩn ra. Không thể tin nổi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Đinh Sơn một cái, trong mắt hiện lên vẻ sôi nổi và kích động. Hắn như thế nào mà không rõ ý tứ của Lý Đinh Sơn, rõ ràng là muốn chia sẻ một bộ phận chiến tích với hắn. Đối với một người đang khát vọng tiến thêm lên một bước như Thạch Bảo Lũy thì chiến tích là khát vọng quý giá duy nhất mà hắn muốn có. Hắn không có thủ đoạn để lật trời, cũng không biết các nhà đầu tư ở phố Yến, thậm chí ngay tại thành phố Trương Trình cũng không có căn cơ quá sâu. Toàn bộ bước đi của hắn đến lúc này đều là kết quả của nhiều năm phấn đấu cố gắng, quá mệt mỏi cũng như quá khó khăn của hắn. Hơn nữa, tại huyện Bá Thâm Sơn cùng cốc này, không có đường thông đến các nơi khác, lại không có nông nghiệp, chiến tích có vẻ còn xa xôi hơn so với các vì sao trên bầu trời. Bây giờ Lý Đinh Sơn lại đồng ý chia sẻ với hắn. Ban đầu thì đúng là hắn tràn đầy oán giận với việc Lý Đinh Sơn hàng không tới đây cướp mất vị trí. Bây giờ thì toàn bộ các oán giận này đã tạm thời được vứt bỏ hết, hắn có chút nhổm lên, nói năng hơi lộn xộn. Thật tốt quá, chuyện tốt, chuyện rất tốt, huyện bá có bí thư Lý xem ra sẽ thay đổi được cục diện lạc hậu. Chương 126, bước thứ 2 đoạt quyền. Lý Đinh Sơn cười khoát tay. Chủ tịch huyện Thạch nói đùa, tôi làm sao có khả năng như vậy. Đây chính là việc mà mọi người cần cùng chung sức hợp tác,
đồng lòng với nhau, vì sự phát triển kinh tế huyện Bá mà có một chút cống hiến. Đứng ở cửa văn phòng, Tạ Trọng Chí nhìn thấy Bí Thư Lý, Chủ tịch huyện Thạch cùng với Hạ Tưởng xuống lầu, trong mắt sự ghen tị càng nồng đậm. Lý Đình Sơn đi nơi nào gần như cũng đều mang theo Hạ Tưởng, mà Thạch Bảo Lũy thì đừng nói đến việc rất hiếm khi dẫn hắn cùng đi dự tiệc, mà rất nhiều thời điểm ngay cả việc nói chuyện điện thoại cũng đều có ý tránh đi, coi như hắn không phải là thư ký của ông ta vậy, lại càng không có cảm giác được Chủ tịch huyện Thạch tín nhiệm và thưởng thức. Trong lòng Tạ Trọng Chí nổi lên sự bất bình và tức giận. Hắn đã quên đi một sự thật, đó là hắn do Hoàng Bằng Phi giới thiệu làm thư ký cho Thạch Bảo Lũy, như thế nào mà Thạch Bảo Lũy lại có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn được. Chờ mấy người biến mất trong tầm mắt, Tạ Trọng Chí suy nghĩ một chút, sau đó lén lút gọi điện thoại tới cho Hoàng Bằng Phi. Trưởng Ban Hoàng, tôi là Tạ Trọng Chí, vừa rồi Chủ tịch huyện Thạch và Bí Thư Lý cùng nhau đi ra ngoài, xem ra là cùng đi ăn cơm. Hoàng Bằng Phi đi vào văn phòng Lưu Thế Hiên, đúng thời điểm này Lưu Thế Hiên đang thấy bực bội. Hắn tức giận là bởi vì Thạch Bảo Lũy luôn mãi lần khất, vẫn mãi không tỏ ra thái độ đối với đề xuất của công ty thương mại Bối Hà muốn nhận thầu núi hoang. Lưu Thế Hiên vì tránh phải trực tiếp tìm đến Lý Đinh Sơn nên phải tìm đến Trịnh Khiêm, đề nghị hắn đề xuất việc họp hội nghị thường vụ để thảo luận. Trịnh Khiêm là phó bí thư, có quyền bàn với bí thư để đề xuất việc họp hội nghị thường vụ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới là Trịnh Khiêm cũng ra sức khước từ, không chịu đáp ứng, khiến hắn rất là căm tức, trong lòng thầm mắng Trịnh Khiêm như cỏ dại mọc đầu tường, bởi một liên nhược hạm có lai lịch không rõ mà đã sợ hãi thành cái bộ dáng này. Đương nhiên Lưu Thế Hiên không biết trong việc xử lý với liên nhược hạm thì Hạ Tưởng đã có tác dụng trọng yếu. Sau đó Vương Quan Thanh cũng chỉ báo cáo cho hắn một chút tình tiết đơn giản, cũng không nhiều lời bởi với Vương Quan Thanh còn chưa chắc cáng đáng được bản thân y nữa là. Bí thư Thẩm mở miệng nói phải gửi lên một văn bản báo cáo tỉ mỉ lại quá trình, mặc kệ là bí thư Thẩm có phải thuận miệng nói hay không thì y cũng không thể phớt lờ, phải tận tâm hoàn thành. Nếu tài liệu này mà viết không tốt thì sinh mạng chính trị của y chắc kết thúc tại đây, đồng thời có vết xe đổ là đã đắc tội với Trịnh Khiêm, y không dám để Lưu Thế Hiên liên lụy thêm vào, liền một mình vắt hết óc, suy nghĩ để viết tài liệu. Hoàng Bằng Phi nói ra sự việc Thạch Bảo Lũy và Lý Đinh Sơn cùng nhau đi ăn cơm, Lưu Thế Hiên mặt nhăn mày nhíu, không cho là đúng nói. Hiện tại Lý Đinh Sơn ở hội nghị thường vụ không có mấy đồng minh. Thạch Bảo Lũy luôn luôn khiêm tốn. Cùng với ông ta ăn một bữa cơm thì cũng không phải chuyện gì to tát lắm để mà lo nghĩ. Nghe nói hậu trường của Thạch Bảo Lũy ở thành phố chuẩn bị phải điều đi, chẳng lẽ hắn còn muốn dựa vào Lý Đinh Sơn? Trừ phi về sau hắn là một chủ tịch huyện con rối, chịu sự kiềm chế của Lý Đinh Sơn, nếu không thì nhân vật số 1 và số 2 không có khả năng chung sống hài hòa với nhau. Tuy lời nói như vậy, nhưng Hoàng Bằng Phi như thế nào mà nghe thấy giống như Lưu Thế Hiên đang tự an ủi mình. Lần trước y vẫn không biết sốt cuộc Dương Phàm ám chỉ có ý tứ gì, nhưng cũng xấu hổ không dám hỏi Lưu Thế Hiên. Hôm nay, đến báo cáo với Lưu Thế Hiên, y không nghĩ tới việc Lưu Thế Hiên cũng không nghe thấy điều gì. Hoàng Bằng Phi cho rằng từ lúc Lý Đinh Sơn nhậm chức cho tới bây giờ thì Lưu Thế Hiên không còn có vẻ trầm ổn như trước kia nữa. Hơn nữa Hoàng Bằng Phi gần đây nhất cũng phát hiện số lần Phó trưởng Ban An Đào đến báo cáo công tác với Lý Đinh Sơn càng tăng lên. Y cực kỳ bất mãn. Đã ám chỉ An Đào mấy lần để cho hắn kiềm chế lại một ít, không cần vượt mặt lãnh đạo trực tiếp như hắn để báo cáo vượt cấp lên bí thư. Trên miệng thì An Đào đáp ứng, sau lưng thì vẫn tiếp tục lui tới như cũ, trong cơn giận dữ, y muốn gây khó khăn cho An Đào. Từ trước đến nay An Đào luôn yếu đuối nhưng lần này bỗng dưng gân cổ lên nói là bí thư Lý có công tác giao trực tiếp cho y, nói là nếu Hoàng Bằng Phi không tin thì có thể đi hỏi bí thư Lý. Hoàng Bằng Phi lo lắng. Xóa bỏ suy nghĩ đi tìm Lý Đinh Sơn để tranh luận. Bí thư bỏ qua trưởng ban như hắn để trực tiếp giao nhiệm vụ thực hiện cho phó trưởng ban, tuy rằng sẽ có sự hiềm nghi của trưởng ban, nhưng phải nhớ rằng bí thư giao công việc thì không cần phải tới báo cáo với trưởng ban tổ chức cán bộ. Chính vì vậy mà Hoàng Bằng Phi tuy tức tối nhưng vẫn phải chịu đựng. Lúc này y mới biết Lý Đinh Sơn là khó đối phó, không giống như những người khác. Sau khi giao tranh một lần bị thua thiệt sẽ không tiếp tục giao tranh nữa mà giữ thái độ chán ngán chờ cho đến lúc về hưu. Lý Đinh Sơn thì lúc này tuổi xem như còn trẻ, ông ta muốn thoải mái thi triển tay chân thì nhất thiết sẽ động tới những người này. Tâm tư Hoàng Bằng Phi bắt đầu lung lay, hắn nhạy bén thấy rằng mặc dù trụ sở huyện ủy không có gợn sóng sợ hãi giống như trước đây nữa, nhưng lại có làn gió lặng lẽ đầy sát phạt nổi lên.
rất nhiều người trong tối ngoài sáng đều ngầm thể hiện thiện ý hoặc bày tỏ sự dựa vào Lý Đình Sơn. Tình thế này vượt xa với lời thề son sắt lúc trước Lưu Thế Hiên công bố là thiên hạ Huyện Bá sẽ không thay đổi, nhanh tới thì nhanh lui, mà có lẽ sẽ có sự khác biệt. Vốn hắn nghĩ khi Lưu Thế Hiên nghe được tin tức này thì ít nhất cũng phải hô ra một câu khẩu hiệu giống tách nào đó cũng được. Nhưng để hắn thất vọng chính là việc hiện tại Lưu Thế Hiên chỉ một lòng lo vận tác sự tình Cổn Long Câu, đối với Huyện Bá đang hình thành mạch nước ngầm có vẻ không thấy. Đây là trí tuệ chính trị của y yếu hơn so với Lý Đình Sơn hay là y đã già rồi. Lần đầu tiên Hoàng Bằng Phi sinh ra hoài nghi đối với năng lực của Lưu Thế Hiên, một Cổn Long Câu mà có sức nặng đến mức mà cả Lý Đình Sơn và Thạch Bảo Lũy phải cùng nhau ăn cơm, hắn cho rằng cái thái độ này có vẻ không đúng. Hoàng Bằng Phi nhớ rất rõ rằng từ lúc Lý Đình Sơn nhậm chức tới nay, gần như rất ít thân cận với mười mấy ủy viên thường vụ này. Việc đi ra ngoài ăn cơm công khai với nhau thì hắn cũng không rõ ràng lắm, ít nhất là hắn cũng chưa gặp qua lúc nào. Hôm nay Lý Đình Sơn làm như vậy khẳng định là muốn biểu đạt tín hiệu mãnh liệt nào đó, như thế nào mà Lưu Thế Hiên vẫn còn thờ ơ. Hoàng Bằng Phi còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng Lưu Thế Hiên lại khoát tay nói. Bằng Phi, sự tình công ty thương mại Bối Hà nhận thầu Cổn Long Câu thì tôi sẽ nhanh chóng đệ trình để thảo luận ở hội nghị thường vụ, đến lúc đó một phiếu của anh không thể thiếu đâu. Tôi là một phiếu, có thể có một phiếu của Phó Bí Thư Trịnh, một phiếu của Quách Lượng. Đỗ Song Lâm thì không cần để ý đến anh ta, có lẽ anh ta bảo thủ không đồng ý. Phiếu của Thạch Bảo Lũy và Triệu Kiến Tô do tôi phụ trách công tác vận động. Ngô Anh Kiệt chính là kẻ hai mặt, tôi nắm chắc sẽ làm cho hắn gật đầu tán thành bỏ phiếu. Còn lại Vương Toàn Hữu và Dương Phàm là do anh làm công tác vận động, thế nào? Trong lòng Hoàng Bằng Phi đúng là muốn mắng to. Mày nghĩ là có khả năng nắm giữ toàn bộ thường vụ của hội nghị trong tay sao? Nhưng ngoài miệng lại nói. Cũng được, tôi sẽ cố hết sức để làm công tác, nhưng cũng không dám cam đoan là bọn họ sẽ chắc chắn ủng hộ. Vương Toàn Hữu là kẻ dối trá, Dương Phàm thì chưa bao giờ nói lời chắc chắn, hai người bọn họ rất khó đối phó. Lưu Thế Hiên gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, rồi lại lâm vào trong trầm tư. Hoàng Bằng Phi âm thầm lắc đầu. Cảm thấy y có vẻ hơi tẩu hỏa nhập ma, trong lòng cũng có phần lo lắng. Lý Đình Sơn, Thạch Bảo Lũy cùng với Hạ Tưởng, cả ba người tới vị trí mà Phùng Húc Quang đã sắp xếp. Sau khi bắt tay chào hỏi rồi tất cả đều ngồi xuống, Hạ Tưởng ngồi ở ghế hạng bét để tiếp khách. Hắn giới thiệu cho hai người Lý, Thạch biết Phùng Húc Quang và Mễ Huyên. Ngay trước mặt Thạch Bảo Lũy, Lý Đình Sơn không hề có chút che giấu tỏ thái độ thưởng thức Hạ Tưởng. Tổng Giám đốc Phùng là nhà đầu tư ở thành phố Yến, Tổng Giám đốc Mễ là nhà đầu tư của thành phố Chương Trình, cả hai vị khách quan trọng này đều là bạn của Hạ Tưởng. Chủ tịch Huyện Thạch, anh nói xem, vị thư ký này của tôi đúng là xuất không ít tinh lực vì sự phát triển kinh tế của Huyện Bá. Thạch Bảo Lũy làm sao lại không nghe ra ngụ ý của Lý Đình Sơn, y liên tục khích lệ Hạ Tưởng là người tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mà cũng phải nói, khi hắn nghe được trong điện thoại của trưởng ban tổ chức cán bộ, Thường vụ Thành ủy Vương Thiếu Mẫn đã điểm danh đúng Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng không phải là người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thì cả Huyện Bá này ai dám tự xưng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đây? Thạch Bảo Lũy nghe thấy Lý Đình Sơn điểm tới việc Hạ Tưởng dồn trí óc đối với việc phát triển kinh tế, y liền minh bạch ra một chút. Đúng, đúng, người trẻ tuổi mà đầy tâm huyết và trí óc như thế này, lại có bạn bè là các nhà đầu tư, bí thư Lý, tôi cảm thấy phải giao thêm trọng trách cho thư ký Hạ. Phải để cho anh chàng này chia sẻ một ít gánh nặng trên vai thay chúng ta. Mễ Huyên đối mặt với nhân vật số 1 và số 2 của Huyện Bá mà không có chút mất tự nhiên, cô bưng một chén rượu lên nói. Tôi xin kính bí thư Lý, chủ tịch huyện Thạch một ly ạ. Lý Đình Sơn bưng chén rượu lên, một ngụm uống hết. Thạch Bảo Lũy trong lòng nhủ thầm, đối với một nhà đầu tư thì cũng không nâng cao như vậy chứ, bí thư Lý có vẻ như đang hạ thấp tư thái của mình xuống. Tuy vậy, nếu Lý Đình Sơn đã cạn chén mà hắn để lại thì không tốt, cũng một hơi uống cạn. Mễ Huyên thấy bí thư và chủ tịch huyện đều rất nể tình, nụ cười lại càng duyên dáng, nói với Hạ Tưởng. Thư ký Hạ, lần trước gặp mặt, ba tôi còn khen cậu hai câu, rằng cậu rất tinh mắt và có thủ đoạn, không ngờ dụ dỗ được cô bé Lê vào trong tay. Hạ Tưởng vẻ mặt thành khẩn nói. Chú Vương quá khen rồi, tôi và Thù Lê là chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè thôi. Chủ yếu là giám đốc Sở Tào muốn Thù Lê đi theo tôi để học thêm chút tri thức trong lĩnh vực thiết kế, chính vì thế mới để tôi và Thù Lê tiếp xúc với nhau. Nếu chú Vương nói Thù Lê như vậy,
thì đây cũng có vẻ không giống phong phạm của bậc làm cậu lắm. Lý Ninh Sơn đã biết nội tình nên chỉ cười, không nói gì. Thạch Bảo Lũy và Phùng Húc Quang nghe thấy thì ngơ ngác nhìn nhau, không rõ Mễ Huyên nói cái gì ba của cô, Hạ Tưởng nói cái gì là chú Vương. Mễ Huyên không phải là họ Mễ sao, ba của cô ta sao lại là họ Vương. Hạ Tưởng biết Mễ Huyên cố ý khơi mào lời nói này nên cố ý không giải thích, để cho Mễ Huyên phải giải đáp mọi người. Mễ Huyên âm thầm trừng mắt liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi chủ động giải thích. Xấu hổ quá, Bí Thư Lý, Chủ tịch huyện Thạch. Tôi là lấy theo họ mẹ cho nên mọi người khi nghe điều này có vẻ hơi khó hiểu. Em họ tôi Tào Thù Lê là thiên kim tiểu thư của giám đốc sở, cũng không biết chúng phải tà khí gì mà lại chạy tới huyện bá chơi. Thật ra tôi biết cô ta đến là vì Hạ Tưởng. Vừa lúc hai người bọn họ đang tản bộ thì gặp ba tôi cũng rất kinh ngạc bởi dượng của tôi luôn nâng hứng như viên ngọc quý trên tay đối với cô con gái bảo bối này, không dễ dàng để cho các chàng trai tiếp cận, lại không ngờ đồng ý để cô ấy đến huyện bá. Vì thế ba tôi mới giật mình mà bội phục Hạ Tưởng. Thạch Bảo Lũy cuối cùng cũng minh bạch thêm được một ít, Hạ Tưởng có một bạn gái là thiên kim tiểu thư của giám đốc sở. Còn về phần sở gì thì người ta chưa nói, nhưng nếu là ở thành phố Yến thì ít nhất cũng là một sở nào đó của thành phố, thấp nhất cũng là cán bộ cấp quận. Hắn không khỏi liên kết với việc Hạ Tưởng được Vương Tiếu Mẫn thưởng thức, đã sớm được nghe trưởng ban Vương muốn điều tới thành phố Yến, xem ra là Hạ Tưởng đã được cha vợ và trưởng ban Vương nhận thức. Kế tiếp Mễ Huyên nói thêm một câu, khiến suýt chút nữa nồi đũa trong tay hắn rớt xuống bàn. Mễ Huyên làm bộ như mới vừa chợt nhớ ra, khẽ cười một tiếng rồi nói. Thiếu chút nữa là quên, Bí Thư Lý và Chủ tịch huyện Thạch chắc biết ba tôi tên là Vương Toàn Hữu. Thạch Bảo Lũy nhìn Lý Ninh Sơn, thấy vẻ mặt ông ta bình tĩnh không có phản ứng gì, trong lòng hiểu ra, người ta đây là Lã Vọng Buông Cần, đã sớm đạt thành hiệp định với Vương Toàn Hữu. Mà đã được Vương Toàn Hữu ủng hộ thì có nghĩa là Dương Phàm ủng hộ, thêm vào nữa là một Đỗ Song Lâm, vô tình trong các ủy viên thường vụ thì Lý Ninh Sơn đã có được 4 phiếu, đây là một bộ phận các thường vụ đã lộ diện để y nhìn thấy, còn các thường vụ khác có tâm tư gì thì làm sao y biết. Ai dám khẳng định khi cần tỏ thái độ ở hội nghị thường vụ đột nhiên ở đâu ra lại có người nhảy ra phất cờ hò reo cho Lý Ninh Sơn. Quầng sáng của bí thư rất chói mắt, huống chi Lý Ninh Sơn có thái độ trầm ổn. Làm việc cẩn thận, nếu vậy thì đả bại Lưu Thế Hiên chỉ có điều là vấn đề thời gian. Thạch Bảo Lũy cũng rõ ràng rằng, mặc kệ là Lý Ninh Sơn cố ý hay là vô tình, là thật lòng hay đùa giỡn, thì trong tay ông ta đúng là có thực lực, thậm chí còn có thêm hậu trường của thư ký Hạ Tưởng. Nếu mình hợp tác thì cả hai bên cùng thắng, nếu không hợp tác thì Lý Ninh Sơn cũng không bại, cũng sẽ tìm bên trong ủy ban một phó chủ tịch huyện khác, hoàn toàn có thể làm cho mình mất quyền lực. Hóa ra Tổng Giám Đốc Mễ là thiên kim tiểu thư của Bí Thư Vương, nếu vậy thì đều là người một nhà cả. Đã là người một nhà thì cũng không cần khách sáo, hoan nghênh Tổng Giám Đốc Mễ tới huyện bá đầu tư, cống hiến vì sự phát triển của huyện bá. Tôi xin kính Tổng Giám Đốc Mễ một chén vậy. Thạch Bảo Lũy chủ động bưng chén lên chúc Mễ Huyên. Mễ Huyên cũng không dám từ chối, dù sao ông ta cũng là người đứng đầu của huyện, cô liền có vẻ rất sảng khoái cùng chén với Thạch Bảo Lũy. Thạch Bảo Lũy lại kính Phùng Húc Quang một chén, hắn thấy Phùng Húc Quang nói không nhiều lắm, vốn cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao thì người này cũng là một người làm kinh doanh. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng có một nghi vấn, Mễ Huyên cũng tới để nhận thầu Cổn Long Câu, vậy cuối cùng là dành cho cô ta hay dành cho Phùng Húc Quang? Hồi tưởng lại cảnh Mễ Huyên và Phùng Húc Quang vui vẻ chuyện trò với nhau, y chắc chắn là giữa hai người đã sớm đạt thành hiệp nghị, mà quản nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần Lý Ninh Sơn quyết định. Hắn giơ tay đồng ý là được, cái quan trọng có lợi là được. Thạch Bảo Lũy lại uống thêm một chén rượu, trong lòng hạ quyết tâm. Buổi chiều Phùng Húc Quang và Mễ Huyên chia nhau đến Ủy ban Nhân dân huyện để đề xuất được nhận thầu vùng núi Hoang Cổn Long Câu để khai thác. Nhận được đề nghị, sau đó lập tức Thạch Bảo Lũy triệu tập Lưu Thế Hiên, Triệu Kiến Tô và một vài phó chủ tịch huyện khác nữa, mở một hội nghị nghiên cứu việc đề xuất xin nhận thầu của ba công ty này. Lưu Thế Hiên nghe thấy có thêm hai công ty đến đề nghị được nhận thầu Cổn Long Câu, sắc mặt đại biến, nhẫn nhịn không phát tác ra ngoài, lấy tư liệu của hai công ty này nhìn rồi nói. Ý kiến của Bí Thư Lý là như thế nào? Cho tới lúc này mà hắn vẫn không nhìn ra Lý Ninh Sơn và Thạch Bảo Lũy đang liên kết lại để đè hắn thì hắn chính xác là một thằng ngốc. Tại thời điểm hỏi câu này, ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào Thạch Bảo Lũy, dường như đang muốn phát hiện điều gì đó.
Thạch Bảo Lũy không chút hoang mang, không sợ hãi tiếp nhận ánh mắt của hắn rồi nói. Bí thư Lý không tỏ thái độ, chỉ nói rằng là bên ủy ban chúng ta phải nghiên cứu một chút, đề ra một phương án báo cáo lại ông ta. Ý của Phó Chủ tịch huyện Lưu là, Lưu Thế Hiên hận không thể thiết ra được, không nghĩ tới là một Thạch Bảo Lũy luôn bị hắn khinh thường lại đâm cho hắn một đao như vậy, không trách trước đây hắn lôi kéo mà vẫn không được, hóa ra là âm thầm để chuẩn bị cho các bước sau này. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn cho người khác nhìn thấy mình thất thố. Ý của tôi là phải cố gắng chiếu cố tới xí nghiệp của địa phương. Dù sao xí nghiệp của địa phương vẫn cắm rễ trong huyện Bá, cũng đã tạo nhiều phúc lợi với nhân dân huyện Bá. Mà các công ty từ bên ngoài tới, thành phố Chương Trình hay thành phố Yến cũng vậy, với tình huống của huyện Bá cũng không có đầy đủ sự hiểu biết, có lẽ chỉ tò mò tới đầu tư một chút rồi lại đi. Đến lúc đó để lại một cục diện rối rắm thì công tác thu hút đầu tư lại trở thành vấn đề chê cười. Thạch Bảo Lũy không nóng nảy bày tỏ thái độ, khuynh hướng của Lưu Thế Hiên thì hắn đã sớm dự kiến trước. Thạch Bảo Lũy nhìn mấy người phó chủ tịch huyện một chút rồi hỏi. Tất cả mọi người đều thoải mái nói, có gì băn khoăn cứ nói ra. Huyện Bá nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có công ty tới đầu tư, đây là một việc lớn, phải hết sức thận trọng để xử lý. Mấy người phó chủ tịch huyện này cứ mãi nhìn nhau, tôi nhìn anh lại nhìn tôi, tất cả đều tỏ vẻ đang suy nghĩ, nói rằng sự tình này tới rất đột nhiên, còn chưa kịp nghiên cứu tỉ mỉ các tài liệu, tuy nhiên trên nguyên tắc thì bọn họ cho rằng trước hết phải ưu tiên các công ty của địa phương. Lưu Thế Hiên thấy vậy, trong lòng có một tia đắc ý, nghĩ thầm rằng tuy ở trong ủy ban này hắn chỉ là một phó thường vụ, tuy nhiên đây chỉ là thiếu chút danh nghĩa thôi, mấy tên phó chủ tịch huyện này muốn làm việc cũng phải nhìn ánh mắt của hắn. Thạch Bảo Lũy lại nhìn Triệu Kiến Tô đang cúi đầu xem tài liệu, ông ta ôn hòa hỏi han. Phó Chủ tịch huyện Triệu thấy thế nào? Triệu Kiến Tô chậm rãi nói. Việc này nên đệ trình hội nghị thường vụ để thảo luận. Thạch Bảo Lũy thầm nghĩ rằng đương nhiên sẽ phải trình để hội nghị thường vụ thảo luận, nói như thế này thì khác gì không nói, tuy nhiên ngoài miệng lại nói. Tuy nhiên ý kiến của Bí Thư Lý là trước khi để các ủy viên thường vụ thảo luận thì bên phía ủy ban phải có một phương án trước. Phải tỏ thái độ rõ ràng, không thể để bên phía ủy ban ngay cả một cái nhìn mà cũng không có, cứ trực tiếp trình lên hội nghị thường vụ. Nếu vậy thì bộ máy ủy ban của chúng ta thành lập ra để làm gì? Mấy lời này của Thạch Bảo Lũy vừa nói ra, mấy phó chủ tịch huyện đều ngẩng hết đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong ấn tượng của bọn họ, một chủ tịch huyện Thạch đầy ôn hòa chưa bao giờ dùng thái độ kiểu này để nói chuyện. Lưu Thế Hiên lại không thể che giấu vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn về Thạch Bảo Lũy giống như chưa từng quen biết. Chương 127, bước thứ 3 quyết định cục diện thắng lợi. Chẳng lẽ cùng ăn cơm với Lý Đinh Sơn một bữa mà lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ oán khí của hắn đối với việc Lý Đinh Sơn hàng không tới đây, đoạt mất vị trí của hắn đã biến mất, không những thế mà lại cùng chung sức hợp tác với Lý Đinh Sơn? Trong lòng Lưu Thế Hiên suy nghĩ quẩn quanh một hồi, nhưng cũng không tin rằng Thạch Bảo Lũy sẽ chuyển biến thái độ, thật sự kết minh cùng Lý Đinh Sơn. Cam tâm làm loa phát thanh cho Lý Đinh Sơn. Lưu Thế Hiên cũng không đổi góc độ mà nhìn nhận một chút, chủ tịch huyện vốn gặp một bí thư cứng rắn đè nén mà phải nghe lời bí thư thì cũng không tính là gì, có truyền ra ngoài cũng không mất mặt. Nhưng nếu chủ tịch huyện mà lại bị phó chủ tịch huyện thường trực gắt gao chèn ép thì mới là uất đến nghẹn giọng, mới gọi là mất mặt. Triệu Kiến Tô không chút nào kinh ngạc với biểu hiện của Thạch Bảo Lũy, hắn vẫn cúi đầu có bộ dáng như đang thật sự nghiên cứu rồi nói. Ý kiến của tôi là tận lực ưu tiên đến các công ty của huyện Bá, cố gắng hấp dẫn các nguồn tài chính từ bên ngoài đến. Tình huống của huyện Bá thì mọi người không phải không biết, tại vùng này thì có cái công ty nào cho ra dáng. Tuy nhiên nếu chẳng may có công ty nào có tài chính hùng hậu, có thể trên phương diện tài chính và kỹ thuật áp đảo được các công ty của thành phố Chương Trình và tỉnh thì nhất định tôi sẽ ủng hộ công ty của địa phương. Lưu Thế Hiên cũng thấy vừa lòng đối với cách làm ba phải thế nào cũng được của Triệu Kiến Tô. Hắn và Triệu Kiến Tô kết giao không nhiều, vẫn luôn cảm giác thấy người này là kẻ không biết điều, không tốt để tiếp cận. Chỉ cần người này có vẻ trung gian, có lập trường hơi chút thiên hướng nghiêng về phía hắn là đã làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cuối cùng Ủy ban Nhân dân huyện hình thành nhận thức chung, cố hết khả năng chiếu cố công ty của địa phương, đệ trình báo cáo lên các ủy viên thường vụ rằng ưu tiên đề cử công ty thương mại Bối Hà. Kết quả khiến Lưu Thế Hiên rất vừa lòng. Hắn đã khôi phục sự tin tưởng rằng hết thảy đều nắm giữ trong tay. Lúc này động tác của Thạch Bảo Lũy vô cùng nhanh chóng,
sáng sớm hôm sau liền đề xuất với Lý Đình Sơn yêu cầu họp hội nghị thường vụ. Lý Đình Sơn tỏ vẻ đồng ý và buổi chiều mời các thường vụ đúng giờ tới dự họp. Trước khi dự họp, Hạ Tưởng đã phân phát hết các tư liệu của ba công ty, các đề xuất kiến nghị từ Thạch Bảo Lũy biểu lộ thái độ của Ủy ban Nhân dân huyện. Lý Đình Sơn giơ giơ tập tài liệu trong tay nói. Huyện Bá có công ty tới đầu tư, đây là chuyện rất tốt. Công tác của Chủ tịch huyện Thạch là vô cùng xuất sắc, có thể nói đã mở ra một dòng chảy đầu tư đến cho huyện Bá. Mọi người cũng phải suy xét một chút đối với ý kiến của phía ủy ban. Tuy vậy, công tác thu hút đầu tư là việc lớn, tất cả mọi người phải có trách nhiệm làm tốt công việc này. Các công ty trong địa phương là phải chiếu cố, nhưng cũng không thể để làm rét lạnh trái tim của những công ty khác từ bên ngoài vào, có phải không? Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Lý. Người thứ nhất giơ tay phát biểu chính là Đỗ Song Lâm, hắn là nhân vật đảm đương nhiệm vụ tiên phong. Huyện Bá nghèo khó thì trong lòng mọi người đều biết, công ty địa phương có tài chính hay không thì đúng là khó nói, nếu nói rõ ra thì chính là cái thùng rỗng. Chúng ta nhiều năm tăng cường khẩu hiệu phát triển kinh tế huyện Bá, hiện tại mọi người cũng rất rõ ràng, để cho huyện Bá phát triển kinh tế thì dựa vào chính sức mình là điều không thể, mà phải hấp dẫn tài chính từ bên ngoài. Tỉnh thành và thành phố chương trình thì dù sao cũng là các thành phố lớn, một chút ít tài chính từ vùng giàu có này phát ra có thể mang đến đây một luồng gió mới về phương pháp quản lý và triết lý kinh doanh. Hấp dẫn đầu tư trong thương mại không đơn giản chỉ là hấp dẫn về mặt tài chính, mà chúng ta muốn phát triển đi lên thì còn phải có tầm mắt đủ rộng mới được. Vì thế, tôi ủng hộ nhà máy thực phẩm Húc Quang. Tôi ủng hộ công ty thương mại Mễ Thị. Vương Toàn Hữu không chút do dự ủng hộ công ty của Mễ Huyên. Thời điểm hắn tỏ thái độ còn liếc mắt nhìn Lưu Thế Hiên một cái. Lưu Thế Hiên dường như không có việc gì lật xem các tư liệu, bộ dáng dường như rất toàn tâm toàn ý. Tôi cũng ủng hộ công ty thương mại Mễ Thị. Dương Phàm cười ha hả nâng tay lên, sau đó hạ tay xuống không nói gì nữa, cũng không nhìn ai, chỉ nhìn chén trà trong tay. Trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng ho khan một tiếng, dường như sợ là người khác không chú ý tới hắn. Tôi cảm thấy nên ủng hộ cho công ty thương mại Bối Hà, người từ các thành phố lớn đến thì tôi không quá yên tâm. Lời nói của hắn đã làm cho Triệu Kiến Tô bất mãn. Trưởng ban Quách nói chuyện không nên có thiên hướng như thế, không thể bởi vì mình không sinh sống tại các thành phố lớn mà lại sinh ra sự bất mãn với người ở thành thị. Quách Lượng tức giận nói. Tôi không phải có ý tứ này, Phó Chủ tịch huyện Triệu, anh không nên hơi một tí là đề cao quan điểm. Triệu Kiến Tô lắc đầu nói, nếu vậy, không cần phải tranh cãi, nếu trưởng ban Quách đã ủng hộ công ty của bản địa, có thành kiến với các công ty từ bên ngoài tới thì tôi lại khác. Tôi cảm thấy nếu người ta không quản cách xa ngàn dặm tới đầu tư ở huyện Bá này, đối với chúng ta thì đây là một sự tín nhiệm, chúng ta như thế nào lại không tỏ vẻ hoan nghênh. Tôi ủng hộ nhà máy thực phẩm Húc Quang. Ánh mắt của Lưu Thế Hiên thiếu chút nữa đốt cháy bàn, Triệu Kiến Tô đưa ra lý do rất gượng ép. Thu hút đầu tư là một việc lớn, như thế nào lại có thể hành động theo cảm tính? Hắn vội vàng nói chen vào. Phó Chủ tịch huyện Triệu không cần kích động, trưởng ban Quách thật ra không phải có thành kiến với các công ty từ bên ngoài tới mà là đối với người ở thành phố có cái nhìn hơi khác. Lời vừa ra khỏi miệng thì Lưu Thế Hiên lập tức hối hận, hôm nay như thế nào lại kích động như vậy, vừa rồi vừa nói cái gì? Quả nhiên vẻ mặt của Triệu Kiến Tô không hài lòng nói. Nếu như vậy thì tôi càng thêm kiên định ủng hộ nhà máy thực phẩm Húc Quang. Tôi chính là người thành phố, chẳng lẽ trưởng ban Quách cũng có ý kiến gì đối với tôi phải không? Tất cả mọi người đều chấn động, ai cũng không nghĩ tới hôm nay không ngờ Lưu Thế Hiên lại đối mặt với sự chống đối tới từ Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô. Tâm tư của mọi người đều khác nhau, tất cả đều nhìn về vẻ mặt bình tĩnh của Lý Đình Sơn, ý thức được rằng trước kia đã quá coi thường vị bí thư Lý Hàng không mà tới này. Người này nhìn có vẻ không phải là người có tính cách dứt khoát, quyết đoán, mà cũng ít khi nóng nảy, nhưng có vẻ như là người mà giấu kim ở trong người vậy. Trong lòng Ngô Anh Kiệt cũng bất ổn, cũng không biết sự tình này có chút vòng vo như thế nào. Vốn hắn ban đầu muốn dựa vào Lý Đình Sơn, sau đó lại gần gũi hơn với Lưu Thế Hiên, trước đó cũng đã đáp ứng hôm nay phải ủng hộ công ty thương mại Bối Hà, không nghĩ mới bắt đầu họp thường vụ mà có vẻ rất bất ổn. Tuy rằng Lý Đình Sơn còn không chiếm được thế thượng phong, nhưng hiện tại thì ba công ty đang chiếm được số phiếu cân bằng, rốt cuộc hắn có nên ủng hộ Lưu Thế Hiên hay không? Ngô Anh Kiệt cũng không biết công ty thương mậu Mễ Thị, nếu không thì với tính cách của hắn tuyệt đối không do dự gì sẽ chuyển hướng sang ủng hộ Lý Đình Sơn.
Quách Lượng lúc này bắt đầu phát cáu, vừa nghe như vậy đang định đứng lên phản bác mấy câu, nhưng lúc này Lý Đinh Sơn nói. Người nào tiếp tục cãi nhau trên hội nghị thường vụ này thì tôi sẽ mời người đó ra ngoài, hủy bỏ quyền phát ngôn của người đó. Tuy rằng không phải Lý Đinh Sơn đây là đang phụng phịu nói chuyện, mà thể hiện sự uy nghiêm khiến trong lòng mọi người đều rùng mình, ngay cả mí mắt của Lưu Thế Hiên cũng không tự chủ được phải nhảy dựng, nghĩ thầm rằng Lý Đinh Sơn không phải là người trí thức sao. Trước đây không phải là đã làm quan mà tại sao lại có quan uy như vậy? Tốt lắm, mọi người tiếp tục phát biểu. Trước hết xác định hai công ty, sau đó vào lúc cuối sẽ tiếp tục bỏ phiếu quyết định chọn một công ty nhận thầu. Tránh văn phòng Ngô, anh thấy thế nào? Lý Đinh Sơn đột nhiên điểm danh Ngô Anh Kiệt phải tỏ thái độ, điều này làm Ngô Anh Kiệt giật mình kinh hãi. Đối với ba công ty này thì tôi cũng không hiểu biết nhiều, tạm thời không bày tỏ thái độ. Ngô Anh Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đinh Sơn, mặc dù thoạt nhìn thì trên mặt Lý Đinh Sơn vẫn lộ vẻ cười cười nhưng làm hắn căng thẳng, cuối cùng hắn đành phải lựa chọn phương án bỏ phiếu trắng. Lý Đinh Sơn lại theo sát không tha. Sự phát triển kinh tế của huyện Bá là một việc lớn, tôi hy vọng các ủy viên thường vụ đang ngồi đây đều phải tỏ thái độ, đều phải có trách nhiệm của chính mình. Kinh tế huyện Bá muốn bay lên thì một mình tôi cố gắng cũng không được. Một mình chủ tịch huyện Thạch cũng không được mà cần có các ủy viên thường vụ đồng tâm hiệp lực. Nhân dân đã giao cho quyền lực, không nên hơi một chút đã buông tha. Tránh văn phòng Ngô luôn có nghiên cứu đối với kinh tế, anh cứ nói suy nghĩ của mình, cũng để tôi tham khảo một chút. Lưu Thế Hiên thấy tình thế không ổn, nếu Ngô Anh kia mà bỏ quyền thì khác nào hắn mất đi một phiếu, hắn muốn ép Ngô Anh kia phải tỏ thái độ. Chương 128, lòng người dao động. Ngô Anh kia cũng không dám xem thường dạng người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm như Lưu Thế Hiên. Hắn liền cân nhắc một chút, nghĩ thầm rằng căn cứ vào tình huống bây giờ xem ra công ty thương mậu Mễ Thị là có quan hệ với Vương Toàn Hữu, nếu Vương Toàn Hữu cũng tự lập ra đỉnh núi thì hắn theo sát bước với Lưu Thế Hiên cũng không có việc gì. Sau khi suy nghĩ, hắn liền nói. Làm việc phải lấy tính tin cậy làm đầu, tôi ủng hộ công ty thương mại Bối Hà đang đóng trụ sở tại huyện. Tôi cũng ủng hộ công ty thương mại Bối Hà. Lưu Thế Hiên tiếp theo cũng tỏ thái độ, hắn muốn chính là theo diễn biến của đại cục để biểu hiện ra vẻ giả dối, khiến cho Thạch Bảo Lũy kia đang không ngừng lắc lư đầu nhập ủng hộ hắn một phiếu. Hoàng Bằng Phi theo sát Lưu Thế Hiên cũng tỏ thái độ. Tôi cũng ủng hộ công ty thương mại Bối Hà. Hiện tại công ty thương mại Bối Hà đã được 4 phiếu, chỉ cần Thạch Bảo Lũy tỏ vẻ ủng hộ thì trên cơ bản là đại cục đã được quyết định. Lưu Thế Hiên đầy thâm ý liếc mắt nhìn Trịnh Khiêm một cái, lại gặp Trịnh Khiêm đang nhắm hai mắt giống như đang ngồi nhập định, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Trước cuộc họp thường vụ này Trịnh Khiêm có thái độ hàm hồ không rõ, hiện tại lại như thế, khiến hắn không khỏi suy đoán rốt cuộc là có vấn đề gì xảy ra. Tôi cũng biểu lộ một chút ý kiến của mình, tôi ủng hộ nhà máy thực phẩm Húc Quang. Vì sao vậy, tôi xin nói ra một chút lý do khiến tôi đưa ra ý kiến như vậy. Lý Đinh Sơn tranh thủ uống chút nước liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn đang múa bút ghi chép văn bản. Ông ta nghĩ thầm rằng hội nghị thường vụ hôm nay còn có vẻ thành công hơn so với dự đoán, tối thiểu là cũng có Triệu Kiến Tô tới lúc quan trọng lại bày tỏ sự ủng hộ. Ông ta liền buông cốc nước ra, cầm lấy tư liệu trong tay. Mọi người đều biết cả ba công ty đều đề xuất nhận thầu Cổn Long Câu là vì cái gì. Đương nhiên đây là vì nấm Khẩu Bắc và rau quyết thái sinh trưởng ở Cổn Long Câu. Đây là hai nguồn thực phẩm rất được thành phố Yến và trên Bắc Kinh ưa chuộng, nghe nói phải mấy tệ một cân. Lưu Thế Hiên mặt không đổi sắc, dường như trước kia Lưu Hà bắt người dân thôn này đi đào không phải là nấm Khẩu Bắc và rau quyết thái đắt giá, mà giống như là cỏ dại. Lý Đinh Sơn tiếp tục nói. Cả ba công ty đề xuất nhận thầu với giá cả không sai biệt lắm, trong hoàn cảnh kinh tế trước mắt của huyện Bá thì cũng coi như là hợp lý. Tuy nhiên so sánh các công ty thì nhà máy thực phẩm Húc Quang có ưu thế tuyệt đối so với công ty thương mậu Mễ Thị và thương mại Bối Hà. Thứ nhất, nhà máy thực phẩm Húc Quang có con đường tiêu thụ của chính mình, có thể đem nấm Khẩu Bắc và rau quyết thái chế biến thành đồ ăn trực tiếp tiêu thụ ở thị trường bán lẻ, có thể cam đoan tiêu thụ thì chắc chắn là nhà máy thực phẩm sẽ luôn ổn định để phát triển. Thứ hai, nhà máy thực phẩm Húc Quang không chỉ nhận thầu Cổn Long Câu mà còn muốn kiến tạo nhà máy ở địa phương. Đồng thời còn muốn triển khai nhân công để tiến hành gieo trồng ở Cổn Long Câu, thực hiện một dây chuyền đồng bộ từ khâu gieo trồng đến khâu tiêu thụ. Từ sự đồng bộ này, xem ra về lâu dài thì nhà máy thực phẩm Húc Quang chiếm ưu thế cực kỳ lớn. Lý Đinh Sơn chậm rãi nói,
trên mặt tươi cười, càng lúc càng tràn đầy vẻ tự tin. Bí thư Lý nói rất đúng, kinh tế phát triển không thể chỉ vì ích lợi trước mắt, cũng không thể phân ra trong huyện hay ở bên ngoài. Nguồn tiền tài chính thì cũng mặc kệ là đến từ tỉnh Yến hay từ Bắc Kinh, cũng không thể phân biệt đây là tiền từ bên ngoài tỉnh hay ở trong tỉnh, có đúng không ạ? Hơn nữa lập luận phân tích của bí thư Lý rất sắc sảo, chính trị là vì kinh tế mà phục vụ, hơn nữa tiến cử công ty từ thành phố Yến thì có thể đề cao hình tượng của huyện Bá. Vì vậy tôi hoan nghênh nhà máy thực phẩm Húc Quang đến huyện Bá đầu tư. Thạch Bảo Lũy chậm rãi nói, khi nói chuyện còn không ngừng phối hợp các điệu bộ cử chỉ, rất có khí thế của một người chỉ huy. Tâm tư của Lưu Thế Hiên lập tức trầm xuống, không ngờ con cáo giả Thạch Bảo Lũy này ở thời điểm mấu chốt lại ủng hộ Lý Đinh Sơn. Thật đúng là không nhìn ra được, tại thời điểm này mà ông ta lại có phong thái khí phách đến như vậy. Ánh mắt thâm trầm của Lưu Thế Hiên liếc mắt nhìn Thạch Bảo Lũy một cái, hiện tại Lý Đinh Sơn đã có thêm một phiếu của Thạch Bảo Lũy, đã được 4 phiếu. Lúc này nhà máy thực phẩm Húc Quang và công ty thương mại Bối Hà đang có thế cục ngang nhau, công ty thương mại Mễ Thị bị đào thải là kết cục đã được quyết định. Tuy nhiên Trịnh Khiêm còn không tỏ rõ thái độ, lúc này thì thái độ của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến đầu phiếu của vòng này. Trịnh Khiêm dường như mới vừa trong giấc ngủ tỉnh dậy, dựng thẳng thắt lưng nói. Tôi cảm thấy công ty thương mại Mễ Thị không tồi. Tại thời điểm này mà còn bỏ phiếu cho công ty thương mại Mễ Thị, thái độ này của Trịnh Khiêm đúng là phải làm cho người ta nghiền ngẫm. Lưu Thế Hiên tràn đầy tin tưởng, ở bước bỏ phiếu kế tiếp, chỉ cần Trịnh Khiêm đầu nhập về hắn 1 phiếu, Vương Toàn Hữu và Dương Phàm có lẽ sẽ bỏ phiếu trắng, như vậy thì hắn sẽ ổn thỏa nắm chắc phần thắng lợi. Tuy rằng Thạch Bảo Lũy và Triệu Kiến Tô ủng hộ Lý Đinh Sơn là điều mà hắn không ngờ, tuy nhiên hắn cho rằng còn có hy vọng là hòa nhau, hơn nữa còn có cơ hội chiến thắng. Số phiếu lần đầu giống như dự đoán của mọi người, Lý Đinh Sơn không thay đổi có 4 phiếu, Lưu Thế Hiên cũng có 4 phiếu ủng hộ, chỉ còn lại có Trịnh Khiêm, Vương Toàn Hữu và Dương Phàm là chưa tỏ rõ thái độ. Lưu Thế Hiên khẩn trương, tay chân ra đầy mồ hôi, liên tiếp nháy mắt cho Trịnh Khiêm và Vương Toàn Hữu. Hắn tự nhận giao tình của hắn với Trịnh Khiêm, Vương Toàn Hữu cũng không tồi, thời điểm mấu chốt, khẳng định hai người sẽ trợ giúp hắn một tay. Trịnh Khiêm giống như vô ý liếc mắt nhìn Lưu Thế Hiên một cái, trong mắt không toát ra điều ám chỉ gì. Lưu Thế Hiên cảm thấy tình huống có chút không ổn, quả nhiên, Trịnh Khiêm mở miệng ra nói. Tôi vừa nghiên cứu cẩn thận lại phương án của nhà máy thực phẩm Húc Quang, từ khâu nuôi trồng đến giai đoạn tiêu thụ cực kỳ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn nêu ra các phương án bảo vệ môi trường, không có điểm nào chê được. Căn cứ trên mức độ công bằng để đưa ra suy xét, tôi cảm thấy nên để cho nhà máy thực phẩm Húc Quang một cơ hội. Bị đánh bại như vậy sao? Lý Đinh Sơn đã có 5 phiếu, phải cố sức lôi kéo Vương Toàn Hữu và Dương Phàm, Lưu Thế Hiên vẫn không cam lòng, giống như đang cố níu kéo lấy sợi rơm cứu mạng, nhìn Vương Toàn Hữu và Dương Phàm rồi nói. Bí thư Vương và trưởng ban Dương công tác ở huyện nhiều năm, chắc chắn là có nhiều cảm tình với các công ty của huyện Bá. Nhiều năm công tác cũng không thể đưa cảm tình ra lúc này. Vương Toàn Hữu cười cười, vô cùng thành khẩn nói. Nhà máy thực phẩm Húc Quang có lý luận kinh doanh rất tiên tiến, rất nhiều điều có giá trị để học tập. Tôi cảm thấy công ty thương mại Mễ Thị bị bại bởi nhà máy thực phẩm Húc Quang là không oan uổng, nếu nhà máy thực phẩm Húc Quang đến huyện Bá xây dựng nhà máy. Tôi giơ hai tay để ủng hộ. Tôi cũng ủng hộ nhà máy thực phẩm Húc Quang. Dương Phàm xem ra không nhìn thấy cái liếc mắt của Lưu Thế Hiên, sau khi Vương Toàn Hữu nói xong y liền khẩn cấp bày tỏ thái độ ủng hộ. Sắc mặt Trịnh Khiêm cũng trở nên linh hoạt, không hề có bộ dáng buồn ngủ. Là người thì phải biết nghe lời phải, nếu tất cả mọi người đã ủng hộ nhà máy thực phẩm Húc Quang, tôi như thế nào mà lại có thể không tôn trọng ý kiến của mọi người. 7-4. Lý Đinh Sơn lấy được thắng lợi mang tính quyết định. Lưu Thế Hiên mặt xám như cho tàn, hội nghị thường vụ đã kết thúc rất lâu rồi mà hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng Bằng Phi và Quách Lượng muốn kéo hắn rời đi mà hắn cũng không đi. Hai người cũng không cưỡng cầu, đều tự mình rời đi. Như thế nào lại có khả năng này? Lòng tin của Lưu Thế Hiên bị vỡ nát, nếu nói rằng lúc cuối Vương Toàn Hữu và Dương Phàm bỏ phiếu cho nhà máy thực phẩm Húc Quang thì hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng lời nói cuối cùng của Trịnh Khiêm như một búa tạ đánh vào trái tim của hắn, làm hắn bất kể thế nào cũng không tin, thật vất vả mới thành lập đồng minh với Trịnh Khiêm thế mà đã sụp đổ nhanh như vậy sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Thế Hiên như thế nào cũng không hiểu ra.
Cùng với Lưu Thế Hiên bị đả kích trầm trọng còn có Ngô Anh kia cũng với vẻ mặt hoảng hốt, không biết như thế nào mà rời khỏi phòng họp. Hắn ngàn lần không ngờ Lý Đình Sơn không để ý đến việc hắn chủ động dựa vào, hóa ra bên người ông ta không thiếu người muốn chủ động gia nhập. Khi nào thì Bí Thư Lý và Chủ tịch huyện Thạch kết thành đồng minh với ông ta? Vào lúc nào thì người như Vương Toàn Hữu và Dương Phàm luôn tự mình lập đỉnh núi cũng đứng ra nói chuyện giúp Bí Thư Lý? Vì sao ngay cả Phó Bí Thư Chính có quyền lực rất mạnh cũng cam tâm trong sự tình của nhà máy thực phẩm Húc Quang, ở thời điểm cuối cùng còn thay Lý Đình Sơn bày tỏ thái độ dứt khoát? Trong lòng Ngô Anh kia đầy sự bi ai, đột nhiên trong lúc đó có cảm giác hắn đang ở bên ngoài vòng quyền lực. Hắn nhận thấy có cảm giác nguy cơ thật lớn. Trong tình hình gió thổi mây phun của hội nghị thường vụ hôm nay thì Hạ Tưởng cảm thấy có tia hưng phấn khác thường. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt thất bại vào lúc cuối cùng của Lưu Thế Hiên, trong lòng bốc lên cảm giác vui sướng thắng lợi. Đây là ý chí của quyền lực thể hiện, đây là quyền lực mang tới khoái cảm. Hắn mới biết được trách không được nhiều người nguyện ý theo chính trị. Giấc mộng trở thành nhân vật có quyền cao chức trọng, chỉ vì một người có quyền lực trong tay mới có năng lực hô mưa gọi gió, có tài năng để thực hiện các khát vọng. Buổi tối, vào lúc Hạ Tưởng tìm đến Phùng Húc Quang mới phát hiện ra Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đã quay về. Mấy ngày nay hắn quá bận rộn giải quyết chuyện Cổn Long Câu, cũng không biết trong hai ngày vừa rồi Tào Thù Lê đi làm gì nữa. Hạ Tưởng chưa kịp tìm Tào Thù Lê nói chuyện thì đã bị Phùng Húc Quang kéo vào phòng. Trong phòng thì có mặt cả Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích, hai người đều có bộ dáng vui sướng, vừa vào trong phòng liền từ Phùng Húc Quang khởi sướng, tất cả đều vỗ tay cổ vũ hắn. Hạ Tưởng tỏ ra một vẻ được sủng ái mà lo sợ nói. Đừng như vậy làm tôi kiêu ngạo, một chút thành tích này mà đã khen ngợi Linh Đình thế thì tôi sau này không dám có các cống hiến lớn khác nữa. Phùng Húc Quang không để ý tới sự trêu đùa của Hạ Tưởng, y nắm lấy tay Hạ Tưởng rồi nói. Mễ Huyên đã nói cho tôi biết trong hội nghị thường vụ, đao kiếm chạm nhau xoèn xoẹt. Ông em, con đường chính trị này không dễ đi, nếu không vượt qua được vách núi vạn trượng thì ông em quay về làm kinh doanh với tôi cũng được. Tổng giám đốc Phùng đừng có xúi dại cậu ấy, để Hạ Tưởng phân tâm. Quên đi, đừng để cho Hạ Tưởng nhục chí. Mà tổng giám đốc Phùng cũng đừng khuyên cậu ấy kinh doanh, anh không nhìn thấy hiện tại cậu ta như là cá gặp nước. Anh không nghĩ rằng cậu ta mà không làm cho người khác lục đục với nhau thì liệu anh chàng này có thể ngủ yên được sao? Giọng điệu Mễ Huyên nói chuyện vĩnh viễn là kiểu dạng tổn hại người khác một cách không thương tiếc. Hôm nay cô mặc một quần bò màu đen, áo màu hồng, bỗng nhiên Hạ Tưởng nhớ tới lời nói của Cổ Hợp, không kìm nổi phải mỉm cười. Mễ Huyên cực kỳ chú ý đến Hạ Tưởng, thấy ánh mắt hắn liếc nhìn trên người cô mấy lần, cô liền cố ý xoay một vòng rồi cất giọng trong trẻo. Có xinh không? Bộ ngực của Mễ Huyên cao ngất, vô cùng ngạo nghễ, cô biểu hiện rất khá, người cô chỉ cách Hạ Tưởng một tí chút làm Hạ Tưởng chịu không nổi, vội kéo Phùng Húc Quang lại làm tấm khiên. Chị Mễ thật xinh đẹp, chỉ có ánh mắt đặc biệt của Tổng Giám Đốc Phùng mới có thể thưởng thức. Phùng Húc Quang không có biện pháp nào cả đối với hành động lưu manh của Hạ Tưởng, đành nói. Đúng là chịu không nổi chú em, rõ ràng đang định chúc mừng chú cho long trọng một chút, kết quả lại để chú biến tôi thành thế này. Mà ánh mắt của tôi sao lại độc đáo? Bởi vì ánh mắt của anh cực kỳ nhạy bén, có bản lĩnh độc đáo nhìn xuyên thấu qua vẻ bề ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong. Hạ Tưởng ám chỉ cực kỳ trực tiếp, sao mà Mễ Huyên lại không nghe ra được? Cô dường như không có việc gì xảy ra, thu hồi bộ ngực, ngồi xuống một bên, vươn tay lấy mấy hạt dưa trên bàn vừa cắn vừa nói. Ba tôi nói, ông ấy phải gặp mặt nói chuyện với cậu một lần. Có chuyện gì? Trực giác của Hạ Tưởng cảm thấy Vương Toàn Hữu tìm hắn không phải để nói chuyện về công tác. Đi sẽ biết, cậu có đi không? Mễ Huyên liếc mắt vẻ khinh miệt với Hạ Tưởng một cái. Nhìn cậu nhát gan như vậy, xét về bối phận thì cậu còn phải gọi ba tôi là cậu. Cậu tìm cháu nói chuyện, chú em lại dám không đi. Vương Toàn Hữu lấy thân phận là cậu để tìm hắn, Hạ Tưởng không khỏi nhức đầu, chẳng lẽ hắn muốn thay Tào Thù Lê trấn áp mình? Nhớ tới việc Mễ Huyên đang nhúng tay vào quan hệ giữa hắn và Tào Thù Lê, còn giả bộ đổi giọng gọi điện thoại cho hắn, bây giờ lại đang chế giễu. Vương Toàn Hữu lại lấy thân phận là cậu để tìm hắn nói chuyện, những người này có vẻ như rất ham thích nhúng sâu vào chuyện tình cảm giữa hắn và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng không kịp suy nghĩ nhiều đã bị Phùng Húc Quang kéo sang một bên thảo luận về các thao tác ở bước tiếp theo. Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn Hạ Tưởng, nhất là Trịnh Tuyết Bích. Nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, cô hỏi.
Thư ký Hạ, nghe nói anh cực kỳ lợi hại, chẳng những trong quan trường như cá gặp nước, ở trong kinh doanh cũng có nhiều ý kiến rất độc đáo. Tổng Giám đốc Phùng bảo rằng tại các thời điểm quan trọng đều do anh bày nước. Tôi không hiểu lắm, anh còn trẻ hơn so với tôi, sao lại thông minh được đến như vậy? Hạ Tường bị ánh mắt ngưỡng mộ của Trịnh Tuyết Bích làm cho hắn có chút ngượng ngùng, liền vò đầu nói. Thật ra là Tổng Giám đốc Phùng các chị cố ý nâng chỉ số thông minh của tôi lên, để biểu hiện là anh ta cũng không phải là người tầm thường. Mọi người ngẫm thử xem, một người là bằng hữu của anh ta, Tổng Giám đốc Phùng càng thổi phồng bằng hữu của mình là rất lợi hại thì càng tỏ vẻ thân phận của anh ta rất cao. Phùng Húc Quang nổi giận hét lên. Không được trước mặt nhân viên của tôi nói lung tung, không được giày xéo hình tượng của tôi. Nếu theo lời chú em nói thì càng không đúng. Với thân phận của tôi mà xét thì cậu cũng không phải là đối thủ tôi, lại càng không thể giúp tôi làm những việc lớn như vậy được. Tất cả mọi người đều cười. Nếu huyện đã thông qua quyết định, việc kế tiếp là kiến tạo nhà máy thực phẩm tại Cổn Long Câu là việc rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại đang là sắp vào thu, đầu xuân sang năm nhà máy thực phẩm bắt đầu hoạt động là vừa. Phùng Húc Quang cũng không gấp gáp lắm. Ý tưởng của hắn là có thể trong mùa đông lúc người nông dân nhàn rỗi sẽ xây dựng nhà máy thực phẩm, quy hoạch lại khu vực Cổn Long Câu, tập kết thiết bị để chuẩn bị tốt cho mùa xuân năm sau bắt đầu đi vào sản xuất. Ý tưởng của Phùng Húc Quang rất thực tế, Hạ Tường cũng không có điều gì bổ sung thêm, chỉ có điều nhắc nhở hắn chú ý tới quan hệ tốt đẹp với những người dân trong thôn xung quanh. Người dân trong thôn rất dễ bị người kích động mà gây rối, đừng để những người khác có dụng tâm bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên Phùng Húc Quang biết Hạ Tường đang ám chỉ ai. Đây chính là bố con Lưu Thế Hiên có lẽ không cam lòng thất bại như vậy, nói không chừng có thể sau lưng làm một số động tác nhỏ, dù sao bọn họ cũng là người bản xứ, có ưu thế của riêng mình. Phùng Húc Quang là người kinh doanh nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều tình huống dạng như thế này nên cũng có thủ đoạn của riêng mình, chính vì thế hắn cũng không lo lắng nhiều, tiếp tục thảo luận với Hạ Tưởng một số vấn đề chi tiết. Sau đó, hắn nói với Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích. Về sau hai người ở lại huyện Bá, toàn quyền phụ trách công tác thi công nhà máy thực phẩm và khai thác Cổn Long Câu. Có điều gì khó khăn hoặc không giải quyết được thì tìm đến thư ký Hạ. Nếu anh ta không hỗ trợ thì gọi điện thoại lại cho tôi. Trịnh Tuyết Bích mở to ánh mắt tò mò hỏi. Thư ký Hạ, có phải là ngoại trừ lúc có việc ra thì còn lại là không thể tìm gặp anh? Hạ Tưởng còn chưa kịp nói gì, Mễ Huyên đã thay hắn trả lời. Phải cố gắng tránh tiếp xúc một mình với người này. Cậu ấy là người có sức hấp dẫn quá lớn. Cho dù cậu ta không có ý tứ gì đối với cô nhưng cũng phải tránh việc tiếp xúc lâu ngày với hắn sinh ra cảm tình. Đàn ông là động vật có năng lực kiềm chế rất kém cỏi. Nếu chẳng may cô muốn câu dẫn cậu ta lại nhất thời không kìm giữ được. Xảy ra sự tình, trước thì rất có lỗi với trời, sau có lỗi với đất, ở giữa thì rất có lỗi với Tào Thù Lê. Trịnh Tuyết Bích mặt đỏ tai hồng. Tổng Giám đốc Mễ sao lại có thể nói linh tinh như vậy? Bởi vì thái độ của Phùng Húc Quang với Mễ Huyên vô cùng thân thiết nên Trịnh Tuyết Bích tuy rất tức giận nhưng cũng không dám nói ra lời khó nghe. Hồ Vĩnh lại hổn hển nói. Tổng Giám đốc Mễ, xin cô tự trọng, không nên dùng tiêu chuẩn đạo đức của cô để đánh giá người khác. Hạ Tưởng khoát tay cười nói. Cô ta nói linh tinh thôi, chẳng lẽ nào lại có việc như cô ấy nói? Thật ra Mễ Huyên không phải là chủ ý đề cập việc này, mà cô ấy đang muốn khích bác mọi người. Hai người không để ý tới lời cô ta nói thì mới chính là để cô ta phải mất mặt. Sắc mặt Hồ Vĩnh mới tốt hơn một chút, cảm kích nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu. Cảm ơn thư ký Hạ. Mễ Huyên vô cùng bất mãn nói. Không nói lời nào với cậu thì cậu khó chịu phải không? Cậu nhớ rằng ít ra tôi cũng là chị họ cậu, phải phân được ai xa ai gần chứ? Hạ Tưởng thấy Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích còn có vẻ chưa hết bực dọc, cũng không muốn để Mễ Huyên làm loạn nữa, liền đề xuất đi ăn cơm. Mễ Huyên khoát tay nói. Chờ một chút, tôi xem thử con bé Lê có đi cùng không. Sau một lát, Mễ Huyên trở lại, vẻ mặt không vui. Con bé Lê nói phải cùng ăn cơm với Liên Nhược Hạm, bảo chúng ta không cần phải quan tâm đến các cô ấy. À, Liên Nhược Hạm này có cái gì tốt, con bé Lê này bây giờ với cô ta cứ như chị em. Đừng nói tôi là chị họ cô ta, mà ngay cậu là bạn trai mà con bé cũng không thèm. Hạ Tưởng, cậu phải nghĩ biện pháp, đừng để con bé ở cùng một chỗ với Liên Nhược Hạm, không có điều gì tốt cả. Để Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm có mối quan hệ tốt cũng là chủ ý của Hạ Tưởng. Hắn cũng thật không ngờ,
hiện tại quan hệ của Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm quá gần gũi, vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn. Ngoại trừ hai người đều là các thiếu nữ trẻ tuổi ra, nguyên nhân chính yếu có lẽ là tính tình của hai người rất hợp nhau. Hạ Tưởng cũng không rõ Tào Thù Lê thông minh hoạt bát, Liên Nhược Hạm thanh cao và có tính khí lạnh lùng, sao mà hai cô này lại có thể thân nhau được. Chương 129, không hẹn mà gặp. Vẻ mặt của Trịnh Tuyết Bích đầy tò mò. Thư ký Hạ, bạn gái của anh là ai vậy? Bạn gái cậu ta tên là Tào Thù Lê, là thiên kim tiểu thư của giám đốc sở, bây giờ còn đang học đại học, so với cô thì trẻ tuổi và xinh hơn rất nhiều. Mễ Huyên lại cướp lời nói của Hạ Tưởng, nói liên tục một tràng. Tuyết Bích, tôi không rõ vì sao cô lại có một cái tên như vậy. Công ty Coca-Cola có phải hàng năm đều mời cô tới quảng cáo không? Trịnh Tuyết Bích thiếu chút nữa bật khóc, nước mắt đã đảo quanh mi mắt. Cô sao lại là người như vậy? Tôi không chọc giận cô, vì sao cô lại cứ châm chích tôi? Hạ Tưởng sợ rằng Mễ Huyên lại làm loạn, vỗ vỗ bả vai Hồ Vĩnh. Anh và Tuyết Bích đi trước đến khách sạn chờ chúng tôi. Hồ Vĩnh vội vàng kéo Trịnh Tuyết Bích đi trước một bước, Mễ Huyên không cho là đúng đang định bĩu môi nói cái gì đó, lại thấy Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang không để ý tới cô, cảm thấy cũng không thú vị nên đành ngậm miệng lại. Trong thời gian tiếp theo, Hạ Tưởng phải rất nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng trong thời gian ăn cơm Mễ Huyên đúng là không tiếp tục châm chọc khiêu khích Trịnh Tuyết Bích nữa, tuy nhiên cô liên tục chúc Trịnh Tuyết Bích ba chén phải một hơi uống hết, sau đó còn liếc mắt một cái dường như muốn khiêu khích làm Trịnh Tuyết Bích dở khóc dở cười, không thể đánh ánh mắt sang cầu cứu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết rằng đây là Mễ Huyên giận dỗi vì Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm quấn quýt lấy nhau, cô ta luôn tự cho rằng mình là người bảo vệ cho Tào Thù Lê. Tất cả phụ nữ có tiếp xúc với mình thì cô ta đều có thái độ cảnh giác rất cao. Vì thế trong lòng Hạ Tưởng rất rõ ràng tại sao Mễ Huyên lại có thái độ này, cũng không nói lý lẽ với cô mà đành làm bộ cái gì cũng không thấy, cứ thế ăn cơm. Tuy nhiên để duy trì không khí tốt trong bữa ăn, hắn và Phùng Húc Quang thỉnh thoảng nói mấy câu vui đùa, di chuyển đề tài sang việc kinh doanh siêu thị. Quả nhiên Mễ Huyên lập tức hứng thú, buông tha thái độ giám thị với Trịnh Tuyết Bích. Bừng bừng khí thế thảo luận về các triển vọng tại thành phố chương trình. Mễ Huyên mặc dù có tính hay đâm bị thóc sọc bị gạo, nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng rất tinh mắt trong chốn thương trường, các tư tưởng trong kinh doanh được cô phân tích vô cùng sắc sảo, ngay cả Trịnh Tuyết Bích là người suýt bị cô chọc cho khóc cũng nghe đến nhập thần. Chỉ có Hồ Vĩnh ngồi ở một bên, đầu cúi gằm xuống chén rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mễ Huyên một cái, trong mắt còn có các tia giận dữ. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng Hồ Vĩnh này vẫn chưa đủ độ chín chắn, tính tình có vẻ vẫn còn sốc nổi, về sau phải dạy dỗ nhiều hơn mới được. Nếu không chỉ với lòng dạ như bây giờ, chỉ sợ đúng là không đối phó được với các sự kiện xấu mà có thể Lưu Hà sẽ đâm sau lưng. Hơn nữa, Hồ Vĩnh có cảm tình rõ ràng với Trịnh Tuyết Bích, cũng không biết Phùng Húc Quang nghĩ như thế nào lại sắp xếp một trai một gái tới huyện bá. Mặc dù đây cũng không phải sự việc gì lớn, nhưng cũng phải chú ý đến việc hai người có phát triển được thành người yêu của nhau không. Nếu thật sự yêu nhau thì không sao, chỉ cần là không ảnh hưởng đến công tác là được. Hắn lại quay đầu nói chuyện với Phùng Húc Quang, nếu đã làm thì phải làm cho tốt, sáng chế ra thương hiệu cho mình. Mễ Huyên đã cơ bản quyết định khai trương một siêu thị ở thành phố chương trình, vốn cô cũng muốn lấy danh nghĩa làm một chi nhánh của Giai Gia nhưng Phùng Húc Quang không đồng ý, lý do là siêu thị Giai Gia hiện tại chưa có danh tiếng gì. Nếu chẳng may về sau danh tiếng không vang xa được, là một chi nhánh của Giai Gia thì kinh doanh sẽ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Suy nghĩ này của Phùng Húc Quang là đã suy xét đến ổn thỏa các góc độ, nhưng thật ra Hạ Tưởng thì lại thấy lấy danh nghĩa của Giai Gia là thỏa đáng. Trong lòng hắn hiểu rất rõ sự ảnh hưởng của siêu thị Giai Gia này, không chỉ là ở trong thành phố Yến mà danh tiếng còn được bay xa cả toàn tỉnh. Hiện tại Mễ Huyên chiếm được thời cơ trước này. Không cần đợi đến lúc siêu thị Giai Gia phát triển lớn mạnh mới gia nhập vào liên minh thì sau này sẽ đạt rất nhiều chỗ tốt. Ông anh cứ xem thường ánh mắt của mình. Siêu thị Giai Gia bất luận về điều kiện mua sắm hay quy mô, xét tại thành phố Yến, thậm chí cả tỉnh Yến đều là số một, không ai có thể so sánh. Mễ Huyên chỉ là hạt gạo trong đống gạo ấy, muốn mượn chút hào quang của ông anh. Tôi cảm thấy việc cô ấy đề xuất phương pháp gia nhập liên minh Giai Gia rất khả thi. Là chi nhánh đầu tiên của siêu thị Giai Gia mở tại thành phố chương trình. Hạ Tưởng muốn mượn thời cơ đẩy nhanh quá trình một chút, tránh khỏi các sai lầm về sau. Ở trong trí nhớ của hắn, thời điểm siêu thị Giai Gia phát triển 4 đến 5 siêu thị khác ở thành phố Yến thì mới bắt đầu khuyết trương đến các vùng đất khác.
nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ở các địa phương khác hiệu quả của các siêu thị này không tốt, phải liên tiếp đóng cửa một vài siêu thị. Hiện tại thì có một cơ hội tốt, có thể thí điểm một chút, tại sao lại không thực hiện? Hơn nữa hắn tin tưởng tài năng của Mễ Huyên có thể làm cho chi nhánh đầu tiên của Giai Gia phát triển. Có kinh nghiệm thành công ở thành phố chương trình để tham khảo, về sau khi khuyết trương về các vùng đất khác, chắc chắn là sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lúc này siêu thị Giai Gia có thể hình thành một chuỗi các siêu thị trong cả nước. Ý kiến của Hạ Tưởng từ trước đến nay luôn được Phùng Húc Quang coi trọng. Bởi vì hắn nhận thấy rằng từ lúc quen Hạ Tưởng đến giờ thì các chủ ý của Hạ Tưởng chưa từng bị thất bại, mà Hạ Tưởng cũng không bao giờ phát biểu ý kiến lung tung. Để hắn cảm khái chính là Hạ Tưởng có độ trầm ổn và thành thục vượt xa cái tuổi của mình. Phùng Húc Quang cúi đầu suy nghĩ, nếu Hạ Tưởng cũng cho rằng tại thành phố chương trình mở một chi nhánh sẽ có tiền đồ thì hắn cũng sẽ không phản đối. Tổng Giám đốc Mễ có quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, mà tôi với Hạ Tưởng cũng không phải là người ngoài, nếu vậy các phí gia nhập vào liên minh này sẽ thu ít đi một chút. Tuy nhiên, nếu là chi nhánh của Giai Gia thì cách trang hoàng và mặt tiền của cửa hàng phải có phong cách thống nhất với Giai Gia. Cô xem chừng nào thì cô có thể tới thành phố Yến xem đi, tự mình thăm thú siêu thị Giai Gia cũng tốt cho việc hiểu thêm về siêu thị này. Phùng Húc Quang cũng không phải không nghĩ tới việc mở thêm chi nhánh, mà hắn lo lắng nếu chẳng may về sau siêu thị Giai Gia kinh doanh không tốt thì sẽ làm ảnh hưởng đến chi nhánh của Mễ Huyên, tất cả mọi người đều là bạn bè của nhau, cũng tránh các trường hợp như thế này xảy ra. Được Phùng Húc Quang đồng ý, Mễ Huyên vô cùng cao hứng. Lúc nào tôi cũng có thời gian, khi nào Tổng Giám đốc Phùng quay về thành phố Yến thì tôi sẽ theo anh đi luôn, có được không ạ? Sau khi ăn xong, trên đường quay về nhà khách thì đoàn người Hạ Tưởng vừa lúc gặp Lưu Hà và Dương Bối. Bộ dáng của Lưu Hà không tốt, hiển nhiên là vì đấu thầu chật cổn Long Câu mà tâm tình rất xấu, vừa thấy Hạ Tưởng thì hai mắt gần như bốc lửa. Tiếp tới nhìn thấy Phùng Húc Quang bên cạnh. Trong lòng hắn minh bạch thêm mấy phần, tiến lại nói. Anh chính là Tổng Giám đốc Phùng của nhà máy thực phẩm Húc Quang đến từ thành phố Yến. Phùng Húc Quang không biết Lưu Hà, nhưng hắn cũng là người lăn lộn nhiều, như thế nào lại không nhìn ra vẻ ác ý trong ánh mắt của Lưu Hà, tuy nhiên không đáng để xảy ra xung đột trên đường nên cười nói. Tôi là Phùng Húc Quang, xin hỏi anh là ai? Có điều gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, tuy nhiên có một lời khuyên. Lưu Hà hung tợn trừng mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, lại cười vẻ âm trầm nói với Phùng Húc Quang. Tại huyện bá này, nơi vùng khỉ ho cò gáy này có rất nhiều người dân có tính cách đó. Tiền cũng cô phải dễ kiếm lắm đâu. Phùng Húc Quang vẫn tươi cười như cũ không có gì thay đổi, không có chút nào kinh hoàng. Nhân dân huyện bá rất nhiệt tình, trên đường đi mà cũng có thể gặp được người tốt. Để thể hiện sự cảm tạ của tôi, mời anh hút tạm điếu thuốc này. Lưu Hà tức giận đến mặt mày xanh mét, hừ lạnh một tiếng. Đừng đắc ý quá sớm. Mễ Huyên thấy thế định tiến lên tranh luận phải trái với hắn ta, bị Hạ Tưởng giữ chặt. Hạ Tưởng không để Mễ Huyên tự nhiên lại tranh cãi một cách vô vị với Lưu Hà, hắn chậm chậm đi qua trước mặt Lưu Hà, dưới ánh đèn mờ nhạt, Dương Bối tránh ở phía sau Lưu Hà, cúi đầu không dám nhìn hắn. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, xua đi ý tưởng lung tung trong đầu, nói. Lưu Hà. Nhà anh kinh doanh khách sạn và sàn khiêu vũ cũng không tệ lắm, cố gắng kinh doanh cho tốt, đừng lo nhặt vừng lại đánh mất quả dưa hấu. Tôi có mấy người bạn ở thành phố chương trình cũng đã nghĩ đến việc tới huyện bá mở mấy quán rượu, đến lúc đó còn muốn anh cho mấy lời góp ý. Lưu Hà tức giận đến mức độ săn ống tay áo, định xông lên đánh nhau, lại bị Dương Bối gắt gao giữ chặt. Cũng không biết làm sao Dương Bối tràn đầy dũng khí, từ phía sau lao lên, vẻ mặt kiên quyết nhìn Hạ Tưởng. Trên mặt toát ra vẻ đau thương và thất vọng mà Hạ Tưởng đã từng quen thuộc. Cả người cô run rẩy, cố gắng lấy bình tĩnh, nhưng lại không làm được, trong mắt chứa đầy nước mắt, đứng trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt cơ khổ giống như cô bé đi lạc đường. Chương 130, đại lý đồ ăn nhanh. Giọt lệ tràn ra trên đôi mắt Dương Bối, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương tâm và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Tưởng, cắn răng, gằn từng tiếng nói. Hạ Tưởng. Anh đã thay đổi, anh trở nên lạnh lùng và máu lạnh, tôi nhìn lầm anh, nghĩ rằng anh là người đầy khoan dung độ lượng, không nghĩ tới trong tâm tư anh chứa đựng đầy sự thù hằn vì lợi ích cá nhân, muốn đuổi tận giết tuyệt Lưu Hà. Hiện tại tôi mới xem như là hiểu được anh, mới biết được chia tay với anh là lựa chọn rất lý trí. Tôi hận anh, vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Nếu hận thì cứ việc hận,
mỗi người đều có quyền được yêu và được hận. Nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng cho cô biết, Dương Bối, những gì tôi đã làm là không phải nhằm vào Lưu Hà, cũng không nhằm vào cô. Cô đang tự đề cao mình lên, tôi cũng không phải vì hận cô và Lưu Hà mà làm vậy, mà đây là chính Lưu Hà tự gieo gió nên gặt bão thôi. Gió đêm thổi đến từng luồng gió mát mang theo hương vị của mùa thu, Hạ Tưởng Mặc hơi phong phanh, bị gió thổi qua làm cả người thấy phát rét, trong nội tâm một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng Lưu Hà và Dương Bối đang đi ra xa, đến khi bóng của hai người biết mất trong bóng đêm mờ mịt mà hắn vẫn đứng ngơ ngẩn như cũ, không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm hồn thật hoảng hốt, cảm giác cảnh tượng trước mặt không chân thật, cứ như trong giấc mộng vậy. Chỉ có điều, đây đâu phải là nằm mơ. Những câu nói đau thương của Dương Bối vang vọng bên tai, cô phẫn uất, cô chỉ trích, vì sao? Vì sao chính cô đề xuất việc chia tay mà bây giờ cô lại thấy hợp tình hợp lý? Chẳng lẽ cô không rõ sau lưng cô Lưu Hà có các hành động gì à? Quên đi, không thèm nghĩ nữa, trong lòng Hạ Tưởng thở dài một tiếng, một khi người con gái đã trở nên si mê thì không thể nào nói lý với cô ta được. Hắn lắc lắc đầu cười khổ, tối thiểu hôm nay Lưu Hà cũng có thu hoạch, y có thể yên tâm khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, y sẽ thấy không cần lo lắng đến khả năng Dương Bối quay trở lại với Hạ Tưởng. Tuy nhiên, thật ra mà nói thì Hạ Tưởng cũng thật không nghĩ tới cảnh tượng một lần nữa hắn và Dương Bối quay trở lại với nhau. Gương vỡ lại lành là một truyền thuyết, cho dù thật sự đoàn tụ lại nhưng các vết vỡ, rách sẽ thủy chung tồn tại trong trái tim của hai người, sẽ có những lúc làm cho trong ngực của hai người cảm thấy đau đớn. Xoay người sang phía bên cạnh, Hạ Tưởng mới phát hiện ra bốn người Phùng Húc Quang, Mễ Huyên, Hồ Vĩnh, Trịnh Tuyết Bích, tất cả đều im lặng đứng đó, không ai nói lời nào. Phùng Húc Quang thấy Hạ Tưởng đã hồi tỉnh lại, nhếch miệng cười nói. Ông em, tôi có lời này cực kỳ chân thật, phụ nữ thì một nửa thời gian là tri kỷ của mình, ở nửa thời gian khác thì là kẻ gây tai họa. Trên cơ bản, hiện tại chú em đang ở vào thời điểm bị kẻ gây tai họa. Anh nói cái gì thế, tôi đại biểu cho chị em phụ nữ phản đối việc này. Mễ Huyên bất mãn trích Phùng Húc Quang một câu. Thời điểm người phụ nữ là người tri kỷ chính là do người đàn ông quá sủng ái. Cho dù trở thành kẻ gây tai họa cũng là do người đàn ông bức bách họ như vậy. Tôi là chuyên gia trong việc nghiên cứu quan hệ nam nữ này đó. Mễ Huyên vừa dứt lời, Hạ Tưởng dường như trong giấc mộng tỉnh lại, bỗng nhiên mỉm cười nói. Thời tiết lạnh thật, chúng ta đừng đứng trên đường cái tán dương nhau nữa. Đi, trở về ngủ thôi, ngủ một giấc là trời lại sáng. Mễ Huyên không làm loạn mà bày tỏ thái độ khác thường. Có cần phải nói cho cô bé Lê biết cậu bị người khác mắng không? Hạ Tưởng hỏi lại. Cô ấy vừa từ thành phố chương trình trở về, rất mệt mỏi. Chỉ có nghĩ là để cô ấy nghỉ ngơi chút đỉnh không? Mễ Huyên xoay người đi, không nói tiếp nữa. Ngày hôm sau cũng vừa lúc là thứ bảy, Hạ Tưởng xin chỉ thị Lý Đinh Sơn, nghe ông ta bảo hôm nay không có việc gì, vì vậy hắn tính toán ngủ nướng thêm một chút. Đêm qua hơi lạnh, cảm giác không thoải mái, vừa đặt người xuống, liền nghe thấy có người gõ cửa. Cổ Hợp có thói quen rèn luyện vào buổi sáng, thường thường gần đến 6 giờ là rời khỏi phòng và chạy vòng quanh thị trấn một vòng. Hiện tại còn chưa đến 7 giờ, thông thường thì 7 rưỡi hắn mới trở về. Mà bây giờ ai lại gõ cửa sớm như vậy? Hạ Tưởng mơ màng ra mở cửa phòng, hắn phát hiện ra bên ngoài cửa không có bóng dáng một ai. Dưới ánh sáng của mặt trời buổi bình minh rọi xuống, trước cửa dưới bậc cầu thang có một cái hộp trắng, trên hộp viết hai chữ cuộc sống. Ai phá rối vậy? Hạ Tưởng hết nhìn trái rồi nhìn phải, lại cẩn thận nhìn nhìn cái hộp, cũng không cảm giác thấy cái gì nguy hiểm, không kìm nổi lòng hiếu kỳ, giơ tay mở cái hộp ra. Trong hộp có một búp bê hình cô gái có dáng người cực kỳ nóng bỏng, áo choàng dài, váy ngắn, lộ ra cặp chân dài. Tuy rằng so với đồ chơi tinh xảo nhập khẩu thì có kém một chút, nhưng cũng tính là đồ tốt, trông rất sinh động. Hạ Tưởng cười cười, không nghĩ nhiều, cúi người giơ tay lấy cô gái ra, đột nhiên từ trong hộp một cú đấm bay ra, đánh vào ngay mũi của hắn. Trong này chỉ trang bị một súng bắn đạn đơn giản, đương nhiên không mạnh lắm, tuy nhiên vì bất ngờ không kịp đề phòng nên chúng một cú đánh vào trên mũi, cũng rất choáng váng. Hạ Tưởng ôm lấy cái mũi, nước mắt nước mũi cũng chảy ra hết, hắn hô lên một tiếng. Cô bé Lê, đừng nấp nữa, anh đã nhìn thấy em rồi. Còn chưa nhìn thấy người mà đã nghe tiếng cười thích chí của Mễ Huyên truyền đến. Tào Thù Lê đang rảo bước nhanh phía sau Mễ Huyên,
từ sau phía góc nhà bước ra, vừa đi vừa giận dỗi nói với Mễ Huyên. Bảo chị đừng có cười, chị lại không nghe. Anh ta gọi như vậy nhưng đã nhìn thấy chúng ta đâu, chủ yếu là lừa chúng ta lộ mặt ra, chị như thế nào mà dễ bị lừa như vậy? Xuất hiện chứ có phải là hiến thân đâu, sợ cái gì? Mễ Huyên đĩnh đạc vung tay lên. Rõ ràng là sáng sớm mà em đã muốn gặp người ta. Gặp được rồi thì lại không biết nói gì, trốn cái gì mà trốn. Sợ cái gì mà sợ, có một số việc phải hai mặt một lời, có phải hay không vậy? Hai người đi tới trước mặt Hạ Tưởng, Mễ Huyên thấy Hạ Tưởng có bộ dáng chật vật như vậy, cười khanh khách. Trên người cô mặc một bộ đồng phục, xoay người một cái liền lộ ra khoảng lớn da thịt trắng nõn, đẫy đà, mềm mại, mịn màng phía sau thắt lưng, trông giống như một mảng mây trắng. Trên người Tào Thù Lê cũng mặc một bộ quần áo thể thao, so với Mễ Huyên thành thục thì sự thanh xuân của cô lại sặc sỡ làm lóa mắt người khác. Bộ y phục này rộng thùng thình, không toát ra dáng người là lướt của cô, tuy nhiên bả vai cô khá thẳng làm tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo, trên mặt lại một vẻ hồng nhuận khiến cả người cô trông như đóa hoa sen đang thấm đẫm giọt sương buổi ban mai đang vươn lên đón ánh mặt trời, đẹp không tả xiết. Vẻ mặt Tào Thù Lê không vui, đang muốn không thèm để ý đến Hạ Tưởng nhưng khi nhìn thấy điệu bộ quẫn bách của Hạ Tưởng thì không nhịn được, bị chọc cười. Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy bàn tay đang bưng mũi của hắn ra, sau đó nhéo một cái vào mũi hắn, rồi lại thổi một cái, cô nói. Đừng giả bộ, em đã mượn chị Mễ Huyên làm thí nghiệm. Chị ấy còn không bị gì thì anh lại càng không sao cả. Mễ Huyên giận dữ. Cái con bé xấu xí này tốt thật. Hóa ra ngày hôm qua cố ý lấy bà chị này làm thí nghiệm. Tôi thật là ngốc, không ngờ tin cái chuyện ma quỷ của cô, cho rằng cô không thật sự cố ý. Cô muốn đánh nhau với Hạ Tưởng lại sợ hắn đau. Vì sao cô không tự lấy thân mình làm thí nghiệm? Cô làm tôi tức chết đi được. Tào Thù Lê làm mặt quỷ, không phục nói. Đều tại chị, ai bảo chị nói bậy Hạ Tưởng. Cũng không biết rốt cuộc chị nghĩ như thế nào, Dương Bối không tốt nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Tưởng không tốt. Chị nói chuyện không có chút đầu óc nào cả, đánh chị một cái là xứng đáng. Mễ Huyên tức giận thở phì phì, nói không ra lời. Nói với Mễ Huyên xong, Tào Thù Lê lại nắm cái mũi của Hạ Tưởng kéo xuống, khi tai hắn đến ngang tầm miệng cô thì từ trong hàm răng xinh xắn khẽ rít một câu. Quá xấu hổ, không có ánh mắt, bị Dương Bối mắng, đúng là anh rất xứng đáng. Cái mũi Hạ Tưởng vốn cũng không tính là đau, nhưng lại bị Tào Thù Lê nhào nặn một hồi thành ra đau. Đành phải đầu hàng. Tốt lắm, cô bé, em đã thắng. Tào Thù Lê buông cái mũi của Hạ Tưởng ra, lại nhìn thấy cái mũi của hắn bị cô nhào nặn đến đỏ bừng, giống như quả cà chua, không kìm nổi mỉm cười nói. Thật là khó coi, nghe nói khi người nào mà nói dối thì cái mũi sẽ đỏ hồng lên, quả nhiên là đúng. Tiếp theo cô lại giả tảng như không biết chuyện gì, hỏi tiếp. Em thắng cái gì? Mễ Huyên cảm thấy không chịu nổi. Đành phải chặt đứt sự bí hiểm của hai người. Đi, đi ăn sáng đi, đi ăn tàu phớ. Chậc, chậc, thêm hai cái bánh quẩy, ngon phải biết. Mễ Huyên ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát liền dẫn hai người tới một quán nhỏ ở một chỗ hẻo lánh. Quán này không lớn nhưng được cái sạch sẽ, chủ quán là cặp vợ chồng tuổi trung niên, tiếp khách vô cùng nhiệt tình. Mới sáng sớm này mà mười mấy mét vuông của quán nhỏ này đã ngồi đầy khách hàng, vừa lúc có người vừa ăn xong. Mễ Huyên liền nhanh chóng chạy lại chiếm lấy vị trí. Mỗi người một bát tàu phớ, hai cái bánh quẩy, cộng thêm với một đĩa dưa muối nhỏ. Hạ Tưởng ăn vào thấy mùi vị rất thơm, tàu phớ vừa vào miệng thấy như tan ra, bánh quẩy giòn thơm mùi lúa non, ngay cả đĩa dưa muối nhìn có vẻ rất bình thường nhưng độ chua cực kỳ thích hợp, ăn ngon vô cùng. Hắn đến huyện Bá cũng một thời gian rồi, nhưng đây là lần ăn sáng ngon đến như vậy. Không tồi. Có thể so sánh được với sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Hạ Tưởng nhớ tới sau này nhãn hiệu sữa đậu nành của Vĩnh Hòa hưng thịnh một thời, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cái gì là sữa đậu nành Vĩnh Hòa? Đây là tàu phớ của Trương Ký. Lúc này sữa đậu nành Vĩnh Hòa đã xâm nhập vào Bắc Kinh hay chưa thì không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là chưa tiến vào thành phố Yến, thành phố Trương Trình thì lại càng không có, Mễ Huyên không biết thì cũng là chuyện bình thường. Không có gì. Đây là một đại lý chuyên cung cấp bữa ăn sáng, sau lại phát triển kinh doanh rất nhiều loại, tôi tìm trên đã đọc qua giới thiệu, là một xí nghiệp của Đài Loan. Trong đầu Hạ Tưởng chợt lóe ra một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu. Mễ Huyên,
lúc nào chị đi đến thành phố Yến để tham quan siêu thị Giai Gia, có thể đề nghị với Tổng Giám đốc Phùng, để cho anh ta cho mở ra mấy cửa hàng thức ăn nhanh cạnh tranh trong siêu thị, tuyệt đối kiếm được nhiều tiền. Siêu thị hưng thịnh, những cửa hàng tồn tại sống dựa vào siêu thị cũng phát triển theo. Sau này, gần như mỗi một siêu thị lớn khai trương, theo sau đều có các nhà hàng thức ăn nhanh xông vào chiếm chỗ trong siêu thị. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, sau này vào thời điểm món gà quay của Kentucky xâm nhập thị trường trong nước, mỗi khi siêu thị Giai Gia khai trương một chi nhánh tại thành phố Yến đều có một nhà hàng gà quay Kentucky tiến vào chiếm một suất. Hơn nữa cách thức kinh doanh của Kentucky đều rất tốt, có thể nói hãng này lựa chọn địa điểm để mở cửa hàng đều có ánh mắt buôn bán cực kỳ chuẩn xác. Nhưng nếu xét cho đến cùng, ban đầu họ cũng phải dựa trên cơ sở thành công của siêu thị Giai Gia, thu hút lượng người khổng lồ trong siêu thị Giai Gia. Chỉ cần hấp dẫn được 1/10 số khách này thì cũng đảm bảo cho việc kinh doanh của bọn họ mỗi ngày đều đầy ngập khách hàng. Sau đó một số cửa hàng đồ ăn nhanh khác cũng tiến vào siêu thị Giai Gia, mặc dù đã có món gà quay của Kentucky chiếm lĩnh thị trường, nhưng ưu thế lớn nhất của Trung Quốc chính là người rất nhiều, cho nên các hãng này sau khi khai trương cũng rất thành công, chỉ đáng tiếc những đồ ăn nhanh thành công sau này lại toàn là đồ ăn của Nhật. Thậm chí một số đồ nướng của Hàn Quốc cũng bám vào siêu thị Giai Gia mà sống. Lúc những đồ ăn này vững chân, những đồ ăn khác của Trung Quốc bắt đầu phát triển, đỏ mắt nhìn đồ ăn nhanh của nước ngoài chiếm lĩnh thị trường. Không những các hãng ăn nhanh này kiếm đủ tiền từ người dân trong nước mà còn không cung cấp thực phẩm đủ tốt cho mọi người. Chủ ý Hạ Tưởng đưa cho Mễ Huyên, để Mễ Huyên đi thuyết phục Phùng Húc Quang là muốn bán cho Mễ Huyên một điều tốt. Hạ Tưởng cũng tin tưởng ánh mắt của Mễ Huyên. Cái khác hắn không dám nói, nhưng món tàu phớ mà hắn đang ăn lúc này nếu đóng gói, tạo thành một thương hiệu, lấy hình thức đại lý để mở rộng, cho dù quy mô không bằng sữa đậu nành Vĩnh Hòa nhưng ít ra chiếm lĩnh thị trường phía Bắc này là không thành vấn đề. Người phương Bắc thì bữa sáng thích ăn bánh quẩy, uống tàu phớ, đậu hủ nát hoặc là sữa đậu nành, đây là thói quen không dễ thay đổi. Kỳ thật, rất nhiều món ăn ngon đều đang lưu truyền trong dân gian. Nếu không khai thác ra để thị trường hóa thì chỉ sợ sẽ bị đồ ăn nhanh của nước ngoài đánh gục, rồi từ từ biến mất. Cửa hàng đồ ăn nhanh thì có thể kiếm gì được tiền? Một bữa ăn nhiều nhất kiếm được 2 hay 3 tệ, kiếm được rất ít, lại phải đi sớm về muộn, rất vất vả, không được đâu. Mễ Huyên không suy nghĩ sâu xa đề nghị của Hạ Tưởng, liền phủ nhận luôn. Hạ Tưởng cũng không trông cậy vào việc một chút ý kiến thế này mà cô đã hiểu được, mà trông cậy vào khả năng thiên tài về buôn bán của cô. Hắn không hề nề hà phân tích kỹ cho Mễ Huyên, bất kể là tự nghĩ ra thương hiệu, hay đề cử ra thương hiệu nhưng các công tác chuẩn bị phải làm thật tốt. Một khi siêu thị Giai Gia đã đi vào quỹ đạo hoạt động có quy mô của mình, mỗi ngày số người ra vào siêu thị là khoảng mấy vạn người trở lên, chỉ cần 1% số người lưu lại ăn thì cũng đủ trong một thời gian rất ngắn thu hồi mọi phí tổn. Ngành kinh doanh ẩm thực là ngành sản xuất có lợi nhuận cao thì mọi người đều biết đây là chuyện thật, không nên coi thường mấy tệ đó, bởi vì phí tổn phải bỏ ra thấp, số lượng tiêu thụ lại lớn, khi đủ số lượng rồi thì lợi nhuận rất cao. Ví dụ như các quầy bán trái cây, các quầy hàng nhỏ lưu động, mỗi ngày chỉ bán mấy giờ, một cân chỉ ăn bớt một lai thôi thì cũng có thể duy trì cuộc sống cho một nhà có 3 người. Chị đừng quên! Đây chỉ là một quán nhỏ chuyên bán đồ ăn sáng mà cả hai người bọn họ cùng nhau bán hàng đấy. Tào Thù Lê ngồi bên cạnh vẫn im lặng nghe Hạ Tưởng phân tích, nghe thấy Mễ Huyên phản bác lại ý kiến của Hạ Tưởng, không kìm nổi nói xen vào một câu. Hai người này chỉ bán đồ ăn sáng, cũng không làm việc gì khác mà vẫn có thể đảm bảo con nhỏ được tới trường, vẫn duy trì được cuộc sống. Chị Mễ, chị đừng có nhìn cao quá trong kinh doanh, chỉ nhìn thấy những cái có lời hàng triệu tệ thôi. Rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đều là từ các hình thức kinh doanh nhỏ này mà tích lũy phát triển được đấy. Mễ Huyên nghe thấy lời nói của Tào Thù Lê có lý, liền lâm vào trầm tư suy nghĩ. Tào Thù Lê thè lưỡi nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng. Thế nào, em nói có đúng không? Thật ra em cũng không hiểu lắm, tuy nhiên em cảm thấy rằng làm việc thì phải nhìn xa trông rộng, phải bắt đầu từ những cái nhỏ. Ví dụ như làm quy hoạch, mặc dù đã nhận thấy được toàn cục, tuy nhiên khi lúc mà vẽ bản quy hoạch thì phải cân nhắc đến lối sống của từng khu vực chi tiết. Hạ Tưởng giơ hai ngón tay lên nói. Cô bé Lê thật không đơn giản, chỉ tí chút thế thôi mà hiểu rất rõ. Đúng là một cô bé thông minh. Tào Thù Lê đắc ý ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Thừa nhận là tốt rồi, có đúng là thông minh hơn người ấy không? Hạ Tưởng biết cô đang nói đến Dương Bối, cố ý nhìn quanh quẩn rồi nói.
Dưa muối hết rồi, có muốn ăn thêm chút nữa không? Tào Thù Lê không bị lừa, cô giơ tay nắm lấy cái mũi hắn. Cái mũi này còn chưa đau lắm nhỉ? Em là cô gái thông minh nhất, đáng yêu nhất mà anh đã gặp qua. Không ai có thể so sánh với em. Giọng điệu Hạ Tưởng đột nhiên sâu lắng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cô đơn. Không phải là không muốn so sánh em với cô ấy, mà anh thấy cô bé Lê không thuộc dạng người mà người khác có thể so sánh được, không có cái gì so sánh được với em cả. Nếu cố tình so sánh thì sẽ trở nên rất phàm tục. Tào Thù Lê cười đến độ hai mắt như một sợi chỉ, nhu thuận nói một câu. Anh bị người khác khinh dễ, em nhất định phải giúp anh lấy lại được mặt mũi. Hừ, em cũng không tin, rõ ràng là bạn trai cô ta làm các chuyện xấu thế mà lại đổ oan cho người khác. Hừ, bạn gái, cũng không thể lại không có đầu óc như thế này. Tôi quyết định rồi. Mễ Huyên đột nhiên thốt ra một tiếng, âm thanh rất lớn, làm những người xung quanh đều phải nhìn lại. Cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác, vẫn lớn giọng nói. Hạ Tưởng, cậu thật là lợi hại, đã giúp tôi mở cửa ải quan trọng, mở rộng suy nghĩ của tôi. Tôi đã không suy nghĩ chu đáo, cậu đã giúp tôi nhìn thấy điều này. Không được từ chối, tôi sẽ để cổ phần cho cậu. Hạ Tưởng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Em chỉ phụ trách việc hiến kế, cụ thể thực hiện như thế nào thì tôi không có tài năng trong phương diện này, xem ra là kém mấy gian thương các người. Không được. Mễ Huyên nói như đinh đóng cột, giữ chặt lấy cánh tay của Tào Thù Lê, uy hiếp nói. Nếu cậu mà không chịu như vậy, kể cả có bắn chết tôi thì tôi cũng phải chia rẽ cậu và cô bé tươi ngon này ra, không để cho hai người được tương thân tương ái. Tào Thù Lê bị Mễ Huyên nắm chặt lấy cánh tay, nghe xong lời nói mặt đỏ tai hồng, liền đá cho Mễ Huyên một cái. Đừng lấy em ra làm khiên, việc của em thì em tự chủ, chị không có phần. Ý tứ của cô là không để cho Mễ Huyên lợi dụng mình để uy hiếp Hạ Tưởng. Mễ Huyên đành phải buông Tào Thù Lê ra, bỗng nhiên cô cười vẻ thần bí. Cậu nếu không đồng ý điều đó của tôi thì tôi sẽ lấy thân ra để báo đáp, thế nào? Ánh mắt của những người xung quanh như dao nhọn chọc vào lưng Hạ Tưởng, không thể không bội phục lời nói của Mễ Huyên, hắn chịu không đối đáp được, đành phải nhận thua. Rời khỏi nơi này đã rồi nói sau, sợ chị rồi đấy. Trở về nhà khách, trải qua một hồi cò kè mặc cả, rốt cuộc thỏa thuận được điều kiện là Hạ Tưởng nghĩ ra ý tưởng của phương án nên có được 10% cổ phần này tạm thời lấy danh nghĩa của Tào Thù Lê. Kết quả như vậy đều là cho mọi người rất vui mừng, chỉ có Tào Thù Lê có vẻ hơi không tình nguyện nói. Hạ Tưởng đang có một khoản tiền ở nơi em, bây giờ lại có cổ phần danh nghĩa cái gì đó, những cái này làm người ta cảm thấy không yên tâm, giống như có âm mưu gì đó. Chương 131, từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Liên Nhược Hạm. Mễ Huyên thân thiết ôm lấy vai Tào Thù Lê nói. Sợ cái gì, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Chị cho em cổ phần, so với đưa cho cậu ta thì yên tâm hơn rất nhiều. Em cứ an tâm mà hưởng thụ, coi như cậu ta đưa trước lễ ăn hỏi cho em, mà đã đưa rồi thì không trả lại nữa. Về sau, nếu cậu ta làm chuyện gì có lỗi với em tịch thu. Nếu em làm chuyện gì có lỗi với cậu ta, cũng tịch thu. Cho dù về sau cũng không có ai làm điều gì có lỗi với nhau, cũng tịch thu. Đừng để trong tay đàn ông có nhiều tiền thì tâm tư của đàn ông sẽ trở nên hư hỏng. Chẳng có câu nào từ cửa miệng của chị mà hay cả, quên đi, không cùng chị so đo. Em muốn đi an ủi Hạ Tưởng một chút. Tào Thù Lê đi đến trước mặt Hạ Tưởng, mặt đối mặt với hắn, tỏ vẻ như người lớn dỗ dành trẻ con nói. Để an ủi anh còn nhỏ mà đã bị tổn thương về mặt tinh thần, em quyết định sẽ đưa anh đi leo núi, thế nào? Hạ Tưởng ngẫm lại cũng thấy không có sự tình gì cần giải quyết, Phùng Húc Quang thì giao cho Mễ Huyên chiêu đãi. Hắn gật đầu đồng ý, sau lại nhìn Mễ Huyên nói. Em cảm thấy em đi với cô bé Lê là được, chị ở lại trong phòng nghỉ ngơi một chút, rồi nhân tiện đấy chỉnh sửa lại ý tưởng, ngẫm nghĩ xem làm như thế nào thì tốt, dùng món ăn nào thì hấp dẫn, được không? Không được. Mễ Huyên kiên quyết từ chối. Tôi được giao là giám thị cô bé Lê, cậu với cô bé kia, cô nam quả nữ với nhau, làm thế nào yên tâm được. Còn nữa, dọc theo đường đi, tôi còn có thể hỏi cậu một số vấn đề. Tôi đã bỏ ra phí tư vấn, cậu phải có nghĩa vụ giải đáp, không được đề xuất ý kiến phản đối. Lúc xuống cầu thang thì vừa lúc gặp Phùng Húc Quang đang muốn dẫn Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích đi tới xã Cổ Trại để xem xét địa hình.
hơn nữa còn muốn xâm nhập vào trong dân chúng để hiểu rõ hơn, Ủy ban Nhân dân cũng cử người đi cùng. Hạ Tưởng thấy vậy yên tâm, cáo biệt Phùng Húc Quang, cùng với Tào Thù Lê, Mễ Huyên cùng đi lấy xe. Vừa đi tới trước đầu xe Santana của Mễ Huyên thì một tiếng gầm rú của ô tô truyền lại, Liên Nhược Hạm lái chiếc xe Land Rover dừng ngay phía sau lưng Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm từ trong xe nhô đầu ra, thái độ chủ động hiếm thấy gật gật đầu với Hạ Tưởng nói. Lần trước mượn bạn gái anh 2 ngày, hôm nay nếu mà rảnh, muốn đi nơi nào chơi thì tôi sẽ chở đi. Mễ Huyên đang muốn mở miệng phản đối thì Tào Thù Lê kêu lên mừng rỡ, không nói hai lời mở cửa xe ngồi ngay ghế phụ lái, sau đó với vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Hạ Tưởng và Mễ Huyên. Không được phản đối, lên xe đi, mau lên. Lúc đi, Liên Nhược Hạm vừa lái xe một cách thông thạo, vừa nói chuyện với Tào Thù Lê, nhưng mọi người đều hiểu được thật ra là cô đang nói cho Hạ Tưởng nghe. Tôi biết một chỗ là Hoa Hải Nguyên, đại khái cách đây 10 km, có một ngọn núi gần như không có dấu chân người, cũng không tính là chỗ đặc biệt nhưng cũng thích hợp cho việc leo núi. Tào Thù Lê không nói câu gì, Mễ Huyên giả bộ không nghe thấy, Hạ Tưởng đành phải trả lời. Nơi đó có nguy hiểm hay không? Liên Nhược Hạm mỉm cười một tiếng, trong tiếng cười có chút vẻ hơi coi thường. Trong xe có tổng cộng 4 người. Chỉ có một người đàn ông mà anh ta lại là người duy nhất hỏi có nguy hiểm hay không. Điều này nói rõ rằng đàn ông thời nay tất cả đều yếu ớt, không dám gánh vác việc gì cả. Mặc dù Hạ Tưởng bị châm chọc, nhưng hắn cũng không tức giận, lắc đầu cười nói. Mấy cô gái này lớn lên trong thành phố, đối với các hoạt động leo trèo tất nhiên là rất xa lạ. Mễ Huyên thở dài một tiếng. Sớm biết nhàm chán như thế này, không bằng cứ ở trong phòng ngủ một giấc. Nhàn cư vi bất thiện, leo núi thì có gì tốt đẹp. Lại có khi nguy hiểm đấy chứ. Tất nhiên Liên Nhược Hạm không chấp gì lời nói của Mễ Huyên, cô giải thích với Tào Thù Lê. Leo núi là hoạt động dã ngoại có chút nguy hiểm, yêu cầu bắt buộc phải trèo lên các vách núi. Người nhát gan thì đừng hòng có thể lên được cao, ngay cả dũng khí để thử thôi cũng không có. Đối với sự coi thường của Liên Nhược Hạm, Mễ Huyên cũng lựa chọn cách bỏ qua cho xong chuyện. Liên Nhược Hạm lái xe chạy băng băng, thảo nguyên vẫn một màu xanh trải rộng như cũ. Ỉ vào độ đầm của xe Land Rover, tính khí hoang dã của Liên Nhược Hạm lại bùng lên, lái xe giữa thảo nguyên mà phi ầm ầm, cứ như điên, không để ý đến đường đi có những cây cối gì, cũng không quản đến việc các thân cây cứng rắn sẽ để lại các vết xước, méo mó lại trên thân xe, cứ thế mà phi ầm ầm. Đúng là nhà giàu đốt tiền, Hạ Tưởng biết rõ giá của Land Rover này. Hơn nữa hắn còn biết rằng nếu các linh kiện của chiếc xe này mà bị hư hỏng thì chỉ có thể đợi hàng nhập về bằng đường hàng không hay bằng đường biển. Hơn nữa giá cả của các linh kiện này cũng cao, đủ để mua một chiếc ô tô đầy tiện nghi sản xuất trong nước. Chạy chậm một chút, thương xót cái xe một tí, nếu không bị hỏng thì không có chỗ nào để sửa đâu. Hạ Tưởng vốn là người yêu xe, không kìm nổi phải lên tiếng khuyên nhủ. Liên Nhược Hạm khéo léo dựa vào một chỗ nhô nhỏ ở trên triền núi. Vào lúc xe chạy lên chỗ cao nhất thì nhấn mạnh chân ga, ô tô mượn độ dốc của triền núi bay lên không, lúc xe rơi xuống làm mọi người thất điên bát đảo. Vào thời điểm này cô giống như con ngựa hoang đang được thoát cương, chạy nhanh như điện chớp. Không phải xe của anh quan tâm nhiều làm gì. Xe hỏng thì đã hỏng rồi, chỉ cần tôi cao hứng, ô tô hỏng đã sao. Con người muốn cao hứng thì không phải cứ nhiều tiền mà mua được. Lời này của Liên Nhược Hạm vênh váo ngút trời. Tuy nhiên từ miệng cô nói ra thì nghe rất là chính đáng, không có chút nào có vẻ cố ý khoe của cả. Hạ Tưởng cảm khái, muốn đào tạo một người vung tiền ra như cỏ rác thế này cũng không phải là dễ dàng, cũng không phải cứ có nhiều tiền mà được, còn phải bồi dưỡng chi li từ nhỏ đến lớn, chắc chắn rằng không chỉ có một nguồn tài lực hùng hậu mà còn phải có được một thế lực và mạng lưới quan hệ khổng lồ. Liên Nhược Hạm này có lai lịch gì? Tới ngọn núi mà Liên Nhược Hạm đã nói qua, Hạ Tưởng hoảng sợ. Một ngọn núi có đỉnh cao chót vót, các vách núi gần như thẳng tắp, cực kỳ hiểm trở, nếu muốn trèo ở núi này thì đúng là rất nguy hiểm. Mễ Huyên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại trong xe, tuyên bố là buồn ngủ, ai níu kéo cũng không được. Tào Thù Lê cũng hơi nhíu mày. Chị Liên, hay là không trèo núi nữa nhé? Ngọn núi này cao và rất hiểm trở, các vách đá lại rất sắc, nếu chẳng may làm hỏng tay chị thì cũng không tốt. Động tác Liên Nhược Hạm trở nên nhanh nhẹn. Lấy từ cốp xe ra một bộ quân trang quân đội mặc lên, đeo găng tay vào, lại lấy thêm một bộ quân trang khác ra, sau đó ngoảnh lại hỏi Hạ Tưởng. Có cam đảm cùng tôi trèo lên đỉnh núi không?
Hạ Tưởng không so đo với cô, hắn nói. Tôi không trèo núi đâu, trên đó gió lớn, rất dễ có sơ suất. Tôi ở phía dưới với cô bé Lê thôi. Đúng là đồ nhát gan. Liên Nhược Hạm chê, rồi bỗng nhiên lại nói thêm. Thù Lê, em bảo Hạ Tưởng cùng chị trèo lên được không? Nếu chẳng may chị bị gió thổi ngã thì còn có anh ta cứu giúp chị. Tào Thù Lê không đành lòng cự tuyệt Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng thì lại không dám từ chối lời đề nghị của Tào Thù Lê. Cuối cùng, hắn đành phải mặc đầy đủ quân tư trang, dặn Tào Thù Lê phải ở dưới, cũng Liên Nhược Hạm leo lên trên. Làm cho Liên Nhược Hạm chấn động chính là các động tác leo trèo mà Hạ Tưởng sử dụng, không ngờ lại còn lên đỉnh núi trước cả cô. Đứng trên đỉnh núi, gió núi thổi vù vù, Liên Nhược Hạm đứng hiên ngang đón gió, dáng người cực phẩm, diện mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt trong trẻo nhưng có vẻ lạnh lùng. Cô nhìn về phía chân núi nơi Tào Thù Lê đứng, giọng nói bị gió thổi, lúc thì nghe rõ lúc không. Tôi nghĩ là anh cũng đoán được dụng ý của tôi, muốn để anh cùng tôi leo núi là để chứng minh tôi mạnh mẽ hơn anh. Kết quả lại là anh thắng, tuy nhiên anh cũng đừng đắc ý vội, ở trong mắt tôi thì anh vẫn chỉ là một đứa con nít xanh mà thôi. Hạ Tưởng không kìm nổi cười lên. Tôi không rõ rốt cuộc cô có ý tứ gì, tôi có là con nít xanh hay già cả thì có quan hệ gì với cô. Không sao, đây là để chứng minh một ý tưởng trong lòng tôi. Liên Nhược Hạm nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong mắt có vẻ nghi hoặc chưa có lời giải đáp, tuy vậy cũng có một vẻ mê man. Tuy nhiên, lập tức ánh mắt cô lại nhìn sang một bên, nhìn về phía thảo nguyên xa xa vô bờ vô bến. Chỉ mong là tôi sai, nếu không thì tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Tưởng không biết vì sao Liên Nhược Hạm lại nói những lời không hiểu gì cả, cũng muốn hỏi lại cô nhưng cô ta đã quay mặt đi, vẻ mặt có vẻ không để ý đến người khác. Hắn nghĩ ngợi không rõ rốt cuộc Liên Nhược Hạm này cất giấu tâm tư gì, chẳng lẽ là bởi vì sự việc trên đường núi lần trước làm cho cô ta có cảm giác thất bại. Thời điểm mấu chốt thì phụ nữ không thể bình tĩnh bằng nam giới cũng là rất bình thường. Vì sao cô ta lại có vẻ quật cường như vậy? Lo nghĩ thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Dù sao thì Liên Nhược Hạm là người đã nói một thì không nói hai, cũng không thể so đo tính toán với cô ta, chỉ cần cô ta có thể chơi thân với Tào Thù Lê, đừng bất hòa để hắn trở thành kẻ thù của cô ta là được. Mà hơn nữa hắn cũng không có khả năng trở thành đối thủ của cô ta, hiện tại hắn phải gắn bó với Liên Nhược Hạm là vì ngay cả tư cách để thành đối thủ của cô ta cũng không được. Trên đỉnh núi gió mạnh đập vào mặt, lạnh đến kinh người, Hạ Tưởng nói. Xuống đi thôi, rất lạnh. Đừng để lạnh quá rồi cảm. Liên Nhược Hạm gật gật đầu, trước khi chuẩn bị trèo xuống thì lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu. Anh có phải muốn đi theo con đường chính trị đúng không? Nếu muốn trở thành quan lớn thì tôi có thể giới thiệu giúp anh biết một người, chỉ cần anh làm cho người ta có ấn tượng tốt, khẳng định là anh có thể thuận buồm xuôi gió. Người nào? Hạ Tưởng cảm thấy ý nghĩ của cô rất kỳ quái, nói tới nói lui mà chẳng hiểu được động cơ của cô là như thế nào. Là người trong nhà của tôi, trước mắt không cần biết là ai. Tôi hỏi anh có đồng ý hay không? Hạ Tưởng liền cự tuyệt ý tốt của cô. Cảm ơn, không công không nhận lộc, tôi không dám ăn thứ mà từ trên trời rơi xuống. Xem như tôi chưa nói lời này. Liên Nhược Hạm giơ một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt Hạ Tưởng. Cố gắng cẩn thận, trượt chân một cái là không ai có thể cứu được đâu. Hạ Tưởng không nói gì. Trong lòng nghĩ rằng những lời này của Liên Nhược Hạm chắc không phải đột nhiên nói ra, chắc trong đó có ẩn chứa điều gì đó. Hắn không phải không tin rằng sau lưng Liên Nhược Hạm có thế lực của gia tộc, cũng không nghi ngại đến việc cô giáp tâm có lòng dạ bất lương, mà là trong lòng hắn hiểu rằng, cho dù hắn được Liên Nhược Hạm dẫn tới tiến cử, đến gặp một nhân vật hết sức quan trọng trong gia tộc của cô, người đó cũng đồng ý giúp hắn tác động, cho hắn trong một thời gian ngắn đạt đến một cấp bậc hứa hẹn nào đó. Nhìn qua thì triển vọng này đẹp đến mức mê người, là cơ hội mà ai cũng cầu ước, nhưng thật ra thì lại bằng không. Cho dù hắn tiến vào trong phạm vi thế lực của gia tộc Liên Nhược Hạm, tuy nhiên chỉ là một nhân vật vòng ngoài, hay nói cách khác là một quân tốt nhỏ lúc nào cũng có thể vứt bỏ được. Trong rất nhiều gia tộc khổng lồ, thế lực của bọn họ trải rộng trên rất nhiều phương diện, trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế cho dù thiếu một thứ cũng không được. Trong đó có các nhân viên trung tâm của bọn họ. Cũng có rất nhiều loại tiểu tốt được mời chào, các tiểu tốt này cũng giống hắn, không chỗ dựa, đang giãy giụa ở tầng thấp bé nhất. Đột nhiên lại có một đỉnh núi nguy nga xuất hiện, không ai có thể cự tuyệt sự hấp dẫn có được địa vị cao như thế này.
Cùng so sánh với bọn họ thì Hạ Tưởng còn có mười mấy năm đã trải qua rồi, cho nên hắn biết được cái lợi hại trong mối quan hệ này. Những người này có cảnh giới và tầm mắt không đủ, nghĩ rằng có chỗ dựa vững chắc là có thể thẳng bước lên đỉnh tầng mây, bất kể hắn là cấp quận hay cấp sở, thậm chí là đạt được cấp phó tỉnh. Tuy nhiên đối với gia tộc thì bọn họ chỉ là những người lính hầu, phải luôn tiên phong anh dũng tranh đấu vì lợi ích cho gia tộc. Nếu các nhân vật này có đầy đủ vận khí và trí tuệ, có thể sống sót trong các lần tranh đấu thì hắn cũng chỉ có thể có được cái chức phó tỉnh để về hưu. Nếu bọn họ mà vận khí hơi kém, đối nhân xử thế lại không tỉnh táo, có lẽ ở trong vài lần xung đột ích lợi thì người ta không khách khí giải quyết luôn những người này, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không phải là gia tộc sau lưng bọn họ không ra tay cứu, mà là cái giá trị của những người này không bằng với cái giá phải trả. Hạ Tưởng rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn thà rằng đi theo bên cạnh Lý Đinh Sơn, đi trên mặt đất từng bước vững vàng, không muốn trở thành lính hầu cho một đại gia tộc. Ở trong các đại gia tộc, khi xảy ra đụng độ thì đúng là bị đánh đến tan xương nát thịt. Trở lại xe, dọc trên đường đi về nhà khách, Liên Nhược Hạm không nói câu nào nữa. Ánh mắt của Tào Thù lê lóe lên mấy lần nhưng không mở miệng hỏi. Mễ Huyên với vẻ mặt hồ nghi nhìn Hạ Tưởng mấy lần, rốt cuộc không kìm nổi hỏi. Cậu và cô ta có cái gì mà trên mặt hai người có chút kỳ lạ? Có phải hai người có hành vi nào không bình thường với nhau? Làm chị họ thì phải có dáng dấp của người chị. Hạ Tưởng đập đập bàn tay vào cánh tay. So với cô bé Lê, chị đúng là không học được chút thông minh hay trầm tĩnh nào cả. Tào Thù Lê nghe xong lời nói của Hạ Tưởng, ánh mắt trở nên long lanh, quay đầu liếc mắt Liên Nhược Hạm một cái miệng mân mê mỉm cười vụng trộm. Mễ Huyên khoát cánh tay. Chắc chắn là cậu nói dối, về sau nếu có chuyện gì phát sinh, hai người đừng có trách tôi không nhắc nhở trước là tốt rồi. Liên Nhược Hạm đưa mấy người về nhà khách, nói chuyện một chút với Tào Thù Lê, sau đó rú xe đi khỏi. Tào Thù Lê đứng ở bên phải của Hạ Tưởng, bàn tay khẽ đẩy đẩy cánh tay của hắn. Anh không muốn biết em và cô ấy đi đến thành phố chương trình làm gì à? Hạ Tưởng làm bộ như mới vừa nghĩ đến. Em nói thì anh mới nhớ ra, nói mau, làm gì trong hai ngày đấy, có chuyện lớn gì xảy ra không? Cũng không có gì, thật ra em cũng không biết rốt cuộc là cô ấy muốn làm cái gì, chủ yếu là lái xe loạn ở thành phố chương trình, cô ấy không biết đường, em phải dẫn đường cho cô ấy. Ánh mắt Tào Thù Lê hơi mơ màng. Hiển nhiên không đặt trọn tâm tư trong lời nói này. Quả nhiên, cô liếc mắt trộm nhìn Mễ Huyên một cái, kéo Hạ Tưởng sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Vì sao cô ấy lại muốn kéo anh cùng trèo núi? Cô bé này làm bộ như rất rộng lượng, tuy nhiên cũng chưa được giống cho lắm. Từ trong lời nói của cô, không thấy gọi Liên Nhược Hạm là chị Liên thì có thể thấy được, trong lòng cô cũng đang có giấm chua, cũng không quá thoải mái. Hạ Tưởng xoa xoa cái tai, cười nói. Đừng nghĩ lung tung, không có gì cả. Sau lưng Liên Nhược Hạm là có thế lực gia tộc khổng lồ, cô ấy muốn cho anh một con đường đi nhưng anh không đồng ý. Thế à? Trên vẻ mặt của Tào Thù Lê bừng lên vẻ rạng ngời, cô nói. Có đôi khi, một người không nhất định một bước lên trời là đã tốt. Từng bước đi một, tuy rằng có chậm một chút, tuy nhiên có cơ sở vững chắc. Với tình hình bây giờ của anh, nhiều lắm là tìm một chỗ dựa vững chắc là thị trường. Nếu tìm một người là chủ tịch tỉnh hay chức quan to hơn nữa thì cũng chưa chắc đã tốt đâu. Không đơn giản nha, Hạ Tưởng dường như mới lần đầu gặp Tào Thù Lê, nhìn Tào Thù Lê mấy lần, làm cho cô bé ngượng ngùng. Theo bản năng, tay cô giơ lên đặt ở trên ngực, lúc này cô mới nhớ hôm nay mình mặc bộ đồ thể thao, che rất kín vùng ngực, chẳng ai nhìn thấy được cái gì cả. Hạ Tưởng chú ý tới vẻ khác thường của Tào Thù Lê, hắn cười nói. Bộ đồ thể thao được thiết kế rất đáng giận, không tính toán gì đến các đường cong mỹ miều của chị em, mặc nó vào chẳng lộ ra cái gì cả. Tào Thù Lê rất xấu hổ. Không nghĩ là anh còn có tật xấu như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bình thường nhìn anh khá thành thật, bây giờ thì đã lộ ra cái đuôi hồ ly rồi. Hạ Tưởng dõng dạc nói. Hồ ly vẫn luôn có đuôi, không việc gì phải giấu giếm, em không thấy được chứng tỏ trước kia em cố ý bỏ qua việc này. Anh, Tào Thù Lê bị chọc tức, nói không ra lời. Giữa trưa thì Mễ Huyên thông báo cho Hạ Tưởng rằng cô đã sắp xếp hắn cùng ăn cơm với Vương Toàn Hữu. Bất kể là Vương Toàn Hữu lấy thân phận là bí thư đảng ủy công an hay thân phận là bác của Tào Thù Lê thì Hạ Tưởng đều không có lý do để cự tuyệt. Rất may là Mễ Huyên và Tào Thù Lê cũng tham dự,
điều này cũng làm cho tâm tư của hắn ổn định hơn. Địa điểm ăn cơm là một ngôi nhà ở vùng rất hẻo lánh, ở phía nam của thị trấn, xung quanh không có nhà dân nào cả. Mễ Huyên giới thiệu rằng đây là chỗ một người bạn của ba cô ta, trước kia mở một khách sạn ở thị trấn, sau đó tâm tư phai nhạt, không mở nữa, tuy nhiên bây giờ trong nhà chỉ chiêu đãi một ít các bạn bè của ông ta mà thôi. Căn nhà tuy rằng không lớn, nhưng ít nhất cũng khoảng nửa mẫu, trong nhà có đủ loại cây cảnh và các loại cây ăn quả, có vẻ như một nơi để tận hưởng các thú vui điền viên. Trong khu vườn của ngôi nhà này, có một vài gốc nho cổ thụ, các lá cây tươi tốt được leo trên một cái giàn, hình thành một nơi râm mát rất tự nhiên. Phía dưới giàn nho, có 7 cái bàn vuông và mấy cái ghế băng, trên bàn có đặt ấm chén pha trà, rất có hương vị thanh nhàn của một nhà nông. Vương Toàn Hữu rất tùy ý mặc chiếc áo may ô, ngồi rất không để ý tới hình tượng bên cạnh một ấm trà, đang bưng cái chén lên làm một ngụm. Ở bên cạnh hắn, là một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo có vẻ hơi già, mặc quần áo bộ đội, lúc cười có thể nhìn thấy được 4 cái răng cửa đã bị rơi rụng. Đến đây, tôi giới thiệu một chút, đây là Hạ Tưởng, là thư ký của bí thư huyện ủy. Vương Toàn Hữu nhìn thấy nhóm người Hạ Tưởng bước vào cũng không đứng dậy tiếp đón, chỉ có gật gật đầu mấy cái, sau đó nói với người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội. Người đàn ông mặc quần áo bộ đội cũng không đứng dậy, nhìn Hạ Tưởng cười cười. Chàng thanh niên, không tồi, tuổi khá trẻ. Tôi tên là Vạn Chí Trạch, đã đến nhà thì đừng có khách khí, ngồi xuống chơi. Bà nó ơi, cho thêm nước đi. Hạ Tưởng ngồi xuống trên một cái ghế băng, nhìn lại thấy Tào Thù Lê và Mễ Huyên cũng đã ngồi xuống. Từ phía xa, một người phụ nữ trung trung tuổi, tay cầm một phích nước nóng, một tay bưng cái khay, từ phía sau cây nho bước tới. Đi đến trước mặt hai người Tào Thù Lê, đưa cho các cô chén nước, sau đó lại đi đến bên cạnh Hạ Tưởng, lấy cái chén, rót nước vào chén đưa cho hắn. Chương 132, Bí thư Đảng ủy Công an Vương Toàn Hữu. Hạ Tưởng đỡ lấy cái phích nước nóng trong tay cô ta, hắn nói. Cô cứ để cháu làm việc này cho, không cần phải nhọc công đâu ạ. Người phụ nữ trung tuổi này cười cười, cũng không miễn cưỡng, buông phích nước nóng xuống rồi đi ra. Vương Toàn Hữu và Vạn Chí Trạch ngồi phía đối diện cười lên, lại nói với Hạ Tưởng. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây, tôi không phải còn là bí thư Đảng ủy Công an, mà cậu cũng không phải là thư ký của bí thư huyện ủy. Hạ Tưởng hiểu được đây là Vương Toàn Hữu đang chỉ điểm hắn. Hắn cũng đoán được nếu Vương Toàn Hữu đã hẹn gặp ở một nơi như thế này là muốn không khí có vẻ thoải mái, tùy ý, không cần cân nhắc các thủ tục rườm rà. Lúc hắn chủ động tiếp nhận phích nước nóng cũng đã cho thấy. Hắn cũng không đem mình trở thành người khách, mà lấy thân phận của con cháu, tự thân rót nước phục vụ. Vạn Chí Trạch đấm đấm vào cái chân trái, đẩy ấm trà về phía trước. Đúng là già rồi, đi đứng không tốt nữa, chàng thanh niên, giúp tôi thêm ít nước. Đây là một ấm trà kiểu cổ, lớp men bên ngoài đã bong chóc không ít, có một hàng chữ, mơ hồ có thể đọc được là kỷ niệm chiến tranh tự vệ phản kích. Hạ Tưởng đứng lên, cười tủm tỉm rót thêm nước chè vào chén của ông ta. Sau đó lại hỏi Vương Toàn Hữu. Chú Vương có thêm hay không ạ? Vương Toàn Hữu cũng không khách khí, đưa cái chén ra, vừa nhìn Hạ Tưởng rót thêm nước, vừa hỏi. Có phải do không đứng lên tiếp đón cậu, lại để cho cậu tiếp nước nên trong lòng cậu có ý kiến? Nếu Hạ Tưởng đoán không sai thì Vương Toàn Hữu và Vạn Chí Trạch là chiến hữu của nhau. Những người xuất thân từ quân ngũ thì thường nói không nhiều lắm, khảo nghiệm của hai người bọn họ thì hắn vừa vào tới cửa là đã nhìn thấy. Mặc dù có điểm vụng về, tuy nhiên đúng là không có nhiều thủ đoạn bịp bợm nên lại có vẻ chân thành và đáng yêu. Tại sao lại phải có ý kiến? Thái độ của Hạ Tưởng vô cùng nhã nhặn, đặt phích nước nóng sang một bên, sau đó trở lại ngồi trên cái ghế băng. Thế hệ hậu sinh làm sao lại có đạo lý để các bậc bề trên phải nghênh đón? Hơn nữa chú Vạn là quân nhân, vì quốc gia đã phải đổ máu trên chiến trường, về lý là mọi người đã phải tôn kính. Trong mắt của Vạn Chí Trạch hiện lên một tia sáng, cười rất vui vẻ. Khó có được một người trẻ tuổi bây giờ còn biết đạo lý tôn kính các quân nhân, thế hệ những người tham gia quân đội như chúng tôi sớm đã bị những người khác quên đi mất rồi. Hạ Tưởng không nghĩ nhiều tới việc bình luận việc nhà nước bố trí các chế độ chính sách với các quân nhân đã xuất ngũ. Bây giờ nhân tình thế thái thay đổi nhiều lắm, sức hắn cũng không có thể làm thay đổi được xã hội này, nhưng nếu gặp những người như Vạn Chí Trạch, trong trường hợp có khả năng thì việc giúp ông ta một chút là chuyện có thể. Hắn liền nói sang đề tài khí phách của các quân nhân,
nói lên hiện tượng có sự thay đổi của bộ đội bây giờ so với những người đã cầm súng lúc trước, nói chuyện rất chăm chú. Vô tình ba người nói chuyện rất vui vẻ, thời gian trôi qua lúc nào cũng không biết, đến khi nghe Tào Thù Lê gọi lên một tiếng ngọt ngào. Bác, ăn cơm ạ. Vương Toàn Hữu đứng dậy, thử hỏi thăm dò Vạn Chí Trạch. Cùng ăn cơm chứ? Vạn Chí Trạch giơ tay lấy cái gậy sau lưng, chống người đứng dậy. Không, nếu chỉ có mình anh thì hai người chúng ta bồi tiếp nhau chén rượu. Hiện tại anh có Hạ Tưởng là khách là không nói, nhưng đang còn hai cô bé này nữa, tôi tham gia cùng thì không hợp lý lắm, làm các cô bé mất tự nhiên. Vương Toàn Hữu cũng không níu kéo, khoát tay, cùng Hạ Tưởng một trước một sau tiến lại ngồi vào chỗ. Vương Toàn Hữu ngồi ở giữa, Hạ Tưởng ngồi phía đối diện hắn, Tào Thù Lê ngồi ở bên phải hắn, Mễ Huyên ở bên trái. Đồ ăn rất nhiều, có món gà con cách thủy với nấm khẩu bắc, khoai tây rán, sườn lợn cách thủy với ngô. Tất cả đều được đặt trên bát đũa thô sơ của nhà nông, trông vào làm người ta thấy rất ngon mắt. Hạ Tưởng thấy kỳ lạ hỏi. Tay nghề của chú Vạn rất tốt, vì sao không mở nhà hàng ạ? Vương Toàn Hữu thở dài một tiếng. Nói tới việc này thì dài lắm, anh ta là thương binh, theo quy định thì anh ấy chắc chắn được hưởng nhiều chế độ chính sách. Lúc trước anh ấy kinh doanh nhà hàng cũng tốt lắm, sau đó bị người khác đố kỵ, bị người ta động tay động chân trong đồ ăn, kết quả là đồ ăn bán ra khiến nhiều người bị ngộ độc, cuối cùng không điều tra ra ai đã hạ thủ đoạn. Lòng dạ của anh ta khá thanh cao, lại cũng sẵn sàng đối mặt với bọn tiểu nhân do vậy đóng luôn nhà hàng một mạch đến bây giờ, lúc ấy tôi còn chưa tới huyện bá. Sau khi tôi đến đây, cũng thường xuyên mang một ít bạn bè chiến hữu tới nhà anh ta ăn, thường xuyên qua lại, nơi này của anh ta thành nơi tụ hội của một số người, cũng coi như có thể để anh ta duy trì cuộc sống. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút. Chú Vương sau khi đến đây, cũng không điều tra ra ai là làm việc trên à. Sự tình đã trôi qua lâu như vậy, làm sao mà có thể tra ra được. Vương Toàn Hữu tiếp lấy một miếng thịt từ bàn tay ngọc của Mễ Huyên, bỏ vào miệng, nói một cách mơ hồ. Ngon thật, tay nghề lão Vạn đúng là số một, đáng tiếc, để ăn được bữa ăn do anh ta tự tay làm ra thì phải đi xa như vậy. Năm đó nơi anh ta mở nhà hàng, hiện tại có nhà hàng Lạc Anh Uyển được mở ra, trình độ so với tay nghề của anh ta kém xa. Người nói cố ý hay không thì người nghe cũng lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó. Lạc Anh Uyển là nhà hàng của Lưu Hà, năm đó ai cưỡng chế đuổi Vạn Chí Trạch đi, không cần nói thì ai cũng biết, là người mà được lợi lớn nhất từ việc này. Trong lòng Vương Toàn Hữu cái gì cũng rõ ràng nhưng tại sao không làm gì, hiển nhiên là có điều phải e dè, lúc này làm bộ vô ý tiết lộ cho Hạ Tưởng, khẳng định là có ý tứ khác biệt. Hạ Tưởng không nói ra, cầm chén rượu kính Vương Toàn Hữu một chén, lại tiếp nhận các đồ ăn từ Tào Thù Lê và Mễ Huyên gắp cho, nhiệt tình ăn uống. Tào Thù Lê và Mễ Huyên cũng rất đói bụng, ăn nhiều thì thôi rồi. Tào Thù Lê còn ít nhiều duy trì một chút phong phạm thục nữ, Mễ Huyên thì chẳng kể gì. Bộ dáng ăn như hổ, không để ý chút hình tượng cả. Vẻ mặt của Vương Toàn Hữu tự ái nhìn về Mễ Huyên, lại nhìn Tào Thù Lê, trong mắt toát ra vẻ yêu thương của một người làm cha làm chú. Đợi nửa ngày mà cũng không thấy Hạ Tưởng nói tiếp, Vương Toàn Hữu không khỏi mắng thầm một câu là thằng nhóc này tinh quái, đành phải làm bộ giống như mới chợt nghĩ tới. Tiểu Hạ, cháu đã đến ăn cơm ở Lạc Anh Uyển chưa? Đã từng ăn qua, cũng ăn qua mấy lần, cảm giác cũng bình thường. Miễn cưỡng thì cũng được. Hạ Tưởng có vẻ vô tâm ngẩng đầu lên trả lời một câu, sau đó lại cúi đầu, có vẻ như rất chăm chú đối phó với cái chân gà. Gặp một câu không đầu không đuôi như vậy, Vương Toàn Hữu tức mà cũng phải cười, biết Hạ Tưởng khó đối phó. Ông ta nghĩ thầm rằng đừng thấy Hạ Tưởng còn trẻ tuổi, tâm kế của chàng trai này cũng không ít, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cách giả bộ cũng rất ấn tượng, có vẻ như cái gì cũng không rõ nhưng thật ra đều rất rõ ràng. Vì thế mà anh ta cố ý không nói. Nếu chàng trai này đã giả bộ hồ đồ không nói ra, Vương Toàn Hữu đành phải ho khan một tiếng. Tiểu Hạ, hôm nay mời cậu ra đây, là có chút việc riêng muốn nhờ cậu hỗ trợ. Hạ Tưởng thả cái chân gà xuống, xoa xoa tay, mỉm cười nói. Chú Vương cứ khách khí, có việc gì yêu cầu cháu làm, chỉ cần nói một tiếng là được, nếu cháu có điều kiện, thì làm thêm một chút việc cũng chẳng thành vấn đề. Vương Toàn Hữu bị Hạ Tưởng phản bác lại, phải mỉm cười nói. Mấy con bé này nói tâm kế của cậu nhiều, phản ứng linh hoạt thì tôi còn không tin. Hôm nay được nhìn thấy, đúng là mở rộng được tầm mắt, nếu vậy tôi không khách khí, nói thẳng.
cậu có biết nhà hàng Lạc Anh Uyển là của ai không? Biết. Hạ Tưởng đã đoán được ý mà Vương Toàn Hữu muốn nói, vừa rồi đúng là cũng hơi đói bụng, hơn nữa đồ ăn đúng là có hương vị số một, hắn cũng muốn hỏi kỹ lại, đang tính là để ăn no rồi nói sau, không nghĩ Vương Toàn Hữu lại thiếu kiên nhẫn đến thế. Hắn thầm cảm khái, có khi tham ăn cũng không phải là một chuyện xấu, hắn lau lau cái miệng. Là của Lưu Hà mở, cháu đã nghe nói qua, chú Vương đừng nói là chú muốn cháu đối phó với Lưu Hà, giúp chú vạn lấy lại nhà hàng. Chủ ý này không phải là ý kiến hay đâu. Vương Toàn Hữu sửng sốt, tò mò hỏi thăm. Sao lại như vậy? Hạ Tưởng cũng không nói vòng vo. Sự tình này đã xảy ra lâu rồi, không có chứng cứ chứng minh là Lưu Hà. Nếu dùng một ít thủ đoạn không quang minh mà ép Lưu Hà bỏ nhà hàng thì cũng không hay, chú Vạn mở lại nhà hàng cũng chưa chắc kinh doanh được tốt. Vì không để cho tay nghề chú Vạn bị mai một, cháu có một chủ ý khác. Vương Toàn Hữu cũng nghe được từ Mễ Huyên nói rằng các ý tưởng kinh doanh của cô ta là được hình thành sau khi Hạ Tưởng bày ra các chủ ý cho cô ấy. Tuy nhiên, ông ta cũng không nghĩ tới việc thu hồi Lạc Anh Uyển từ trong tay Lưu Hà, bởi vì cũng không hợp lý và thực tế lắm. Chỉ là ông ta muốn thử xem cái phản ứng của Hạ Tưởng, vì thế mới cố ý tung một đầu đề khó giải, nhưng cũng không nghĩ được rằng Hạ Tưởng lại đưa ra một ý nghĩ khác. Chương 133, có người cố ý gây phiền toái. Sau khi nhà máy thực phẩm được xây dựng xong, ngoại trừ chiêu mộ công nhân ở địa phương ra, còn có thể từ trụ sở chính của công ty trên thành phố Yến cử đến đây một bộ phận để quản lý nhân viên. Số lượng nhân viên quản lý này sẽ không nhiều lắm, nhưng cháu ước chừng cũng phải có đến mười mấy người, về sau không chừng khi quy mô phát triển lên rồi thì số người còn được gia tăng, chú Vạn có thể mở một nhà hàng ở bên cạnh nhà máy thực phẩm, khẳng định có thể hấp dẫn bọn họ tới thăm. Mà không chừng thì không bao lâu nữa. Người dân trong khu vực này có tiền nhàn rỗi, cũng sẽ tới nhà hàng ăn cơm, tiền lớn thì không kiếm được nhưng để duy trì cuộc sống so với hiện tại thì cũng mạnh hơn không ít. Chú nghĩ rằng đây là ý tưởng hay, nhưng cũng không được tốt lắm. Vương Toàn Hữu lắc đầu, bộ dạng không lo lắng lắm, mỉm cười.